chương 3120, chặn giết. Lục ly sách lược sách lược là xung quanh điểm đánh viện binh, nhưng như thế nào đánh viện binh đây chính là một cái vấn đề kỹ thuật. Lục ly theo côn tộc nơi đó biết được bên này có một cái ẩn thế đại tộc về sau lập tức động tâm. Hắn lặng yên tiềm nhập nơi này, mặc dù nơi này có cường đại thần văn, nhưng đối với huyết linh nhi tới nói quá dễ dàng, lục ly cũng chỉ là chui vào, lại không công kích hoặc là làm cái gì, cái này đơn giản rất nhiều. Thần ẩn thuật quá mạnh, không đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc là không phát hiện được hắn sở dĩ hắn lặng yên tiềm nhập đại nguyên trong núi không có bị phát hiện không bằng hắn không có tiến vào cái kia tộc đàn cư trú địa phương ngay tại bên ngoài ẩn núp hắn hạ quyết tâm giống như huyết tộc chỉ là tới mấy cái phổ thông thánh hoàng không dám trêu chọc nguyên tộc vậy hắn tự lặng yên truy sát đi lên đem mấy cái này thánh hoàng đánh giết giống như huyết tộc tới thánh hoàng so sánh cường đại lời nói vậy liền để bọn hắn cùng nguyên tộc đi liều hắn đi đi huyết tẩy còn lại chi mạch. Nguyên tộc không để cho hắn thất vọng, trực tiếp cùng huyết hồn ngọc bọn hắn làm, tự xem có thể hay không lưu lại huyết hồn ngọc bọn hắn. Nhạc sơn tam quái cũng làm cho lục ly rất là kiêng kỵ, theo cái này ba cái cường giả trên thân lục ly cảm nhận được nguy cơ, hắn không có nắm chắc đánh giết cái này ba cái cường giả. Cái này ba cái tốt giống như không phải huyết tộc tộc nhân trên thân cũng không có huyết tộc khí tức A, chẳng lẽ là mời giúp đỡ. Lục ly một bên khống chế thánh sơn phi hành, một bên trầm ngâm. Nghĩ nghĩ khả năng này rất lớn, huyết tộc dù sao lấy trước rất cường đại, nhận biết một chút lão ma cũng bình thường. Tăng thêm huyết tộc đoán chừng cũng rất giàu có, xuất ra một chút thiên tài địa bảo, mời lão ma xuất thủ cái này cũng rất đơn giản. Lục ly nhanh chóng tiến vào phụ cận một cái giới diện, nơi này có một chi huyết tộc, thực lực xem như đúng vậy huyết tộc, tộc phương là thánh hoàng. Hao tốn thời gian 7-8 ngày, lục ly tìm được bên này huyết tộc sở tại địa, là một tòa thành nhỏ, tòa thành nhỏ này là bị kia một chi huyết tộc khống chế a à, tại thành nhỏ phụ cận dò xét một lần lục ly lập tức rất là kinh ngạc bởi vì thành nội thế mà không cảm ứng được một cái huyết tộc mà lại thành nội cũng phi thường hỗn loạn rất nhiều tòa thành bên trong không có một ai tình huống như thế nào trốn lục ly lần nữa dò xét mấy lần sau đó vào thành tìm một cái tử lâu tìm hiểu sau một lát hắn rời đi tòa thành trì này rất nhanh hướng phụ cận đại thành bay đi theo thành nội đạt được tin tức bên này huyết tộc toàn bộ đã rời đi đi được phi thường vội vàng thậm chí liền bọn hắn trong dược điền thần dược cũng không kịp mang đi. Hiện tại rất nhiều võ giả đã bắt đầu cướp đoạt huyết tộc bên này tài nguyên bảo vật, dù sao đoạt liền chạy, cùng lắm thì rời đi cái này giới diện. Huyết tộc cũng không phải cái gì siêu cấp đại tộc, còn có thể khắp thế giới truy sát không thành. Toàn bộ rút lui, vậy khẳng định sở hữu huyết tộc đều sẽ rút lui, Lục Ly muốn đi tìm kiếm côn tộc thương hội, tìm hiểu thoáng cái chính xác tin tức, nhìn xem những này huyết tộc sẽ rút lui đến cái gì địa phương đi. Côn tộc không để cho hắn thất vọng cho hắn chính xác tin tức, bất quá Lục Ly lại bỏ ra không ít đại giới. Không chỉ là bên này, còn lại sở hữu huyết tộc đều rút lui, giờ phút này đều tại hư không bên trong, chính hướng Tích Nguyên giới rút lui. Tích Nguyên giới, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, nếu quả như thật cho huyết tộc tất cả trốn đi Tích Nguyên giới, hắn nghĩ diệt huyết tộc độ khó tựu đánh. Huyết tộc toàn bộ cường giả cùng giúp đỡ đều tập trung ở Tích Nguyên giới, chỉ dựa vào hắn một người làm sao có thể toàn bộ hủy diệt hắn cũng không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ, tại trong hư không huyết tộc hắn nhất định phải chặn giết, không chặn giết, để bọn hắn đi tích nguyên giới vậy sẽ phiền toái hơn. Hắn cũng không trần chờ quá lâu, bay thẳng lên hư không, hướng tích nguyên giới bên kia nhanh chóng bay đi. Mặc kệ có thể hay không chặn giết, chỉ ít hắn muốn đuổi kịp đi, dò xét bên kia đại bộ đội tình huống, như vậy mới phải chế định kế hoạch tác chiến. Thánh Sơn tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng không sợ huyết tộc phát hiện, giống như không thể đối đầu kia rút đi chính là. Một đường truy tung, Lục Ly thẳng tắp hướng tích nguyên giới bên kia bay đi, bên này huyết tộc khẳng định cũng là hướng bên kia chuyển di, dựa theo lẽ thường tới nói tốc độ của hắn rất nhanh, huyết tộc chỉ là rời đi mấy ngày, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Hắn vận khí không tệ, 5 ngày sau đó, hắn phát hiện phía trước một chiếc chiến thuyền, mặc dù trên chiến thuyền cũng không có khác lấy huyết tộc tiêu chí, trên chiến thuyền võ giả cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng Lục Ly thoáng cái tự xác định đây chính là huyết tộc di chuyển tộc đàn. Sở dĩ dạng này xác định, là bởi vì Lục Ly phát hiện trên chiến thuyền có một cái huyết tộc thánh hoàng, còn có 10 cái đế cấp. Sở hữu đế cấp trên mặt đều rất bối rối, một mực tại bốn phía chỗ dò xét, tự liền cái kia thánh hoàng đều rất khẩn trương, thần niệm một mực tại dò xét. Nếu như là tình huống bình thường, cái này thánh hoàng cùng những cái kia đế cấp sẽ không khẩn trương như vậy, khẩn trương đến có chút quá mức. Điều này nói rõ bọn hắn không gian thần khí bên trong khẳng định cất giấu đại lượng tộc nhân, bọn hắn sợ chết, bọn hắn nếu là chết toàn bộ tộc nhân đều sống không được. Lục Ly lấy ra một chiếc chiến thuyền, sau đó hình thể biến hóa thành côn tộc dáng vẻ, hắn lấy ra một chiếc chiến thuyền nghênh ngang hướng chiếc chiến thuyền kia tới gần. Lục Ly trước đó là vận dụng thần ẩn thuật lặng yên dò xét, sở dĩ cái kia Thánh Hoàng cũng không có dò xét đến hắn, giờ phút này hắn vừa xuất hiện mới bị bên kia khóa chặt. Côn tộc, bên kia Thánh Hoàng cùng một đám đế cấp có chút kinh ngạc, tại sao lại có một cái côn tộc xuất hiện ở đây, mà lại thẳng đến bọn hắn mà đến? Chẳng lẽ có trọng yếu tin tức muốn truyền lại sao? Trước đó huyết hồn ngọc cùng côn tộc chuyện hợp tác cái này thánh hoàng là biết đến. Côn tộc đây chính là siêu cấp đại tộc, cái này côn tộc mặc dù chỉ có đế cấp đỉnh phong, nhưng huyết tộc thánh hoàng nửa điểm không dám khinh thường, lập tức khống chế chiến thuyền ngừng lại, trên mặt nụ cười đón đi qua. Tại cự ly cái kia thánh hoàng ngàn trượng lúc, Lục Ly đột nhiên phát động tập kích, trong mắt sáng lên hai đạo kim quang, thả ra linh trận thuật. Đồng thời hắn thả ra phong hồn thuật, công kích còn lại đế cấp linh hồn hắn luyện hóa tử thần dịch, linh hồn giờ phút này mạnh đến mức dọa người, phóng thích phong hồn thuật uy lực càng là tăng lên trăm lần. Huyết tộc Thánh Hoàng cảm giác mắt tối sầm lại, linh hồn bị phong ấn, lục ly ung hoàng kích hung hăng bổ tới, đánh chúng vào cái này Thánh Hoàng. Kịch độc chi dịch bắt đầu công kích cái này Thánh Hoàng, rất nhanh hắn phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, nhục thân nhanh chóng tan giã. Ngươi, ngươi không phải côn tộc, Thánh Hoàng trước khi chết mới tỉnh ngộ tới, phát ra một tiếng gào lên đau xót hắn dư đế cấp thì toàn bộ ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn lục ly bên trong ngọn thánh sơn quang mang lóe lên quan dương bọn hắn xuất hiện lục ly khua tay nói đi đem bọn hắn diệt bọn hắn không gian thần khí bên trong khẳng định có rất nhiều máu tộc tử dân toàn bộ giết chết tốt quan dương mang theo mấy cái đế cấp gào thét lớn giết đi qua những cái kia đế cấp nhẹ nhõm bị đánh giết tất cả không gian giới tự động thoát ly quan dương bọn hắn đem không gian giới thu thập lại phát hiện cái kia thánh hoàng không gian giới bên trong có một kiện không gian thần khí, hắn lấy ra không gian thần khí quét qua, quả nhiên phát hiện bên trong có hơn một vạn huyết tộc tộc nhân. Hắc hắc, quan dương ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi quang, hắn vận chuyển nguyên lực cưỡng ép đem cái này không gian thần khí cho bóp nát, không gian thần khí trong lúc nổ tung huyết tộc con dân sẽ toàn bộ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát, cặn bá cũng sẽ không còn lại, sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới này. Đi, chờ quan dương bọn hắn quét dọn chiến trường, tướng chiến thuyền thu hồi, đem thi thể đốt diệt về sau. Lục Ly vung tay lên, đem quan dương bọn hắn thu nhập bên trong ngọn thánh sơn phá không mà đi, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, thừa dịp huyết tộc chi mạch còn không có đi vào tích nguyên giới nhiều chặn giết một chút. Hiện tại giết đến càng nhiều, hắn sẽ vượt nhẹ nhóm, trốn vào huyết vụ sơn mạch huyết tộc càng nhiều, hắn áp lực cũng sẽ càng lớn. Trường 3121 đánh vào đại bản doanh. Huyết hồn ngọc cảm giác chính mình muốn điên rồi nhạc sơn tam quái sở dĩ được xưng là tam quái đó là bởi vì tính khí rất quái lạ vốn là cùng nguyên tộc khai chiến hoàn toàn không cần thiết nhưng nhạc sơn tam quái nhưng cố muốn chiến cuối cùng kết cục ngược lại là thắng đánh chết nguyên tộc bốn cái thánh hoàng còn lại toàn bộ trọng thương đem nguyên tộc triệt để đánh ngã đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đánh cho bọn hắn lấy ra trong tộc đại lượng tài phú dùng khẩn cầu nhạc sơn tam quái buông tha bọn hắn vấn đề là huyết hồn ngọc hòa thuận vui vẻ sơn tam quái đều thụ thương huyết hồn ngọc bị trọng thương nhạc sơn tam quái bên trong hai cái trọng thương, chỉ có lão đại vết thương nhẹ. Thủ thương là chuyện nhỏ, tìm địa phương ẩn núp đi khôi phục chính là, nhưng hắn nhận được tin tức, lục ly cùng quan dương xuất thủ, diệt bọn hắn một đầu chi mạch, còn có một cái thánh hoàng. Hắn rất muốn lập tức tiến đến hư không, không có hắn hòa thuận vui vẻ sơn tam quái hắn sợ những cái kia thánh hoàng chịu không được. Nhưng nhạc sơn tam quái lại không vui, hai người bọn họ huynh đệ thủ thương, không đem thương thế khôi phục bọn hắn làm sao dám đi đi loạn bọn hắn những năm này cũng đắc tội không ít cừu địch. Huyết hồn ngọc chỉ có thể bồi tiếp bọn hắn tìm địa phương tiềm tu, dựa vào hắn một cái đi qua cũng không nhiều lắm dùng. Qua ba ngày sau đó, lại một cái tin dữ chuyển đến, lại một chi huyết tộc hủy diệt, mặc dù không có thánh hoàng bị đánh giết, nhưng này chi mạch huyết tộc số lượng rất nhiều, đằng đẳng hơn 10 vạn, toàn bộ bị đánh giết, không còn một mống. Tổn thất này quá lớn, đại đạo huyết hồn ngọc đâu ngồi không yên, Huyết tộc vốn là không nhiều, tản mát các giới, cũng là vì khai chi tán diệp, giữ lại hương hỏa, qua nhiều năm như vậy huyết tộc mới phát triển thành hiện tại cái này quy mô, lần này bị Lục Ly diệt hơn phân nửa. Hắn cũng không ngồi yên nữa, đi khẩn cầu Nhạc Sơn Tam quái xuất thủ, nhưng Nhạc Sơn Tam quái còn không có khôi phục, cũng không có cho hắn mặt mũi. Chủ yếu nhất là huyết hồn ngọc không có biết rõ ràng tình huống, để bọn hắn cùng nguyên tộc mở ra một trận chiến, nếu không phải thực lực bọn hắn mạnh, sợ là toàn bộ cũng phải chết ở Đại Nguyên núi. Bọn hắn là đến giúp đỡ, huyết tộc cũng không phải bọn hắn tộc đàn, sở dĩ bọn hắn cũng không vội. Giống như thương thế không có khôi phục, dẫn đến trong đó một huynh đệ bị giết, kêu huyết tộc bồi cho bọn hắn lại nhiều thiên thạch cùng thần tài thì có ý nghĩa gì chứ? Tại huyết hồn ngọc cấp bách trong khi chờ đợi, lần nữa qua ba lần nhạc sơn tam quái mới xuất động, đi theo huyết hồn ngọc cùng một chỗ hướng trong hư không bay đi. Giờ phút này hư không bên trong lại ngay tại bộc phát ra một trận truy đuổi chiến, một người truy đuổi một đám cường giả. Một chiếc cửa đại chiến thuyền vạch phá bầu trời bay đi, lục ly cưỡi thánh sơn một đường truy đuổi. Còn lại chi mạch đã tụ tập ở cùng nhau, có sáu cái thánh hoàng tỏa chấn, sở dĩ lục ly cũng không dám trực tiếp tiến công, hắn chỉ có thể dựa vào thánh sơn cường đại phòng ngự. Tại lục ly ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, sáu đại thánh hoàng đều vây công đến đây, nhưng sáu đại thánh hoàng lại không cách nào phá vỡ thánh sơn phòng ngự. Ngược lại lục ly lại có thể tại bên trong ngọn thánh sơn phóng thích công kích linh hồn khốn trụ một cái thánh hoàng, cái kia thánh hoàng kém chút bị lục ly đánh giết, cuối cùng bị một cái khác thánh hoàng cứu. Lục ly ngược lại công kích những cái kia đế cấp, những này đế cấp hoàn toàn ngăn không được, bị lục ly giải ra một chút độc dịch đánh chết không ít. Lúc đầu mấy đại thánh hoàng là có thể đem toàn bộ đế cấp thu nhập không gian thần khí bên trong, nhưng bọn hắn sợ bọn họ đều đã chết, đến lúc đó tại không gian thần khí bên trong huyết tộc, kia giống như thịt cá trên thất gỗ, mặc cho lục ly làm thịt. Sở dĩ bọn hắn đem toàn bộ huyết tộc đều phân biệt chứa vào không gian thần khí bên trong, riêng phần mình mang theo một nhóm, dạng này cho dù chết đi một cái thánh hoàng, một chút đế cấp cũng có cơ hội để càng nhiều huyết tộc sống sót. Bọn hắn một bên chạy trốn, một bên chờ đợi huyết hồn ngọc hòa thuận vui vẻ sơn tam quái đến giúp, bọn hắn tin tưởng chỉ cần nhạc sơn tam quái tới, kia lục ly nhất định chạy không được. Có một cái huyết tộc hiểu được một loại không gian chân ý, có thể làm cho không gian đông kết. Sở dĩ Thánh Sơn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi lần tới gần về sau phía sau không gian đều sẽ bị đông kết, vô pháp tới gần. Sở dĩ tự xuất hiện loại này ngươi truy ta đuổi cuộc diệt, Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, huyết tộc không thể thoát khỏi. Mà Lục Ly cũng vô pháp tới gần bọn hắn, chỉ có thể ở đằng sau một mực đuổi theo. Tiếp tục như vậy không được a. À. Lục Ly có chút phiền muộn, giống như Ly tiểu thư chiến giáp cho hắn thật là tốt biết bao a, à hắn liền có thể đứng vững mấy cái Thánh Hoàng công kích, ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ giết chết hắn vận dụng tử thần dịch có thể trong nháy mắt vây khốn một cái thánh hoàng, nhưng còn lại thánh hoàng khẳng định sẽ lập tức công kích, lực phòng ngự của hắn có thể gánh vác không được thánh hoàng công kích, đến lúc đó sẽ bị xé rách thành thịt nát. Ly tiểu thư, lục ly mục quang nhìn về phía thiên chỉ phía dưới ly tiểu thư, truyền âm nói thương lượng với người một sự kiện như thế nào. Ly tiểu thư trợn mở trong mắt, mục quang đầu đi lên, lạnh lùng nói ra, người lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Mượn người chiến giáp dùng một lát, Lục Ly thẳng thắn nói ra, bên ngoài có sáu cái thánh hoàng, ta nếu là chết rồi, ngươi liền hội rơi vào trong tay bọn họ. Nơi này đều là lão ma, rơi vào trong tay bọn họ hậu quả sẽ như thế nào, chính ngươi ước lượng. Hừ hừ, Ly tiểu thư hừ lạnh hai tiếng nói ra, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng, mà lại chiến giáp này là nhà ta lão tổ cho ta một người luyện chế, nếu là xa cách ta, chiến giáp này sẽ tự mình bảo tạc, ngươi lấy được cũng vô dụng. Thật hay giả, Lục Ly nửa tin nửa ngờ còn có loại này thần kỳ chiến giáp vừa rời đi chủ nhân liền hội hủy đi kia ly tiểu thư chết chiến giáp này không phải cũng sẽ hủy đi sao? Cái này còn có thể lừa ngươi ly tiểu thư nghiêm mặt giải thích nói, chiến giáp này bên trong có một cái đặc thù thần văn pháp trận, cái này thần văn pháp trận cùng máu tươi của ta tương liên. Một khi ta chết đi, tinh huyết sẽ biến mất, thần văn pháp trận cũng sẽ bạo tạc. Chiến giáp này mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng bên trong pháp trận bạo tạc, tất cả pháp trận đều sẽ hủy đi, người hiểu được chiến giáp này còn sẽ có dùng sao? lục ly đem ly tiểu thư lời nói truyền cho huyết linh nhi cái sau trầm mặc một lát truyền âm nói chủ nhân cái này thực sự có thể làm đến trên nguyên lý là không có vấn đề dạng này pháp trận ta hẳn là cũng có thể bố trí ra vậy quên đi lục ly khoát tay áo nhìn qua ly tiểu thư nói ra người tiểu tiếp tục sống ở phía dưới lấy đi ta mà chết người cũng trở lấy bị lão ma gieo họa đi ha ha ly tiểu thư lại hoàn toàn không tin nhắm mắt lại không để ý lục ly cái này thánh sơn thần văn cổ quái như vậy Ly Tiểu Thư cũng không tin thật sẽ bị phá vỡ. Nếu như là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái kia ngược lại là có thể nhẹ nhóm phá vỡ. Vấn đề là loại kia cấp bậc cường giả sẽ làm khó nàng một tiểu nha đầu sao? Lục Ly lần nữa thử mấy lần tới gần chiến thuyền, nhưng mỗi lần đều bị một cái huyết tộc thánh hoàng phóng thích không gian chân ý chặn lại. Chiến thuyền này tốc độ cũng nhanh, một cái chớp mắt tự bay xa. Đuổi sau nửa canh giờ, Lục Ly từ bỏ, hắn đôi mắt chuyển động, khống chế Thánh Sơn hướng thích nguyên giới bay đi. Huyết hồn ngọc đoán chừng giờ phút này còn tại nguyên tộc cái kia giới diện A à nơi này có 6 cái thánh hoàng, Kiêu huyết tộc cường giả gần như ở bên ngoài a, Huyết phụ sơn mạch lưu thủ thánh hoàng khẳng định tựu không nhiều lắm. Nơi này huyết tộc không đều là muốn đi thích nguyên giới Huyết phụ sơn mạch sao thánh sơn tốc độ nhanh, hắn trước một bước đi Huyết phụ sơn mạch đem nơi đó cho đánh xuống, xem đám này huyết tộc đi con đường nào. Huyết phụ sơn mạch là lớn nhất huyết tộc chi mạch đại bản doanh, giống như đem nơi đó hủy đi, kêu huyết tộc liền không có đại bản doanh. Những này huyết tộc liền hội biến thành lục bình không dễ, bốn phía phiêu linh, hắn sớm muộn có thể đem những này huyết tộc tiêu diệt. PS, chương 4, chương 3122, phá huyết vụ sơn. Tích nguyên giới, huyết phụ sơn mạch, bên này đã sớm nhận được tin tức, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã xem đề phòng cấp bậc nâng lên tối cao, đã bố trí hơn 10 đạo đề phòng phòng tuyến. Đại trưởng lão phái đi ra hơn 1.000 huyết tộc tinh anh, trong bóng tối đều ẩn núp đi một khi có lạ lấm cường giả tới gần sẽ lập tức bị phát hiện. Đồng thời đại trưởng lão phái gia tộc quần thần văn cường giả, tại huyết phụ sơn mạch bên ngoài bố trí rất nhiều mịt mờ thần văn. Trong núi cũng tăng lên rất nhiều phòng ngự thần văn, hiện tại huyết phụ sơn mạch có thể nói tầng tầng bố phòng, một con ruồi đều mơ tưởng bay vào. Lục ly đến bên này về sau, cũng phát hiện huyết phụ sơn mạch phòng ngự rất mạnh, cơ hồ là hơn 10 triệu một cái mật thám. Mà lại khắp nơi bố trí mịt mờ thần văn, nếu là bình thường võ giả, kia là thánh hoàng đoán chừng đi vào không bao xa tổ bị phát hiện. Lục ly không phải thánh hoàng, nhưng cũng không là bình thường võ giả, hắn có thể nhẹ nhõm ẩn vào nhập. Huyết Linh Nhi giúp hắn chỉ đường, hắn vận dụng thần ẩn thuật cùng thôi động đại đạo chi ngân, những cái kia minh dò xét ám về căn bản là không có cách phát hiện hắn. Hắn nhẹ nhõm chui vào đi vào, cũng bắt đầu cảm ứng tình huống bên trong, ở bên trong chuyển ba bốn giới, Lục Ly xác định bên trong chỉ có hai cái thánh hoàng, hắn chuyển ra ngoài. Quan Dương, đợi lát nữa người cùng quan hợp hai người phân biệt dẫn đội đồng thời theo hai cái phương hướng xâm nhập lục ly đem quan dương bọn hắn phóng xuất đối bọn hắn ra lệnh quan dương không nói gì thêm không xem qua trong mắt lại có chút lo lắng hắn biết nơi này là huyết vụ xuân mạch vậy khẳng định có thánh hoàng để bọn hắn phân biệt dẫn đội sông đi vào huynh đệ bọn họ tao ngộ thánh hoàng sợ là toàn bộ muốn chết hết a à. vội cái gì ngu xuẩn lục ly nhìn lướt qua đi qua nói ra các ngươi chỉ là đi hấp dẫn lực chú ý bên trong chỉ có hai cái thánh hoàng, chờ kia hai cái thánh hoàng công kích các ngươi, ta đã đem bọn hắn giết đi. Quan Dương trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, Quan Dương liền vội vàng khom người, đang chuẩn bị nói cái gì, Lục Ly lại khoát tay nói, sau nửa canh giờ các ngươi động thủ, chế chúc ta đánh giết kia hai cái thánh hoàng về sau, các ngươi lập tức động thủ đem tất cả huyết tộc đều giết cho ta. Lục Ly lặng yên lặn đi vào, tự tiềm phục tại tòa kia ngọn núi cao nhất phía dưới, kia hai cái thánh hoàng ngay tại bên trong ngọn núi này, Lục Ly chờ lấy hai cái thánh hoàng xuất động tựu xuất thủ ám sát bọn hắn. Thời gian từng chút từng chút đi qua, nửa canh giờ đi qua, phía nam cùng mặt phía bắc đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên quang mang, tiếp lấy hai đạo lang yên liên tục mà lên. Trên núi lập tức nổ, vô số cường đại thần niệm quét ra, còn có từng cái đế cấp phóng lên tận trời. Địch nhân đến, hai cái thánh hoàng cũng sông lên cao không, bọn hắn liếc nhìn một chút, đại trưởng lão chỉ vào mặt phía bắc nói ra, lão tam, người đi khống chế bên kia thần văn, Ta đi phía nam nhìn xem. Giống như không thể đối đầu, lập tức lui về tới. Tam trưởng lão hóa thành một đạo lưu quang hướng mặt phía bắc bay đi, còn có 10 cái đế cấp đi theo bay đi, đại trưởng lão thì hướng phía nam bay đi. Lục Ly lặng yên hướng phía nam di động, muốn giết khẳng định là trước hết giết tối cường, đem cái này đại trưởng lão đánh giết, còn lại cái kia tam trưởng lão liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Phía nam là Quan Dương bọn hắn tại tiến công, bất quá tại đánh chết bên này một chút quân đội về sau, quan dương bọn hắn lập tức rút lui lục ly nhiệm vụ cho bọn họ liền là dẫn dắt địch nhân không phải để bọn hắn thật tiến công tạc tử còn muốn trốn đại trưởng lão khóa chặt quan dương nổi giận hét lớn một tiếng vào thời khắc này lục ly động thân thể của hắn tiến vào trên thánh sơn tiếp lấy thánh sơn hóa thành một đạo lưu quang thoáng cái bay đi lên oanh thánh sơn tốc độ quá nhanh đại trưởng lão không có cách nào tránh đi bị thánh sơn trực tiếp đụng bay ra ngoài đại trưởng lão trước kia nhìn chằm chằm quan dương nào nghĩ tới đằng sau biết bay đến một ngọn núi. Đại trưởng lão dưới sự kinh hãi, còn đến không kịp kịp phản ứng, lục ly theo bên trong ngọn thánh sơn lóe ra đến, linh trận thuật phóng thích, đại trưởng lão cảm giác trước mắt thời gian trở nên mơ hồ. Đại trưởng lão linh hồn cùng thực lực cũng khá, hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, trong tay chiến đao điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chém vào mà đi. Nhưng lục ly căn bản không có cận thân, chỉ là thả ra một kích, cái này một kích bên trong đã bao hàm bốn giọt kịch độc chi dịch. A à. Tại vô số đế cấp cùng huyết tộc nhìn kỹ giữa, đại trưởng lão thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đinh tai nhức óc. Ừ, mặt phía bắc tam trưởng lão vừa mới khóa chặt quan hợp bọn hắn, nghe được một tiếng này kêu thảm toàn bộ đều kinh hãi, thần niệm quét tới về sau, trong mắt bọn họ đều là kinh ý. Huyết phụ sơn mạch bên trong chỉ có hai cái thánh hoàng tỏa chấn, hiện tại tối cường thánh hoàng bị đánh giết, còn thừa lại tam trưởng lão một cái, làm sao có thể gánh vác lục ly đại trưởng lão đều là bị trong nháy mắt miều sát tam trưởng lão đối đầu lục ly cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt a tam trưởng lão giờ phút này đều không để ý tới đi đánh giết quan hợp bọn hắn hắn đôi mắt chuyển động một vòng trong đầu mấy trăm suy nghĩ hiện lên rất nhanh hắn tự hạ định quyết định hắn gào thét toàn bộ huyết tộc nghe lệnh hướng tứ phía tám mới bay trốn có bao xa trốn bao xa tìm địa phương ẩn núp đi quay đầu chờ tộc phương triệu tập các ngươi lập tức chấp hành không ngăn nổi nếu như bây giờ không trốn, kia tất cả huyết tộc đều sẽ bị lục ly giết sạch, sở dĩ chỉ có thể thừa loạn đào tẩu, có thể đi nhiều ít đi bao nhiêu. Lục ly bọn hắn chỉ có mấy người, coi như chiến lược mạnh hơn cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tạc tử, nhận lấy cái chết, giống song sau, tam trưởng lão gầm thét hướng lục ly vào tới, hắn muốn dùng tính mạng của mình thay huyết tộc tộc nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn, để càng nhiều huyết tộc đào tẩu. Trốn, đối với tam trưởng lão mệnh lệnh, huyết tộc tộc nhân không trần chờ, bọn hắn cũng đều bị hù dọa, vô số huyết tộc không kịp thu thập, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Còn có một số tối cường đế cấp nhưng không có trốn, mà là chủ động hướng lục ly vào tới. Bọn hắn cùng tam trưởng lão đồng dạng ý nghĩ, dùng tính mạng của mình thay huyết tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Giống như bọn hắn đào tẩu, những cái kia huyết tộc tộc nhân lại có hơn phân nửa đều sẽ bị đuổi kịp bị diệt sát. Hừ, lục ly cười lạnh một tiếng ngạo nghễ không sợ, lần nữa luyện hóa một giò tử thần dịch mặc dù như vậy quay đầu hắn sẽ phi thường suy yếu. Nhưng thời khắc này cục diện hắn cũng không đoái hoài tới, trước đem cái này thánh hoàng đánh giết, đem huyết vụ sơn mạch san thành bình địa lại nói. Vận dụng tử thần dịch phía dưới, tam trưởng lão thoáng cái chúng chiêu, linh trận thuật đem hắn linh hồn phong ấn, chuyện còn lại liền dễ nói. Bốn phía có một đám đế cấp, lục ly cũng không dám chủ quan, thân thể tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, hướng tam trưởng lão phóng đi, sau đó thân thể vọt ra, vẩy ra độc dịch tam trưởng lão bị giết giết quan dương bọn hắn yên tâm bắt đầu huyết tinh đồ sát hai cái thánh hoàng bị giết đại bộ phận cường đại đế cấp đều vây quanh lục ly bọn hắn có thể không kiêng sợ đồ sát huyết tộc tộc nhân bọn hắn không có lựa chọn huyết tộc đế cấp đi công kích mà là đánh giết huyết tộc phổ thông tộc nhân huyết phụ sơn mạch thế nhưng là có mấy chục vạn huyết tộc giờ phút này hướng tứ phía tám mới bay trốn giống như bọn hắn đi công kích những cái kia đế cấp sẽ lãng phí rất nhiều thời gian lại có rất nhiều máu tộc đào tẩu bọn hắn thả ra quần công thần thông quét qua một mảng lớn, bọn hắn đều là kinh nghiệm xa trường lão ma, đánh giết những này phổ thông huyết tộc không có bất kỳ cái gì nương tay. Chỉ là mười mấy tức thời gian tự bị bọn hắn chu diệt mấy vạn huyết tộc, toàn bộ huyết vụ sơn mạch lần này triệt để huyết vụ bao phủ, biến thành một tòa chân chính huyết sơn. Chương 3123, An trí hậu phương. Hơn một canh giờ về sau, Lục Ly mang theo quan dương bọn hắn rời đi, mà sau lưng huyết vụ sơn mạch giờ phút này đã bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc bị hủy diệt, tất cả dược điền bị phá hủy, ở giữa nhất tòa chủ phong kia bị lục ly một kích trực tiếp chém nát. Huyết phụ sơn mạch tương đương bị hủy diệt, những cái kia đại trận đều bị huyết linh nhi làm hỏng. Hủy đi dễ dàng, kiến thiết khó, cái này huyết phụ sơn mạch muốn khôi phục muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, chỉ ít những cái kia dược điền muốn khôi phục sẽ càng thêm tốn sức. Huyết tộc cũng không có toàn bộ bị đánh giết, chạy đi ít nhất có hơn phân nửa, đế cấp đào tẩu không ít, những này cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhiều máu như vậy tộc, Cùng một chỗ đào tẩu, trừ Phi Lục Ly cùng Quan Dương bọn hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian và khí lực truy sát, nếu không không có khả năng toàn bộ chém giết. Lục Ly không có thời gian nhiều truy sát, hủy đi huyết phụ sơn mạch, huyết hồn ngọc bọn hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, hắn như còn lưu tại Tích Nguyên giới, vậy sẽ gặp sở hữu thánh hoàng truy sát. Lục Ly đem Quan gia lão Lục lưu lại, để Quan gia lão Lục tiềm phục tại một tòa trong thành nhỏ tìm hiểu tin tức. Hắn giáo Quan gia lão Lục một loại dịch dung thuật, thần dịch thuật hắn sẽ không giáo. Quan gia lão lục thời gian ngắn cũng học không được, nhưng phổ thông dịch dung biến hình chi thuật vẫn là rất đơn giản. Quan gia lão lục cũng không cần dò xét quá nhiều tin tức, chỉ cần tìm hiểu huyết tộc đại khái tình huống là được rồi. Tại Lục Ly bọn hắn rời đi nửa ngày sau, Huyết hồn ngọc bọn hắn nhận được tin tức, Huyết hồn ngọc nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ bừng, trên mặt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, giống như là một cái người điên. Hắn không thể không giận, bởi vì hắn trực hệ hậu đại vận khí thật không tốt, từng có nửa bị chém giết. Trong đó có một cái hắn yêu thích nhất cùng xem trọng chắc trai, cái này chắc trai hắn nhưng là cho rằng là huyết tộc hy vọng, thiên tư phi phàm hiện tại lục kiếp hậu kỳ, đột phá thánh hoàng vững vàng. Trọng yếu nhất là huyết phụ sơn bị hủy diệt, rất nhiều phúc địa cùng dược điền linh địa động phủ toàn bộ bị hủy diệt. Đây chính là bọn hắn cái này một chi huyết tộc hao tốn mấy chục vạn năm thời gian mới kinh doanh ra, bây giờ bị triệt để hủy đi, này bằng với căn cơ của bọn họ đều bị hủy diệt, cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh hắn loại trừ gào thét vài tiếng bên ngoài cái gì cũng không làm được chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng tích nguyên giới phóng đi tại trong hư không những cái kia huyết tộc cũng nhận được tin tức bọn hắn ngay từ đầu rất khiếp sợ sau đó rất sợ hãi cuối cùng lại là rất mê mang dựa theo kế hoạch lúc đầu bọn hắn là hẳn là đi huyết phụ sơn mạch tập trung ở cùng một chỗ tự vệ liên hợp phòng thủ hiện tại huyết phụ sơn mạch cũng bị mất bọn hắn qua bên kia còn có cái gì ý nghĩa chỉ là không đi huyết phụ sơn mạch bọn hắn lại đi nơi nào đâu khó khăn nhất thẳng tại trong hư không phiêu đáng sao. Đi trước huyết phụ sơn mạch xem một chút đi, cùng huyết hồn ngọc tụ tập cùng một chỗ thương nghị một chút. Một cái thánh hoàng lắc đầu, trong mắt đều là ảm đạm chi quang, huyết hồn đai lưng ngọc lấy nhạc sơn tam quái truy sát lâu như vậy, không chỉ giết không chết lục ly, lục ly còn nghênh ngang công kích bọn hắn chiến thuyền. Hiện tại lại tại huyết phụ sơn mạch đồ sát, bọn hắn lại chỉ có thể thúc thủ vô sách, tiếp tục như vậy huyết tộc sớm muộn sẽ bị diệt tộc A. Bọn hắn cự ly tích nguyên giới không xa, chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian liền tiến vào tích nguyên giới, sau đó bọn hắn một đường siêu huyết phụ sơn mạch tiến đến. Giờ phút này huyết phụ sơn mạch bên trong đã tụ tập một chút huyết tộc, có một ít huyết tộc trở lại, bắt đầu thu liếm thi thể, giữa sườn núi bầy đầy thi thể, còn có rất nhiều máu tộc thi thể đều không được đầy đủ, nhìn vô cùng thê thảm. Lần nữa đợi nửa ngày huyết hồn ngọc bọn hắn đến, huyết hồn ngọc thấy cảnh này càng là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy hắn thấy được hai cái trưởng lão cùng hắn rất nhiều trực hệ hậu đại thi thể lập tức buồn từ đó tới còn lại huyết tộc hỗ trợ thu liếm di thể an táng một đám cường giả lại tụ tập cùng một chỗ bọn hắn tiến vào một cái không gian thần khí bên trong bên trong là một ngôi đại điện không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn nếu không chúng ta huyết tộc thật sẽ bị tiêu diệt huyết hồn ngọc nghiến răng nghiến lợi giống lên còn lại huyết tộc thánh hoàng nhao nhao nhận đồng gật đầu không đánh giết lục ly bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sở dĩ coi như liều mạng tính mạng của bọn hắn cùng hết thảy đều muốn giết chết lục ly ta đề nghị một cái thánh hoàng đề nghị chúng ta đem chúng ta toàn bộ tộc nhân sắp xếp cẩn thận sau đó chúng ta sở hữu thánh hoàng xuất kích một đường đuổi giết bọn hắn không đem bọn hắn đánh giết chúng ta thể không bỏ qua sắp xếp cẩn thận cái này thánh hoàng đề nghị gây nên còn lại thánh hoàng tán đồng chỉ cần hậu phương an ổn vậy bọn hắn truy sát liền hội hoàn toàn không có cố kỵ trước đó tại trong hư không lục ly không dám toàn lực công kích điều này nói rõ cái gì nói rõ lục ly không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vậy chỉ cần bọn hắn truy sát, muốn đánh giết lục ly khả năng vẫn là rất lớn. Vấn đề ngay ở chỗ này, bọn hắn như thế nào đem nhiều như vậy tộc nhân sắp xếp cẩn thận, luôn không khả năng đem bọn hắn đều đặt ở không gian thần khí bên trong ai như thế không nhất định an toàn, không gian thần khí bên trong không gian cũng không đủ lớn, ở bên trong ở lâu, dễ dàng xuất hiện khủng hoảng cùng kiềm chế. Mà lại không gian thần khí tại thời điểm chiến đấu một khi không gian bị chấn động, rất dễ dàng bên trong huyết tộc bị chấn động ra, đến lúc đó sẽ từng mảnh nhỏ chết đi. Huyết phụ sơn phụ cận ngược lại là có một cái bí cảnh, cái này bí cảnh chỉ có tộc ta cao tầng biết. Huyết hồn ngọc lên một cái đề nghị, một cái khác thánh hoàng lại lắc đầu nói ra, loại này bí cảnh một khi bị địch nhân phát hiện, bên trong huyết tộc đều sẽ chết hết, đến lúc đó chúng ta tộc nhân đều chết rồi, tự lưu lại chúng ta một đám lão già, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cũng là, chúng thánh hoàng khẽ gật đầu, Huyết Hồn Ngọc cũng trầm ngâm một lát, hắn nói ra, kia nếu không chúng ta đem toàn bộ tộc nhân đưa đi côn tộc địa bàn tích nguyên giới côn tộc ở chỗ này có một cái mạch khoáng, chúng ta đem tộc nhân an trí đi bọn hắn trong mỏ quặng. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều, côn tộc khẳng định sẽ nguyện ý. Ừm, đúng vậy, còn lại Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, chỉ cần côn tộc nguyện ý, bọn hắn tộc nhân tự tuyệt đối an toàn. Côn tộc thế nhưng là siêu cấp đại tộc, ai dám đi địa bàn của bọn hắn nháo sự coi như lục ly đi bọn hắn khoáng mạch. Đem bọn hắn tộc nhân đánh giết, kia Lục Ly khẳng định cũng không sống nổi, côn tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. "Ta đi liên hệ côn tộc đi." Huyết Hồn Ngọc mở miệng nói, hắn bàn giao một cái đế cấp nói ra, người đi đem chúng ta sở hữu tộc nhân triệu tập trở về, sau đó cùng đi côn tộc địa bàn. Lần này chạy đi rất nhiều tộc nhân, Huyết Hồn Ngọc sợ những này tộc nhân bị đánh giết, vẫn là toàn bộ triệu tập trở về tốt. Đi cùng côn tộc đàm phán hắn có rất lớn nắm chắc, côn tộc loại trừ tham gia chiến tranh bên ngoài, cái gì sinh ý đều làm chỉ cần có thiên thạch chuyện gì cũng dễ nói. Quả nhiên, làm huyết hồn ngọc đi tìm tới côn tộc bên này thống lĩnh, nói ra ý về sau côn tộc rất sảng khoái đồng ý, nhưng ra giá đặc biệt hung ác, mà lại là một tháng giá cả. Huyết hồn ngọc nhịn đau đồng ý, huyết phụ sơn mạch mặc dù bị hủy diệt, nhưng phần lớn tài phú đều ở trên người hắn, điểm ấy thiên thạch hắn còn giao nổi. Lại nói trở về có thể để còn lại chi mạch chia sẻ, giống như huyết tộc đều hủy diệt, muốn nhiều như vậy tài phú có ý nghĩa gì huyết tộc tộc nhân mới là quý báu nhất. Bận rộn hơn một tháng, đem huyết tộc tộc nhân đều thu xếp tốt về sau, huyết hồn ngọc còn lại bảy cái thánh hoàng, tăng thêm nhạc sơn tam quái ra hư không bên ngoài, bắt đầu truy tung lục ly. Bọn hắn có thể thông qua huyết ấn cảm ứng được lục ly đại khái phương vị, tiếp theo một đường truy tung đi qua. Nhạc sơn tam quái thu thiên thạch ngược lại là rất coi trọng chữ tín, không đem lục ly đánh giết bọn hắn tuyệt không bỏ qua, lần trước tại nguyên tộc cũng bị lục ly bày một đạo, bọn hắn cũng nghĩ đem lục ly thiên đao vạn quả, chương 3124, Hàn Tộc, sự tình có chút phiền phức, huyết hồn ngọc bọn hắn đem toàn bộ huyết tộc an trí tại côn tộc quạng mỏ bên trong, lục ly rất nhanh thông qua quan gia lão lục nhận được tin tức. Bực này tin tức rất dễ dàng dò xét đến, huyết tộc tại tích nguyên giới thế nhưng là đại tộc, huyết vụ sơn mạch bị diệt bực này đại sự tích nguyên giới sao có thể không quan tâm sở dĩ huyết tộc động thái rất dễ dàng tự bị truyền ra. Đặt ở côn tộc quạng mỏ bên trên, lục ly tự nhiên không dám đi tập sát, vậy sẽ cùng côn tộc là địch tại thiên loạn tinh vực cùng côn tộc là địch, vậy sẽ chết được rất thảm. Côn tộc tộc phương thế nhưng là đại viên mãn cường giả, trong tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có bốn cái. Những này huyết tộc lục ly cũng không để ý, bởi vì chỉ cần đánh chết huyết hồn ngọc bọn hắn, những này huyết tộc sớm muộn có thể toàn bộ thanh lý. Côn tộc trào giá khẳng định phi thường cao, huyết tộc có thể mọc thời gian giao nổi cao như thế ngang phí bảo hộ sao. Sở dĩ điểm mấu chốt vẫn là đánh giết huyết hồn ngọc bọn hắn. Tám cái thánh hoàng, tăng thêm nhạc sơn tam quái, 11 cái thánh hoàng. Thánh hoàng hậu có 4 cái, thánh hoàng trung kỳ 3 cái, còn có 4 cái thánh hoàng sơ kỳ. Khó giết nhất chính là cái này 4 cái thánh hoàng hậu có, nhất là nhạc sơn tam quái, quan gia lão lục đã tìm hiểu rõ ràng, cái này ba cái năm đó thế nhưng là cùng một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến đấu qua, cuối cùng thành công rút đi. Nguyên tộc nhiều cường giả như vậy, cũng bị bọn hắn đánh ngã, cái này ba cái cường giả chiến lực có thể nghĩ. Dựa vào chính mình khẳng định là không được, vậy chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực chia làm mấy loại, đơn giản nhất liền là mời một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất thủ, nhưng lục ly đi cái nào mời cho dù có dạng này cường giả nguyện ý xuất thủ, hắn cũng chả không nổi dạng này đại giới. Một loại khác liền là như là nguyên tộc như thế mượn đao giết người, lục ly hiểu được thần ẩn thuật, mà huyết hồn ngọc bọn hắn có thể một đường truy tung hắn mà đến, sở dĩ chỉ cần tìm được tốt địa phương, đồng dạng có thể tá lực đả lực. Ngoài ra còn có một loại biện pháp liền là mượn nhờ hiểm ác địa hình, tỉ như có địa phương có được cường đại thần văn pháp trận, mượn nhờ bên trong thần văn pháp trận oanh sát bọn hắn. Bất luận cái gì một loại tình huống, đầu tiên cần phải làm là dò xét tình báo. Lục ly giờ khắc này ở một cái đại giới mặt bên trong, hắn trực tiếp đi tìm nơi này côn tộc thương hội. Côn tộc danh xưng chỉ có người không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được, loại trừ không can dự chiến tranh, bọn hắn cái gì sinh ý đều làm, điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ thiên thạch, Lục Ly hao tốn đại lượng thiên thạch, rốt cục đạt được rất nhiều tình báo, côn tộc cho hắn cung cấp ba cái ẩn thế đại tộc vị trí cùng tư liệu, mặt khác cũng cho hắn cung cấp hai nơi cực kỳ nguy hiểm địa phương. Lục Ly suy tư một trận, cuối cùng quyết định đi một chỗ đại tộc chỗ địa phương, cái này địa phương nghe nói có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Đương nhiên vị cường giả này cũng có thể là đã về cõi tiên, bởi vì khoảng chừng mấy ngàn năm không có vị cường giả này tin tức. Hàn tộc, đây là một cái rất cổ lão trùng tộc, năm đó cũng là theo tứ ngũ trọng thiên hạ tới đại tộc xuống tới về sau vốn định chiếm lấy một cái giới diện nhưng cùng một cái khác đại tộc phát sinh chiến tranh cuối cùng bị đánh bại lựa chọn tiềm ẩn cái này đại tộc mặc dù bị đánh bại nội tình vẫn còn rất sâu sở dĩ bọn hắn tiềm ẩn không có còn lại đại tộc dám tiến đánh bọn hắn cũng rất ít có đại tộc biết bọn hắn tiềm ẩn chỗ côn tộc đối thiên loạn tinh vực các loại tin tức rõ như lòng bàn tay tự nhiên giải vạn không giới cái này giới diện là một cái siêu cấp đại giới mặt là thiên loạn tinh vực bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại giới mặt, cự ly bên này có chút xa. Lục ly cũng mặc kệ, hắn nghĩ nhất lao vĩnh giật, mặc dù chui vào cái này hàn tộc địa bàn lại có nguy hiểm, nhưng giống như có thể dẫn phát hàn tộc cùng huyết hồn ngọc bọn hắn ở giữa chiến tranh, chuyện kia tựu đơn giản. Lục ly cưới thánh sơn một đường bay đến, hắn rất cẩn thận, một khi có không gian ba động sẽ dừng lại. Sau đó ra vận dụng thần ẩn thuật, chờ phụ cận chiến thuyền hoặc là võ giả bay đi về sau hắn mới có thể tiếp tục đi đường. Cứ như vậy một đường bay đến, trọn vẹn bay hơn nửa tháng, hắn rốt cục đã tới Vạn Không Giới. Tiến vào Vạn Không Giới về sau, hắn cảm giác đầu tiên là cái này giới diện thật rất lớn, bởi vì thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, giới diện vượt đại thiên địa linh khí càng nồng đậm. Tiến vào phía dưới thành trì, Lục Ly một đường truyền tống đi qua, hao tốn hơn 10 ngày hắn đã tới Hàn tộc phụ cận. Cái này Hàn tộc cũng là tại trong một vùng núi, cái này một vùng núi tại phụ cận con dân trong lòng kia là tuyệt địa bởi vì bên trong dãy núi hàng năm có độc vụ, bình thường võ giả dám vào đi, kia là tử lộ một đầu. Bình thường võ giả không dám tiến vào, cường đại võ giả đều biết nơi này hàn tộc tiềm ẩn chi địa. Bọn hắn cũng sẽ không đem hàn tộc tại cái này tiềm ẩn sự tình khắp nơi nói lung tung, sở dĩ vạn không giới rất nhiều tiểu võ giả cũng không biết, bọn hắn giới diện bên trong còn có một cái viễn cổ đại tộc tiềm ẩn. Cái này địa phương, lục ly tại mảnh này tên là hàn độc sơn ngoài dãy núi xung quanh chuyển thoáng cái, chân mày cao lại giống như hắn tiềm ẩn ở bên trong huyết hồn ngọc bọn hắn đến phụ cận đều không cần dò xét khẳng định biết nơi này là một cái đại tộc ẩn cư tri địa lần trước liền lên qua một lần cầm cố huyết hồn ngọc bọn hắn không phải là đồ ngốc chắc chắn sẽ không lần nữa mắc lừa giống như không cách nào làm cho bọn hắn cùng hàn tộc đánh nhau vậy hắn tới này ý nghĩa ở đâu đâu chỉ có thể ở bên ngoài ẩn núp sau đó chờ bọn hắn đuổi tới mang theo bọn hắn xông vào mảnh này trong núi lục ly suy tư một lát nghĩ đến một cái biện pháp hắn tại phụ cận tiềm ẩn. Chờ huyết hồn ngọc bọn hắn đuổi theo, hắn lập tức chạy trốn, xông vào phiến khu vực này, dạng này mới có thể gây nên hàn tộc cùng huyết hồn ngọc bọn hắn đại chiến. Chế định tốt sách lược về sau, lục ly hành động, đầu tiên hắn đến đem hàn độc sơn bên trong tình huống dò xét tinh tường. Giống như không dò xét tinh tường mạo muội truyền vào, có lẽ huyết tộc cùng hàn tộc còn không có chiến, hắn có thể liền hội bị hàn tộc giết chết. Hắn vận dụng thần ẩn thuật, lặng yên hướng bên trong ẩn vào đi, một bên khác hắn để huyết linh nhi đi dò xét tra lý mặt tình huống, hắn tin tưởng bên trong khẳng định bố trí rất nhiều thần văn. Độc vụ rất độc, lục ly còn có thể gánh vác, trong này quả nhiên có rất nhiều thần văn, đại đa số đều là che giấu thần văn, mà lại phần lớn là cảnh báo thần văn. Còn có một ít là mê trận, bất quá đều là cỡ nhỏ mê trận, mục đích cuối cùng nhất cũng là dùng để cảnh báo sử dụng. Có huyết linh nhi tại, những này thần văn đương nhiên sẽ không trở thành chướng ngại, Lục Ly nhẹ nhõm tiến vào Hàn Độc Sơn chỗ sâu, Huyết Linh Nhi cũng cảm ứng được chỗ sâu có một cái Cự Đại Sơn Cốc, trong sơn cốc này có rất nhiều sinh linh tồn tại. "Chủ nhân, sơn cốc bên ngoài có cường đại pháp trận." Huyết Linh Nhi dò xét sau một canh giờ truyền âm tới, nàng nói ra, giống như không đem những này pháp trận phá vỡ lời nói, kia là vô pháp tổn thương bên trong sinh linh. Lục Ly ban đầu tưởng tượng, là mang theo huyết hồn ngọc bọn hắn bay vào, sau đó hắn công kích một vòng, lập tức lợi dụng bố trí tốt trận pháp truyền tống truyền tống rời đi dạng này hàn tộc sẽ giận giữ cùng huyết tộc cường giả đại chiến cùng một chỗ giống như không thể công kích vậy làm sao có thể gây nên huyết tộc cùng hàn tộc ở giữa đại chiến đâu không bộc phát đại chiến hắn tới này ý nghĩa ở đâu có thể hay không lặng yên vô tức phá vỡ hoặc là chờ ta xuất lĩnh huyết tộc cường giả khi đi tới ngươi vừa vận đem đại trận phá vỡ đến lúc đó ta công kích một vòng ngươi lập tức theo ta cùng một chỗ thoát đi lục ly hỏi thăm một tiếng huyết linh nhi trầm ngâm một lát nói ra ta chỉ có thể trước lặng yên phá giải cho dẫn dắt huyết tộc cường giả tới về sau ta lập tức phá vỡ đại trận, người công kích một vòng, chúng ta liền rời đi. Được, cứ làm như thế. Lục Ly vung tay lên nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đi trước bên ngoài bố trí thoáng cái. Cho vui muốn diễn chân một chút, nếu không huyết tộc không mắc mưu, chúng ta còn lại bố trí tự uổng phí. PS, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục chương 4. Chương 3125, bùn đất ba đi đúng quần. Bận rộn trọn vẹn nửa tháng, Lục Ly làm rất nhiều bố trí, sau đó hắn ngay tại Hàn Độc Sơn bên ngoài mấy chục vạn dặm một tòa trong núi lớn bắt đầu tiềm tu. Hắn tiềm phục tại tòa này đại sơn lòng đất vạn dặm, phía trên bố trí rất nhiều thần văn, có phòng ngự thần văn, có ngăn cách khí tức thần văn, còn có mê trận, nhìn hắn tựa hồ muốn mượn những này cường đại thần văn thoát khỏi truy tung. Lần nữa qua 10 ngày, huyết hồn ngọc bọn hắn đã tới vạn không giới, nhanh chóng hướng bên này nhanh chóng bay tới. Nhạc Sơn Tam Quái rất nổi danh, bọn hắn cùng huyết hồn ngọc tiến vào, Đi vào bên này đại tộc Cùng lão mà bọn họ rất chú ý, một chút trinh sát cũng theo sát mà đến, muốn dò la xem thoáng cái bọn hắn đến vạn không rời ý muốn như thế nào. Thật lâu không nhúc nhích, huyết hồn ngọc một mực cảm ứng huyết ấn chỗ phương vị, cảm giác Lục Ly bọn hắn thật lâu không có di động, bởi vì phương vị cùng cự ly vẫn luôn không thay đổi, cái này khiến hắn vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Vui chính là bọn hắn có thể đuổi kịp Lục Ly, lo lắng là sợ Lục Ly có chỗ bố trí, cũng đừng như lần trước đồng dạng cùng nguyên tộc không hiểu thấu khai chiến cẩn thận là hơn hắn đến lục ly ẩn núp đại sơn phụ cận về sau hắn phái một cái huyết tộc đi dò xét tình huống xung quanh nhìn xem phụ cận phải chăng có đại tộc tiềm ẩn hàn tộc tại hàn độc sơn tiềm ẩn sự tình phổ thông võ giả làm sao có thể biết phụ cận chỉ có mấy cái đại tộc tộc vương bọn họ biết tự liền trực hệ đệ tử đều không biết sở dĩ cái này huyết tộc cũng không có dò xét ra cái gì đó phụ cận có một tòa hàn độc sơn ngược lại là dò xét ra bất quá nghe nói chỉ là một tòa có kịch độc đại sơn cái này huyết tộc tự cũng không thèm để ý Đối tại một quần thánh hoàng tới nói, bình thường độc tố bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, phổ thông võ giả sẽ hạ độc chết, thánh hoàng còn có thể bị độc chết sao? Trọng yếu nhất là hắn cảm ứng lục ly chỗ phương vị cũng không tại Hàn Độc Sơn bên trong, mà là tại một phương hướng khác trong núi lớn, bên kia đại sơn cũng không có nghe nói có chuyện quỷ dị, chỉ là có một ít hung thú thôi. Đi, chờ cái này cái trưởng lão trở về về sau, huyết hồn ngọc mang theo một đám thánh hoàng vụng trộm sờ soạng đi lên, tại ở gần tòa kia đại sơn về sau, Huyết hồn ngọc vung tay lên, tất cả thánh hoàng tản ra, theo bốn phương tám hướng vây quanh đi qua, đem toàn này đại sơn bao bọc vây quanh. Có thần văn, huyết hồn ngọc bọn hắn đều là lão ma, nhẹ nhõm dò xét đến lục ly chỗ khu vực bố trí rất nhiều thần văn, rõ ràng còn có ngăn cách khí tức thần văn. Ha ha, huyết hồn ngọc cùng huyết tộc cường giả đều cười lạnh, huyết ấn khí tức cũng có thể ngăn cách sao giống như có thể ngăn cách năm đó huyết tộc tại bốn phía trọng thiên cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh. Huyết ấn chỉ cần không tiêu trừ coi như chạy trốn tới bất luận cái gì địa phương, huyết tộc đều có thể cảm giác được. Quản chi là ngọn núi này bên trong kết nối lấy một cái bí cảnh, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, lần theo tiến vào bí cảnh tìm tới lục ly. Sở dĩ theo bọn hắn nghĩ lục ly coi là bằng vào thần văn có thể ngăn cách bọn hắn dò xét, đây quả thực là một chuyện cười, ngây thơ buồn cười. Một đám thánh hoàng đều tụ tập tại lục ly chỗ trên sơn động, toàn bộ bí mật truyền âm trao đổi một chút, phân biệt bằng nhanh nhất tốc độ hướng xuống mặt phóng đi. Ngọn núi này chỉ là phổ thông sơn, đối với bọn hắn tới nói ngọn núi thạch đầu cùng bùn không có khác nhau, lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Ừ, lòng đất ngồi xếp bằng Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, cái này thần sắc bị huyết hồn ngọc bọn hắn dò xét đến, bọn hắn càng thêm tâm hỉ, lần này xem Lục Ly làm sao trốn. Lục Ly không có bay đi, mà là lập tức tiến vào bên cạnh bố trí một cái tiểu truyền tống trận bên trong, một đạo bạch quang hiện lên sau đó truyền tống trận bạo liệt, lục ly biến mất tại sơn động dưới đáy. Đơn hướng truyền tống trận hắn chạy không xa, truy, nhạc sơn tam quái lão đại nhìn lướt qua tựu xem hiểu, huyết hồn ngọc cũng kịp phản ứng, trầm hống nói, hắn tại phía tây, cự ly không xa, truy. Âm 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 âm, một đám thánh hoàng sông ra đại sơn, nương theo lấy đất đá liên tục, người đạo thân ảnh đều bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn cỡ nào nhanh, chỉ là 7-8 tức thời gian, bọn hắn tựu đều khóa chặt lục ly chạy trốn đến thân ảnh. Lục Ly cũng không có cưỡi Thánh Sơn thoát đi, bởi vì Hàn Độc Sơn cự ly bên này không xa, dùng tốc độ của hắn mười mấy tức thời gian liền có thể hướng sông đi qua. Mà dạng này thời gian phía sau võ giả là đuổi không kịp hắn, chờ đến Hàn Độc Sơn vừa vặn đuổi kịp, sở dĩ không cần thiết lấy ra Thánh Sơn. Lục Ly một người ở phía trước chạy trốn, đằng sau 10 cái Thánh Hoàng như 10 đầu ngạ lang đuổi theo, phía trước nhất là Nhạc Sơn Tam quái cùng Huyết Hồn Ngọc, trong mắt bọn họ đều là liên tục sát ý, hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Lục Ly mặc dù chỉ có đế cấp, tốc độ lại cùng đế cấp đỉnh phong không có khác nhau, trên mặt hắn đều là sợ hãi cùng âm tàn chi ý, thoạt nhìn như là một cái lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Lục Ly càng là loại vẻ mặt này, phía sau thánh hoàng bọn họ càng là mừng rỡ, cũng càng là muốn đem Lục Ly xé rách. Vì truy sát Lục Ly bọn hắn thế nhưng là lãng phí không ít thời gian, nhất là huyết tộc, Lục Ly thế nhưng là giết chết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, không đem Lục Ly xé thành mảnh nhỏ, sao có thể phát tiết trong bọn họ tâm lửa giận. Hàn Độc Sơn đến, Lục Ly hoảng hốt chạy bừa sông đi vào. Phía sau nhạc sơn tam quái không trần chờ chút nào, trực tiếp vọt vào theo. Huyết hồn ngọc lại liếc nhìn vài lần, khẽ trao mày, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không ổn, cái này tựa như là một cái bẫy. Đằng sau theo tới một cái huyết tộc thánh hoàng cũng có chút trần chờ Hàn Độc Sơn trước đó đi tìm hiểu tin tức, nơi này là một chỗ hiểm địa. Lục Ly lại hướng bên này trốn đến, chẳng lẽ lại nơi này có mai phục không thành. Vấn đề là nhạc sơn tam quái đã tiến vào, huyết hồn ngọc bọn hắn có thể làm sao chỉ có thể cắm đầu đi theo vào. Nhạc sơn tam quái bọn hắn không phải là không có nhìn ra vấn đề, nhưng bọn hắn thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi, coi như hàn độc sơn thật có một chút cái gì, bọn hắn tin tưởng dùng sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể dẹp yên. Quả nhiên, làm huyết hồn ngọc dò xét đến phía trước có vô số thần văn lúc, còn dò xét đến một cái sơn cốc bên trong có cường đại phòng hộ thần văn lúc, nội tâm của hắn lập tức chấn động, Hắn quát khẽ nói, mọi người khác đừng xúc động, nơi này có thể là một cái ẩn thế đại tộc ẩn cư chi địa. Ông, huyết hồn ngọc thanh âm vừa mới vang lên, trong sơn cốc thần văn vòng bảo hộ đột nhiên biến mất, trong sơn cốc vô số tòa thành hiển lộ ra, huyết hồn ngọc bọn hắn còn dò xét đến, trong sơn cốc ít nhất có mười mấy vạn cư dân. Xoẹt, lục ly trong tay Ung Hoàng kích phát sáng lên, trực tiếp thả ra một kích quét ngang đi qua, lập tức bên ngoài vô số tòa thành bị đánh nát, hơn ngàn hàn tộc chết oan chết uổng. Hưu Lục Ly chiến kích quét ra về sau, thân thể trực tiếp biến mất giữa không trung, sau đó tiến vào bên cạnh một tòa đã sớm bố trí tốt truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống trận bạo liệt. Ách, huyết hồn ngọc cùng một đám thánh hoàng trợn tròn mắt, Nhạc Sơn Tam quái cũng có chút choáng váng, nhất là bọn hắn phát hiện trong sơn cốc có mấy chục đạo khí tức cường đại quét tới thời điểm, một đám cường giả càng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lục Ly thiết kế quá tốt rồi, một vòng tiếp theo một vòng huyết linh nhi cùng hắn phối hợp cũng tốt, vừa mới tới thần văn vòng bảo hộ tựu phá vỡ. Hàn tộc một mực tại bên trong ẩn cư, cũng không nghĩ tới bên ngoài có cường địch xâm lấn, sở dĩ tại lục ly công kích về sau rất nhiều bế quan cường giả mới phản ứng được. Hiu hiu hiu, huyết hồn ngọc bọn hắn phát hiện ba mươi mấy cái thánh hoàng gầm thét phóng lên tận trời lúc, tất cả đều có một loại xung động muốn khóc. Lục ly đã đi, bọn hắn hiện tại là bùn đất ba đi đúng quần, không phải phân cũng là phân chương 3126, âm mưu quỷ ghế. Hàn tộc năm đó cũng là siêu cấp đại tộc, nhưng so sánh hiện tại côn tộc tồn tại. Bọn hắn đã ẩn thế vài vạn năm, năm đó kia một trận đại chiến để bọn hắn nguyên khí đại thương, trong tộc một cái đại viên mãn cường giả đều trọng thương sắp chết, trong tộc mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ chiến tử, mấy trăm cái thánh hoàng chiến tử hơn phân nửa, cuối cùng nhận thua tiềm ẩn. Năm đó cửu gia mặc dù thắng, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng, sở dĩ cũng không có truy sát, Đương nhiên rất lớn nguyên nhân cũng là hàn tộc đại viên mãn cường giả mặc dù sắp chết, vẫn còn không chết, giống như cưỡng ép công kích, tổn thất rất rất thảm trọng. Hàn tộc cũng bởi vậy bảo tồn lại, bọn hắn tiềm phục tại hàn độc sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc lực lượng. Muốn đợi triệt để khôi phục lại về sau, lại ra khỏi núi. Vạn không giới đại tộc cùng lão ma đều biết hàn tộc tồn tại, cũng không có đại tộc cùng lão ma dám đi chiêu chọc bọn hắn, hàn tộc lại không ra, cũng không tới cái gì tranh đoạt, sở dĩ không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Hàn tộc qua nhiều năm như vậy cũng an nhàn đã quen, chưa từng nghĩ tới có võ giả dám đến Hàn độc Sơn tiến công bọn hắn. Sở dĩ ngày hôm nay có chút bị đánh mộng, tại lục ly phá giải thần văn, công kích một vòng mới tỉnh ngộ đi qua. Nhưng Hàn tộc cường giả dò xét đi ra bên ngoài có 10 cái thánh hoàng lúc, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến khẳng định là cửu ra tìm tới cửa. Tăng thêm đã có hơn ngàn tộc nhân bị giết, sở dĩ bọn hắn cái gì đều mặc kệ, trước chiến đấu lại nói. Huyết hồn Ngọc rất muốn giải thích hai câu. Nhạc Sơn Tam Quái cũng cảm giác rất khó giải quyết, nghĩ rút đi. Vấn đề là Hàn Tộc cường giả đã giết tới đây, bọn hắn vô pháp rút lui, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Chẳng lẽ bọn hắn nói bị hãm hại? Hàn Tộc tộc nhân không phải bọn hắn giết, kia Hàn Tộc liền hội tin không Hàn Tộc liền hội ngừng công kích ha. Ba mươi mấy cái Thánh Hoàng Vây giết tới, chúng cường giả bị ép ứng chiến, huyết hồn Ngọc đè vào phía trước nhất, hắn vừa cùng Hàn Tộc một cường giả khai chiến, một bên gào thét vừa đánh vừa lui, không muốn dây dưa. Hàn tộc ra ba mươi mấy cái thánh hoàng, cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng thánh hoàng hậu có ít nhất có tám cái. Nếu như bọn hắn tử chiến xuống dưới, nhạc sơn tam quái sẽ có hay không có sự tình không biết, bọn hắn khẳng định sẽ chết tuyệt. Chủ quan, chủ quan A, huyết hồn ngọc hối tiếc không thôi, đồng dạng khi bọn hắn lên hai lần, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ ngốc, chỉ có thể trách bọn hắn bị cừu hận che đậy con mắt, chỉ có thể trách lục ly quá gian trá. Đương nhiên bọn hắn tình báo không có dò xét tinh tường, đây cũng là rất lớn một phần nguyên nhân. Chiến đấu rất khốc liệt, Hàn tộc cường giả tiềm ẩn mấy vạn năm, nội tâm đã sớm kìm nén đầy ngập hỏa, hiện tại có địch nhân dám tiến công, vừa đến đã giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân. Trọng yếu nhất là xâm phạm địch nhân không bằng bọn hắn mạnh, bọn hắn tự nhiên muốn đem toàn bộ địch tới đánh đánh giết, một là cho bọn hắn tộc nhân báo thù, đệ nhị cũng là để Hàn tộc uy danh lần nữa vang vọng thiên loạn tinh vực. Lục Ly truyền tống rời đi về sau, tụ lập tức chạy trốn rời đi vạn không giới chuyện của hắn đã làm xong nên làm đều làm cuối cùng kết cục như thế nào vậy phải xem vận khí hắn lần nữa lưu lại quan ra một cái huynh đệ tại cái này vạn không giới dò xét tình báo chuyện lần này khẳng định sẽ huyên náo xôn xao muốn dò xét tình báo hẳn là rất đơn giản hắn mang theo quan dương bọn hắn đi phụ cận một cái đại giới mặt sau đó tại chỗ này chờ đợi tin tức giống như lần này huyết tộc cường giả bị đánh giết đại bộ phận nhạc sơn tam quái cũng bị giết chết vậy hắn cũng không cần tiếp tục chạy trốn trở về vạn không giới truy sát còn lại cường giả là đủ. Giống như cũng không có bị đánh giết quá rất mạnh người, vậy hắn tự còn muốn nghĩ biện pháp tiếp tục lừa giết huyết tộc cường giả, huyết tộc bất diệt, chiến đấu không ngừng. Thời gian chỉ là đi qua 10 ngày, tin tức tự truyền đến, không được tốt lắm cũng không tính phá hư. Nhạc sơn tam quái cùng huyết hồn ngọc bọn hắn tiến vào vạn không giới đưa tới rất nhiều đại tộc chú ý, sở dĩ có đại tộc trinh sát đi theo, hàn độc sơn đại chiến cũng bị trinh sát dò xét đến, chiến đấu kịch liệt như vậy, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn a. À. Trận này đại chiến rất khốc liệt, đằng đằng chém giết đại nửa ngày, Hàn tộc bị giết chết hai cái thánh hoàng, huyết hồn ngọc bọn hắn bị giết chết năm cái thánh hoàng, Nhạc Sơn tam quái chết một quái. 11 cái cường giả, chỉ còn lại 5 cái, giờ phút này năm cái còn tại bị Hàn tộc cường giả truy sát bên trong, bất quá đã ra khỏi vạn không giới. Tại Lục Ly Nguyên bản phỏng đoán bên trong, Hàn tộc như vậy cường đại, nghe nói còn có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cái kia hẳn là đem nhạc sơn tam quái cùng huyết hồn ngọc bọn hắn toàn bộ lưu lại a à, dạng này hắn tự nhất lao vĩnh giật bất quá có thể đánh giết sáu cái cũng xem là không tệ sợ sẽ nhất không có đánh nhau vậy hắn coi như mất toi không mà lại hiện tại hàn tộc còn tại đuổi giết bọn hắn có lẽ còn có thể đánh giết mấy cái cũng không nhất định đâu giống như có thể đem nhạc sơn tam quái còn lại hai quái đánh giết liền tốt cái này ba cái là tối cường lục ly hố hai người bọn họ lần lần này còn chết một cái huynh đệ chắc hẳn nhạc sơn tam quái hai huynh đệ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đi, lục ly ra cái này giới diện, đi hư không bên trên, chuẩn bị theo sau nhìn xem, giống như có thể có cơ hội âm thầm ra tay, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Giờ phút này nhạc sơn tam quái huyết hồn ngọc bọn hắn đoán chừng đều vết thương trồng chất, thực lực giảm lớn A truy tung bọn hắn mới có thể tìm được thích hợp cơ hội. Giờ phút này hư không bên trên cũng có rất nhiều trinh sát, đều là phụ cận giới diện đại tộc trinh sát, bực này đại chiến các tộc tự nhiên nghĩ trước tiên đạt được kết quả, cũng nghĩ đem hàn tộc cường giả chiến lực dò xét tinh tường. Hàn tộc như là đã xuất thế, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục tiềm ẩn xuống dưới, hàn tộc lần này xuất hành hơn 30 thánh hoàng, nghe nói cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ cường giả. Kia hàn tộc đối với phụ cận giới diện đại tộc tới nói, cái kia chính là một tên kình địch. Giống như bọn hắn trong tộc đàn còn có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, kia xưng bá phụ cận giới diện cũng là có rất lớn có thể. Lục Ly rất điệu thấp phi hành, có được đại đạo chi ngân, hắn có thể tránh thoát tất cả trinh sát. Hắn cũng thông qua một chút trinh sát đại khái biết huyết hồn ngọc bọn hắn đào tẩu lộ tuyến, giờ phút này chính hướng phụ cận một cái đại giới mặt tinh mang giới bỏ chạy, cái kia đại giới mặt nghe nói có hàn tộc cừu địch, sở dĩ huyết hồn ngọc bọn hắn chỉ cần trốn vào cái kia giới diện, liền hẳn là an toàn. Lục Ly nghĩ nghĩ, khống chế Thánh Sơn trực tiếp hướng phụ cận tinh mang giới bay đi, trước thời gian tiến vào tinh mang giới, đến lúc đó có thể chặn đường bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn lúc đi vào đều đã bị thương nặng đâu, hắn muốn đánh giết liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn khống chế Thánh Sơn tốc độ rất nhanh, tại hắn đến tinh mang giới lúc, huyết hồn ngọc bọn hắn còn không có vào đây. Lục Ly trực tiếp tiến vào tinh mang giới, ngay tại trong hư không tiềm ẩn, chờ đợi huyết hồn ngọc bọn hắn đến. Hưu, vô tận hư không bên trong, huyết hồn ngọc bọn hắn máu me khắp người, ngay tại đoạt mệnh cuồng bay, bọn hắn đoạn đường này chạy trốn một cái thánh hoàng đều kém chút chết rồi giống như không phải nhạc sơn tam quái lão đại chiến lực bưu hãn, liên tục ngăn trở hàn tộc tới gần, giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Bọn họ đích xác tại triều tinh mang giới phi hành, bởi vì cái này giới diện có hàn tộc một cái cửu địch, liền là năm đó cùng bọn hắn phát sinh chiến tranh đại tộc, chỉ cần đi vào cái này giới diện bọn hắn khẳng định tựu an toàn, hàn tộc cường giả không dám truy sát vào đây. Không đúng, tại ở gần tinh mang giới lúc, huyết hồn ngọc đột nhiên khẽ giật mình, hắn tại tinh mang giới bên trong cảm ngộ đến huyết ấn khi tức, nói cách khác Lục Ly liền tại bên trong. Lục Ly trước đó cũng không có tại tinh mang giới, đột nhiên tiến vào nơi này, khẳng định có âm mưu quỷ kế gì a à. Trước có lang, sau có hổ, huyết hồn ngọc có loại muốn chết xúc động, hắn đem tình huống hòa thuận vui vẻ sơn tam quái lão đại nói một lần, cái sau lại khoát tay trận lại nói, đi vào, tiểu tặc này không tìm đến chúng ta, bản tỏa còn muốn đi tìm hắn đâu. Lần này ta tam đệ bởi vì hắn mà chết, không đem hắn giết chết, Ta Ân Kiệt còn mặt mũi nào tại thiên loạn tinh vực lăn lộn. mươi 3127, miệng nhiều người sói chảy vàng. Năm cái vết thương chẳng chỉ thánh hoàng sông vào tinh mang giới, hàn tộc quả nhiên không có tiếp tục đuổi giết, trong này có bọn hắn một cái đại địch, bọn hắn còn chưa làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, chỉ có thể hận hận rời đi. Bọn hắn đi vào không bao lâu, một tòa đại sơn tự gào thét mà đến, lục ly đã sớm ở giữa không chung chờ bọn hắn, nhìn thấy năm thân ảnh bay tới, hắn tự nhiên trước tiên tiến lên đón, Lục Ly có Thánh Sơn, chỉ cần không tao ngộ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn tin tưởng vẫn là không cách nào phá khai Thánh Sơn phòng ngự. Tăng thêm huyết hồn ngọc bọn hắn đã thương nặng, sở dĩ Lục Ly không sợ, hắn nghĩ đến nhìn xem phải chăng có cơ hội, giống như có cơ hội lời nói, vậy liền đem năm cái thánh hoàn toàn bộ lưu lại. Hắn đến rồi, huyết hồn ngọc hai mắt đỏ bừng nhìn qua Thánh Sơn, cảm ứng đến huyết ấn khí tức càng ngày càng gần, thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ, đều là bởi vì Lục Ly huyết tộc biến thành dạng này. Người này tựa như là một cái giống như ma quỷ, từ đầu đến cuối âm hồn bất tán, muốn đem bọn hắn huyết tộc kéo xuống vạn trượng thâm uyên, muốn đem bọn hắn huyết tộc chém tận giết tuyệt. Tại lúc này huyết hồn ngọc đột nhiên phi thường thống hận thanh hổ giới kia một chi huyết tộc, không có việc gì vì sao muốn đi chiêu chọc lục ly vì sao muốn như vậy ương ngạnh bọn hắn còn tưởng rằng đây là năm đó tại bốn phía trọng thiên xưng vương xưng bá huyết tộc sao. Ừm, lục ly xa xa dò xét thoáng cái, nội tâm hơi động một chút, tựa hồ có cơ hội đem bọn hắn đều lưu lại, cái này năm cái thánh hoàng loại trừ nhạc sơn tam quái lão đại ân kiệt bên ngoài, còn lại thụ thương đều vô cùng nghiêm trọng. Ân kiệt nhìn không có việc gì, nhưng sắc mặt rõ ràng cũng tái nhợt rất nhiều, nói rõ nguyên khí đại thương. Huyết hồn ngọc hơi tốt một chút, còn lại ba cái thánh hoàng, một nửa bên cạnh đầu cùng nửa bên bả vai cũng bị mất, một cái khác trước ngực xương cốt toàn bộ nát, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Còn lại cái kia thảm nhất, sinh mệnh khí tức đều phi thường yếu ớt, gượng chống lấy đang phi hành, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể hôn mê đi qua. Ân kiệt lục ly không có cách nào đánh giết, huyết hồn ngọc đoán chừng cũng khó, nhưng còn lại ba cái thánh hoàng hắn có thể nghĩ biện pháp giết chết thoáng cái, tốt như vậy cơ hội lục ly làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn dò xét mấy lần, sau đó để thánh sơn tốc độ đã đạt đến cực hạn, đột nhiên hướng một cái thánh hoàng va chạm mà đi. Thánh sơn cự ly vốn là không xa, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, đánh cho ân kiệt bọn hắn chờ tay không kịp, thánh sơn đem một cái thánh hoàng đụng bay xoẹt ân kiệt nổi giận xuất thủ hắn thả ra một cái phía trên tràn ngập thần văn đại thủ trưởng đột nhiên đối thánh sơn chộp tới thánh sơn khẽ run lên nhưng vẫn là tiếp tục hướng tiền phương bay đi cùng này đồng thời lục ly thân thể vọt ra hắn luyện hóa một giò tử thần dịch linh trận thuật phóng thích đem cái này vốn là trọng thương thánh hoàng linh hồn phong ấn sau đó hắn vẩy ra độc dịch thân thể lập tức tiến vào thánh sơn a à, cái này thánh hoàng vốn là thụ thương nghiêm trọng thoáng cái tựu gào thét lộn vài vòng tựu biến thành một cỗ hải cốt. Huyết hồn ngọc gào lên đau xót một tiếng, huyết tộc thánh hoàng chỉ còn lại ba cái, hiện tại lại chết đi thoáng cái, huyết tộc cường giả cũng phải chết ở lục ly trong tay sao. Hắn cường đại công kích lập tức chút xuống, đối thánh sơn điên cuồng công kích, còn lại mấy cường giả đồng dạng bắt đầu công kích mãnh liệt. Một cái thánh hoàng vận dụng không gian chân ý, đem thánh sơn chỗ không gian cho phong ấn, thánh sơn tốc độ thoáng cái đại giảm. Cái này lão bất tử thế mà không có bị hàn tộc giết chết, lục ly thoáng cái nhức đầu khống chế thánh sơn cực lực phi hành ân kiệt ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc công kích càng thêm mãnh liệt mấy phần hắn tự không tin tưởng dùng lực công kích của hắn độ không phá nổi một kiện bảo vật bên này chiến đấu kịch liệt âm thanh đưa tới tinh mang giới phía dưới vô số cường giả chú ý rất nhiều đế cấp võ giả bay lên không quan chiến cũng có võ giả nhận ra ân kiệt dù sao cũng là thiên loạn tinh vực rất nổi danh lão ma nhìn thấy có võ giả quan chiến ân kiệt nội tâm càng nổi giận hơn cảm giác phi thường mất mặt hắn liên tục công kích lâu như vậy lại vẫn không phá nổi một kiện bảo vật trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, nguyên lực quán chú, đối lục ly hung hăng bổ tới. Xoẹt, một kiếm này âm thanh giống như là hổ khiếu long ngâm, trên bầu trời cũng sáng lên trói mắt hàn quang, chiếu sáng đằng đẳng phương viên mấy vạn dặm. Cái này cho người ta cảm giác tựa như là một thanh kinh thiên thần kiếm xuất thế một cái, loại kia hạo nhiên vô biên khí thức, để phụ cận võ giả đều cảm giác linh hồn rung động, cũng cảm giác một kiếm này vô pháp chiến thắng, không pháp lực kháng một kiếm này lục ly cũng bị hù dọa một kiếm này uy thế để hắn cảm giác tựa như tại cổ độc triều trạch bên trong tao ngộ con mãnh thú kia loại khí thức kia quá làm cho người ta kinh khủng hắn đều gánh tâm thánh sơn có thể hay không gánh vác oanh kia đạo kiếm quang hung hăng bổ xuống thánh sơn bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài một kiếm kia kiếm ý còn thẩm thấu vào đây bên trong quan dương bọn hắn bị chấn động đến thổ huyết chủ nhân thánh sơn một chút thần văn bị phá hư gánh không được lập tức trốn huyết linh nhi truyền âm vang lên Lục Ly vội vàng khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa chạy trốn mà đi, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cũng may mắn một kiếm này đem Thánh Sơn đánh bay mấy vạn dặm, thoát khỏi không gian phong ấn khu vực, nếu không sợ là trốn cũng không thoát. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, so ân kiệt đều muốn nhanh rất nhiều, thoáng cái tự biến mất tại xa xa bầu trời cuối cùng. Ân kiệt huyết hồn ngọc mang theo một đám thánh hoàng đuổi một lát, xác định đuổi không kịp về sau, chỉ có thể hận hận chừng vài lần hướng xuống mặt nhanh chóng bay đi. Vừa rồi một kiếm này thanh thế quá lớn, kinh động đến phụ cận không ít võ giả bọn hắn thương thế nặng như vậy nhất định phải lập tức tìm địa phương chữa thương nếu bị lão ma để mắt tới cũng có chút phiền toái lục ly khống chế thánh sơn chạy trốn một đoạn cự ly cũng không dám như thế chiêu diêu hắn bay xuống lặng yên tiến vào một tòa thành trì sau đó một đường truyền tống thoát đi ân kiệt bọn hắn thụ thương rất nặng lục ly tin tưởng bọn họ thời gian ngắn sẽ không tới truy sát sở dĩ hắn tạm thời là an toàn hắn một bên truyền tống một bên sầu muộn ân kiệt chiến lực quá mạnh, hắn sợ là rất khó đánh giết ân kiệt. Giống như giết không chết hắn, vậy hắn liền muốn một mực bị đuổi giết, vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A, à, lục ly cảm khái, vừa rồi một kiếm kia quá mạnh, giống như không phải thánh sơn, hắn khẳng định sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Một kiếm kiêu uy thế kinh thiên A, là lục ly gặp qua thanh thế nhất thật lớn công kích. Ừ, lục ly nội tâm đột nhiên động một cái, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể để ân kiệt bọn hắn vĩnh kiếp không còn, vừa vặn ân kiệt bọn hắn giờ phút này bị trọng thương, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn. Lục Ly suy tư hơn nửa canh giờ về sau, lặng yên trở về truyền tống mà đi, tìm được phụ cận một tòa đại thành, hắn tìm được từng cái tử từ lâu, tìm hiểu một chút tin tức, sau đó đón mua rất nhiều tiểu nhị bắt đầu truyền lại từng cái tin tức. Truyền lại xong sau, hắn lại đi phụ cận đại thành chỉ đồng dạng thu mua tiểu nhị truyền lại tin tức ra ngoài. Hắn mỗi lần đều biến hóa khác biệt ngoại hình, lại một lần còn biến hóa thành côn tộc ngoại hình, truyền tống vài chục vào đại thành, đón mua mấy trăm tiểu nhị giúp hắn truyền tin tức. Hắn muốn truyền tin tức rất đơn giản, nhạc sơn tam quái đạt được một kiện tiên vực trí bảo, bị hàn tộc truy sát tiến vào vạn không giới. Miệng nhiều người sói chảy vàng, lục ly chính là muốn để tin tức này truyền khắp toàn bộ vạn không giới, làm lời đồn truyền nhiều, chắc chắn sẽ có người tin tưởng. Lời đồn tại truyền lại quá trình bên trong cũng sẽ biến dạng, đến lúc đó một khi có lão ma động tâm tư, lại có càng nhiều lão ma xuất động. Một kiếm kia uy thế quá mạnh, bao phủ phương viên vạn dặm, phụ cận cũng có vô số võ giả thấy được, nghe nhầm đồn bậy, đến lúc đó chỉ cần có lão ma xuất thủ, vậy liền đủ bọn hắn uống một bình. Chương 3128, vô sỉ. Rầm rầm rầm, vạn không giới trung bộ một tòa trong núi lớn, truyền đến một trận tiếng nổ, tiếp lấy một thân ảnh bắn ra, cái kia võ giả là cái thánh hoàng, thân thể bị đánh đến máu me đầm đìa, vết thương chồng chất. Cút, bản tọa nói thêm câu nữa, bản tọa không có tại tiên vực được cái gì bảo bối, càng không có đạt được trong truyền thuyết thiên tiên kiếm. Bản tọa liền tiên vực cũng không vào đi qua, còn dám tới truy tung ta, định chém chết tất cả các ngươi. Một đạo nổi giận thanh âm nhớ tới, kia là ân kiệt tiếng giống giận dữ, cái này thánh hoàng oán hận đến nhìn một cái, quay người hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Hưu, nhưng chỉ là qua hai nén nhang thời gian, nơi xa hai thân ảnh tựu lặng yên hướng sâu trong núi lớn bay đi, cũng không lâu lắm sâu trong núi lớn lần nữa phát sinh tiếng nổ, còn có ân kiệt tiếng giống giận dữ. Không thể nghi ngờ, lục ly kế sách là thành công. Miệng nhiều người sói chảy vàng, lời đồn thứ này dễ dàng truyền bá, cũng dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Làm vô số võ giả tại truyền bá thời điểm, luôn có lão ma hoặc là đại tộc cường giả sẽ tâm động. Tiên vực trí bảo, tiên vực thế nhưng là sở hữu võ giả hướng tới địa phương, ở trong đó rất khó đi vào, tiên vực đại môn ngàn năm mở ra một lần, không có chìa khóa dù là ngươi là đại viên mãn cường giả còn không thể nào vào được. Tiên vực bên trong nghe nói có so thánh binh càng cường đại tiên binh, bằng vào tiên binh chiến lực có thể nhẹ nhõm tăng lên gấp 10. Cái này lời đồn truyền đi có bài bản hẳn hoi nghe nói cái này tiên binh đến từ Hàn tộc, năm đó Hàn tộc một cái lão tổ từng tiến vào tiên vực, đây cũng là sự thật. Nghe nói Hàn tộc năm đó cuối cùng không có bị diệt tộc, cũng là bởi vì cái kia đại viên mãn cường giả vận dụng siêu cấp sát khí. Mà Nhạc Sơn Tam quái bọn hắn sở dĩ bị Hàn tộc truy sát, cũng là bởi vì tranh đoạt cái này tiên binh ân kiệt khi tiến vào vạn không giới thời điểm thả ra một kiếm kia thanh thế thái hạo lớn vô số võ giả đều cảm nhận được cái này khiến cái này lời đồn trở nên chân thực nhạc sơn tam quái hiện tại chỉ còn lại hai quái còn bị trọng thương một chút lão mà nghĩ đến bất kể có phải hay không là thật tới xem một chút tổng không sai a à vạn nhất thật có thể đạt được món này tiên binh đâu đi đem hai cái này thánh hoàng đánh lui về sau ân kiệt không dám ở nơi này tiếp tục ở lại hắn tin tưởng giống như tiếp tục tại vạn không giới tiếp tục chờ đợi bọn hắn sớm muộn sẽ bị từng cái theo nhau mà đến lão ma cho giết chết. Hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng, coi như hắn đem hắn trong tay thánh binh trường kiếm đưa cho người khác cũng vô dụng, những cái kia lão ma khẳng định không tin tưởng đây chính là tiên binh, khẳng định sẽ đem hắn đánh giết, đem hắn không gian giới cầm xuống lại nói. Ghê tởm, ghê tởm, huyết hồn ngọc cắn răng nghiến lợi giống lên, đột nhiên chi gian từng cái lão ma theo đuổi giết bọn hắn, đây nhất định là lục ly dở cho quỷ. Trước đó bọn hắn lên hai lần làm, theo cái này hai lần đều có thể nhìn ra lục ly là một cái cực kỳ âm hiểm xảo trá người lần này nhiều như vậy lão ma đột nhiên theo đuổi giết nếu như nói cùng lục ly không có quan hệ vậy đánh chết huyết hồn ngọc đều không tin tưởng đi ân kiệt mang theo mấy cái thánh hoàng cùng một chỗ hướng trên không trung bay đi nơi này bọn hắn đã không thể ở lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi toàn bộ vạn không giới lão ma đều sẽ đến đây đến lúc đó ân kiệt coi như lại cường năng liên tục cùng một đám lão ma khai chiến sao bốn cái thánh hoàng hướng hư không bên trên phóng đi còn không có sông đi lên, liền phát hiện đằng sau có rất nhiều đỉnh cấp trinh sát truy tung mà tới. Những này trinh sát cũng không tính là mạnh, nhưng truy tung năng lực lại không yếu. Cút, ân kiệt dò xét đến, lập tức nổi giận đại hống, trong tay thanh trường kiếm kia hung hăng bổ tới, đem hai cái chuẩn đế chém thành thịt nát, hắn giống giận, bản tọa nói thêm câu nữa, bản tọa trong tay không có cái gì cái gọi là tiên binh, đây đều là ta một cái cửu địch phân tán ra lời đồn, ai còn dám tiếp tục đuổi đến, bản tọa liều chết cũng muốn giết hắn. Giống song sau ân kiệt lập tức mang theo mấy cái thánh hoàng hướng ra phía ngoài phóng đi, bọn hắn lao ra về sau không có qua quá lâu, bọn hắn khổ cực phát hiện đằng sau vẫn là có rất nhiều cái đuôi, làm sao đều không vung được. Trừ phi bọn hắn quay trở lại đem những này cái đuôi cho dọn dẹp, vấn đề là nhiều như vậy cái đuôi, bọn hắn thanh lý cho hết sao. Đi, bọn hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn, tốc độ của bọn hắn vẫn là so trinh sát mau một chút, bọn hắn muốn vứt bỏ những này cái đuôi. Hiu, bay sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một chiếc chiến thuyền chiến thuyền phía trên xuất hiện một cái lão ma kia lão ma theo chiến thuyền bên trong đi ra khóa chặt ân kiệt nói ngươi chính là nhạc sơn tam quái lão đại ân kiệt giao ra tiên binh bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết ngươi thì tính là cái gì ân kiệt giận dữ cái này chỉ là thánh hoàng trung kỳ lại dám như thế nói lớn không ngượng đây là xem bọn hắn thuộc thương nguyên nhân sao nhạc sơn tam quái lúc nào dễ khi dễ như vậy ân kiệt thậm chí đều chẳng muốn nhiều lời trực tiếp khai chiến Huyết hồn ngọc bọn hắn cũng bị bách xuất thủ. Bốn cái thánh hoàng đồng loạt ra tay, ngược lại là nhẹ nhõm đem cái này thánh hoàng cho đánh lui, nhưng bọn hắn vừa mới đánh bại cái này lão ma, nơi xa lại bay tới một đạo hắc ảnh, còn không có tới tựu thả ra cuồng bạo công kích. Tiếp tục như vậy không được a. À. Huyết hồn ngọc có chút luống cuống, tiếp tục như vậy sợ là hắn cùng một cái khác thánh hoàng đều muốn đi theo chôn cùng. Ân Kiệt hiện tại biến thành mục tiêu công kích, đi theo hắn sẽ một mực có lão ma đuổi theo, bọn hắn thương thế vốn là rất nặng giống như tới một cái tuyệt thế lão ma, bọn hắn làm sao có thể chống cự đến lúc đó sợ là sẽ phải vẫn lạc tại cái này hư không bên trong. Hắn cùng một cái khác huyết tộc thánh hoàng liếc nhau, trong hai người lòng có chút hít nửa đường bỏ cuộc. Lần này lục ly kế sách quá độc, có lẽ rất nhiều lão ma biết đây là lời đồn, nhưng nhạc sơn tam quái bản thân liền là trí cường giả, trên người có đại lượng bảo vật. Hiện tại hắn trọng thương thụ thương, là một cái bệnh lão hổ, đám này lão ma lên đến kiếm tiện nghi tâm tư. Chờ đánh lui cái này lão ma về sau, bốn cái cường giả tiếp tục hướng tiền phương phi hành, làm huyết hồn ngọc phát hiện phía trước bay tới một chiếc chiến thuyền, trên chiến thuyền có năm cái thánh hoàng về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, trầm hống một tiếng, ân đại nhân, xin lỗi, các ngươi nhiều bảo trọng, chúng ta đi trước một bước, quay đầu có cơ hội lại hướng ngài thỉnh tội. Hưu, huyết hồn ngọc cùng một cái khác huyết tộc trên thân đều toát ra huyết vụ, sau đó tốc độ tăng nhiều, hai cái huyết tộc nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Huyết hồn ngọc, người cái này tạp trùng, lần này nếu là bản tỏa không chết, định diệt các ngươi nhất tộc. Ân kiệt giận dữ không thôi, bọn hắn là giúp huyết hồn ngọc truy sát lục ly, nhà mình huynh đệ chiến tử một cái không sao. Hiện tại tao ngộ nguy cơ, huyết hồn ngọc thế mà từ bỏ chính bọn hắn chạy trốn. Nghe được cái này sát khí đằng đằng lời nói, huyết hồn ngọc toàn thân run lên. Ân kiệt đây là sự thực nổi giận, giống như cho ân kiệt đào tẩu, kêu huyết tộc khẳng định sẽ bị hắn tiêu diệt. Hắn nghĩ nghĩ, giống to, ân kiệt hoàn toàn chính xác đạt được tiên kiếm, ta tận mắt thấy. Các ngươi mau giết hắn, chỉ cần giết chết hắn, các ngươi liền có thể đạt được tiên kiếm. Kề bên này thế nhưng là có không ít trinh sát, huyết hồn ngọc cái này vừa hô chẳng khác gì là đem ân kiệt bán đi, tin tức này vừa truyền ra đi, sợ là sẽ phải có càng nhiều lão ma truy sát tới, đến lúc đó ân kiệt tự triệt để chết không táng thân chi địa. Phốc, ân kiệt một cái lão huyết phun ra, kém chút chết ngất đi qua. Huyết hồn ngọc vô sỉ đổi mới hắn nhận biết, nhìn thấy nơi xa mấy cái thánh hoàng con mắt đều phát sáng, Ân kiệt nội tâm có một loại dự cảm không tốt, hắn tung hoành thiên loạn tinh vực vạn năm, có lẽ lần này thật muốn ngỏm tại đây. PS, chương 4, chương 3129, thần phục, ân kiệt bại, ngã được rất triệt để, hắn một cái khác huynh đệ cùng chết, nhạc sơn tam quái toàn bộ tử trận. Ân kiệt rất mạnh, nhưng hắn bản thân tự thụ thương, đối mặt từng cái lão ma vòng vây truy sát, hắn liền xem như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng muốn chịu không được a. À. Ân kiệt không gian giới còn đưa tới một trận tranh đoạt, đưa đến một trận đại chiến, đằng sau lại chết bảy tám cái lão ma, cuối cùng hắn không gian giới chuẩn bị một cái so sánh nổi danh lão ma cướp đi, cái này lão ma cũng tiềm ẩn lên, biến mất không thấy. Huyết hồn ngọc bọn hắn chạy trở về, về tới tích nguyên giới. Huyết hồn ngọc cùng một cái khác huyết tộc thánh hoàng phi thường mê mang, không biết con đường tiếp theo nên như thế đi. Lục ly chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, bọn hắn tộc đàn cũng không thể thời gian dài đợi tại côn tộc quạng mỏ bên trong. Đi con đường nào, đây là một vấn đề, huyết hồn ngọc rơi vào trầm tư, cuối cùng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là thần phục một cái đại tộc, tìm kiếm cái này đại tộc che chở. Mười mấy chi huyết tộc, mười cái thánh hoàng, hiện tại chết được chỉ còn lại hai cái, huyết tộc đã không phải năm đó huyết tộc. Sinh tồn được mới là vương đạo, bọn hắn muốn từ bỏ huyết tộc yêu ngạo cùng tôn nghiêm, chỉ có sống sót mới có thể một lần nữa quật khởi. Tích nguyên giới có một cái đại tộc, là tích nguyên giới bá chủ, bọn hắn tộc đàn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Thánh Hoàng có hơn 20 cái, tộc trung vũ người đạt tới mấy chục vạn, là tích nguyên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kỳ tộc, cái này tộc đàn không chỉ tại tích nguyên giới có, còn tại mấy cái khác đại giới mặt có phần chi, đây là tại thiên loạn tinh vực đều tính nổi danh đại tộc, đương nhiên cùng côn tộc vẫn là không có cách nào so, côn tộc thế nhưng là có đại viên mãn cường giả. Đầu nhập vào kỳ tộc, thần phục kỳ tộc, tìm kiếm kỳ tộc che chở, chậm rãi phát triển. Huyết hồn ngọc chuẩn bị vạn năm thời gian, trong khoảng thời gian này định vì huyết tộc thời kỳ ủ bệnh hắn cùng một cái khác thánh hoàng thương nghị thoáng cái một cái khác thánh hoàng cũng đồng ý có kỳ tộc che chở lục ly không dám làm loạn a à đây chính là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cấp bậc cường giả dùng lục ly chiến lược dám đến khiêu khích kia nhẹ nhóm sẽ bị giết chết đi huyết hồn ngọc đã tới tích nguyên giới về sau lập tức đi giới diện bên trong lớn nhất thành chỉ tích nguyên thành bên trong cầu kiến kỳ tộc một cái nguyên lão làm tích nguyên giới bá chủ huyết hồn ngọc từ trước đến nay bọn hắn duy trì đúng vậy quan hệ, nguyên lão này cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Làm nghe nói huyết hồn ngọc muốn đại biểu huyết tộc thần phục kỳ tộc về sau, cái này nguyên lão đại là kinh ngạc, huyết tộc mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng coi là đại tộc A, năm đó tại bốn phía trọng thiên cũng là tiếng tăm lừng lấy, sau kỳ tộc có thể mạnh hơn nhiều. Kỳ tộc nguyên lão lập tức báo cáo tộc đàn, việc này cũng đưa tới kỳ tộc tộc vương coi trọng, hắn triệu tập tộc quần sở hữu nguyên lão cùng nhau thương nghị, đồng thời điều tra huyết tộc thần phục nguyên nhân. Điều tra mấy ngày sau, còn theo côn tộc bên kia đạt được tình báo, kỳ tộc rốt cuộc minh bạch huyết hồn ngọc vì sao muốn quy hàng. Đây là cùng đường mặt lộ A, muốn kỳ tộc giúp bọn hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Kỳ tộc nội bộ chia làm hai phái, nhất phái nói có thể tiếp nhận huyết tộc quy hàng, dạng này một là để kỳ tộc uy danh càng tăng lên, dù sao huyết tộc năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Mặt khác cũng có thể tăng cường một chút thực lực, huyết hồn ngọc cùng một cái khác thánh hoàng chiến lực không thể khinh thường, còn có nhiều máu như vậy tộc đế cấp, đây đều là cực kỳ tốt tay chân A. Mặt khác một chút nguyên lão lại biểu thị ra phản đối, huyết tộc như vậy tộc đàn đều sắp bị khiến cho diệt tộc, điều này nói rõ huyết tộc cửu ra rất mạnh, nhạc sơn tam quái đều toàn bộ chết trận. Tiếp thu huyết tộc, vậy sẽ cho kỳ tộc mang đến vô tận hậu hoạn. Kỳ tộc tộc phương cũng so sánh xoắn suýt, cuối cùng hắn đi xin phép trong tộc lão tổ tông, liền là cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cường giả kia kỹ càng nghe báo cáo về sau, nhẹ gật đầu. Kỳ tộc phát triển đạt đến bình cảnh, huyết tộc quy hàng đối với kỳ tộc là một cái phát triển kỳ ngộ, huyết tộc quy hàng sẽ để cho kỳ tộc hấp dẫn càng rất mạnh hơn người phụ thuộc, đến lúc đó kỳ tộc nói không chừng có thể nhất thống toàn bộ tích nguyên giới. Đây là kỳ tộc lão tổ tông ý nghĩ, kỳ tộc tộc phương lại có chút lo lắng, giống như ngoại tộc cường giả quá nhiều, đến lúc đó có thể hay không gây nên nội bộ bất ổn. Giống như kỳ tộc mời chào một đoàn ngoại tộc cường giả, chờ kỳ tộc cái này lão tổ tông chết rồi giống như tộc đàn còn không có xuất hiện đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đến lúc đó sợ là sẽ phải không chấn áp được ngoại tộc cường giả hỏa từ trong nhà kỳ tộc thế nhưng là sẽ xong đời không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác a à. kỳ tộc lão tổ tông lại khoát tay áo hắn còn có thể sống hơn mấy vạn năm cái này mấy vạn năm thời gian kỳ tộc giống như gia tốc phát triển thật có thể nhất thống tích nguyên giới đến lúc đó sẽ có vô hạn tài nguyên tộc quần cường giả cũng có thể đại lượng bồi dưỡng ra tới cường giả cơ số lớn chưa chắc không thể xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Kỳ tộc thật đại quyền tại cái này lão tổ tông trên thân, kỳ tộc tộc phương không dám nhiều lời, hắn ra ngoài để nguyên lão đem huyết hồn ngọc bọn hắn mời tiến đến, đại biểu kỳ tộc chính thức đồng ý huyết tộc thần phục. Sau đó kỳ tộc xuất động mấy cái nguyên lão, cùng huyết hồn ngọc bọn hắn cùng một chỗ đem huyết tộc theo côn tộc quạng mỏ bên trong tiếp ra, đồng thời đem bọn hắn an trí tại kỳ tộc đại bản doanh phụ cận một tòa cự đại linh sơn bên trong. Tòa này linh sơn vốn là kỳ tộc một đầu chi mạch cư trú địa phương, là một chỗ đúng vậy bảo địa, kỳ tộc rất hào phóng thoáng cái cho huyết tộc. Bất quá huyết tộc số lượng rất nhiều, coi như cho lớn như vậy một tòa linh sơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại. Đối với hiện tại huyết tộc tới nói, có cư trú chi địa đã không tệ, còn có kỳ tộc che chở. Kỳ tộc phái một cái nguyên lão tới xây dựng thần văn pháp trận, đồng thời trong khoảng thời gian này còn có mấy cái nguyên lão ở chỗ này tỏa chấn, để huyết tộc an tâm. Sau đó huyết hồn ngọc phát biểu một cái thông cáo, cho thấy về sau huyết tộc đem phụ thuộc kỳ tộc, trở thành kỳ tộc tộc đàn phụ thuộc, vĩnh thế đi theo kỳ tộc. Kỳ tộc cũng ban bố một cái thông cáo, cho thấy huyết tộc sẽ thành kỳ tộc tộc đàn phụ thuộc, ai nếu dám công kích huyết tộc, cái kia chính là kỳ tộc tử địch. Bực này tin tức truyền bá đến thật nhanh, thoáng cái truyền khắp tích nguyên giới, sau đó hướng thiên loạn tinh vực khuếch tán. Tin tức này truyền bá tính rất mạnh, dù sao huyết tộc năm đó thế nhưng là một cái siêu cấp đại tộc, thế mà luôn lạc tới tình trạng như thế, cái này khó tránh khỏi để rất nhiều lớn nhỏ tộc đàn cảm khái không thôi. Lục Ly giờ phút này còn tại vạn không giới một cái trong thành nhỏ đợi, Thánh Sơn bộ phận thần văn bị hủy diệt, cần chữa trị. Hắn rất nhanh đến mức đến tin tức, trên mặt hắn xuất hiện ưu sầu chi sắc, kỳ tộc lúc trước hắn tìm hiểu tin tức lúc hiểu rõ một chút, là tích nguyên giới bá chủ, huyết tộc đạt được kỳ tộc che chở, muốn hủy diệt độ khó tựu tăng lên thật nhiều. Lúc đầu hắn coi là Nhạc Sơn Tam quái bị giết, hủy diệt huyết tộc độ khó không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng huyết hồn ngọc ác như vậy liền huyết tộc mặt mũi cũng không cần trực tiếp cho các đại tộc làm tiểu đệ đi trong thân thể của hắn có huyết ấn huyết tộc không diệt phong vậy thì đồng nghĩa với ở trên đỉnh đầu hắn từ đầu đến cuối lơ lửng một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể bổ xuống để nó thịt nát xương tan mà lại hắn cùng huyết tộc thù quá sâu huyết hồn ngọc sẽ không bỏ qua cho hắn một khi có cơ hội vậy liền sẽ tìm được hắn đem hắn xé nát không đem huyết tộc diệt sát hắn tại bất luận cái gì địa phương đợi cũng không an toàn chỉ có ngàn ngày làm trộm không có thời khắc phòng trộm đạo lý Kỳ tộc hừ hừ, Lục Ly trầm ngâm một lát, hừ lạnh vài tiếng, kỳ tộc đã phải che chở huyết tộc, vậy hắn liền đem kỳ tộc cũng làm đối tượng công kích. Giết đến kỳ tộc không chịu đựng nổi cái này đại giới, chủ động đem huyết tộc đưa ra đến để hắn giết. Chương 3130, xác định không phải nói đùa. Kỳ tộc cũng tới từ tứ trọng thiên, nhưng năm đó tại bốn phía trọng thiên không phải cái gì đại tộc, bọn hắn chỉ là thoát đi đến tương đối sớm, trước hết nhất xuống tới chiếm cứ cái này một khối địa bàn đằng sau mặc dù kinh lịch rất nhiều nguy cơ, lại chịu đựng nổi, sở dĩ càng ngày càng cường đại. Nhất là thế hệ này xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài bản tổ, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tộc đàn bởi vì hắn tồn tại trở thành tích nguyên giới bá chủ. Tích nguyên giới không phải đặc biệt lớn giới diện, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hết thảy chỉ có ba cái, chia cắt tích nguyên giới đại bộ phận địa bàn. Tích nguyên giới cũng không có đặc biệt bảo địa, đại viên mãn cường giả trướng mắt nơi này. Thánh Hoàng 27, kỳ tộc hết thảy có mười mấy chi chi mạch, chủ yếu phân bố tại Tích Nguyên giới mặt phía bắc. Lục Ly trong tay cầm một tấm địa đồ, hắn tại Tích Nguyên giới bên ngoài một thế giới nhỏ mặt bên trong, tình báo thăm dò được rất rõ ràng, nhưng hắn lại có chút không dám động thủ, hắn đối kỳ tộc cái kia bàn tổ rất là kiêng kỵ. Thánh Sơn giờ phút này còn tại chứa trị bên trong, Ân Kiệt một cái cường đại công kích kém chút đem Thánh Sơn cho phá vỡ. Ân Kiệt còn không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sở dĩ nếu như là bàn tổ xuất thủ, kia thánh sơn có thể sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt đã mất đi thánh sơn hắn cuối cùng khẳng định là tử lộ một đầu lục ly đang chờ thánh sơn chữa trị cũng tại cẩn thận tìm hiểu kỳ tộc tình huống nhìn xem từ chỗ nào phương diện tới tay dù sao đây cũng không phải là một cái tiểu tộc mà là một cái so huyết tộc còn muốn cường đại đại tộc hắn cũng không lo lắng huyết hồn ngọc đến công kích hắn huyết tộc hiện tại vừa mới tìm nơi nương tựa kỳ tộc vẫn chưa hoàn toàn thu xếp tốt hiện tại khẳng định không dám ra theo đuổi giết hắn trọng yếu nhất chính là kỳ tộc đoán chừng sẽ chỉ bảo hộ huyết tộc, mà không phải giúp huyết hồn ngọc đến báo thù huyết hận. Huyết tộc bản thân liền là cùng đường mặt lộ, không tìm nơi nương tựa kỳ tộc vậy sẽ che diệt, sở dĩ bọn hắn cùng kỳ tộc kỳ thật chỉ là một kiện giao dịch. Bọn hắn cho kỳ tộc làm tay chân làm tiểu đệ, kỳ tộc bảo vệ bọn hắn. Tiểu đệ trước đó ân oán, kỳ tộc chắc chắn sẽ không giúp hắn ra mặt, bọn hắn thánh hoàng thế nhưng là rất chân quý, chết một cái kỳ tộc đều sẽ rất đau lòng, bọn hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lục Ly An bài quan ra một cái huynh đệ đi qua, bên kia giám sát tình huống cũng là như thế, kỳ tộc gần nhất rất yên tĩnh, cũng không có đại quy mô xuất động dấu hiệu. Có lẽ kỳ tộc có thể cũng căn bản không nghĩ tới, Lục Ly dám đi công kích bọn hắn A. Lục Ly tại phụ cận giới diện ở hơn 2 tháng, sau đó hắn chuyển di đi một cái khác giới diện, tại một cái khác giới diện tiếp tục tiềm ẩn. Mặc dù suy đoán kỳ tộc sẽ không động thủ, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Đây cũng là để Lục Ly đau đầu địa phương, không đem huyết tộc hủy diệt, vậy hắn cảm giác vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hắn thậm chí cũng không dám tại một cái địa phương ngốc quá lâu, vạn nhất huyết hồn ngọc mang theo cường giả sờ lên đến, hắn liền chết như thế nào đều không biết. Tại cái này giới diện lần nữa chờ đợi 3 tháng, Thánh Sơn nhanh chữa trị hoàn tất, Lục Ly cũng phân tích mấy tháng tình báo, vẫn không có quyết định chủ ý. Hắn kế hoạch ban đầu là công kích kỳ tộc chi mạch, giết đến kỳ tộc chịu không được cái này đại giới, sau đó khiến cho kỳ tộc vứt bỏ huyết tộc. Huyết tộc chỉ là tiểu đệ, kỳ tộc bản tộc mới là căn bản, kỳ tộc bản tộc tổn thất quá nhiều, vậy bọn hắn khẳng định sẽ mặc kệ huyết tộc chết sống. Vấn đề là Lục Ly có thể có năng lực như thế, đem kỳ tộc đánh phục sao cái kia bản tổ chiến lực quá kinh khủng. Trọng yếu nhất là huyết tộc có thể truy tung đến hắn, giống như bản tổ mang theo huyết hồn ngọc truy tung hắn, hắn có thể đào tẩu sao. Lục Ly không xác định là Thánh Sơn cùng bản tổ tốc độ ai nhanh hơn. Giống như Thánh Sơn tốc độ mau một chút, kia Lục Ly tự có lực lượng một chút, hắn còn có cơ hội đào tẩu. Giống như Thánh Sơn tốc độ so ra kém bản tổ, vậy hắn phiền phức tụ lớn. Loại trừ công kích kỳ tộc bên ngoài, còn có cái gì biện pháp đâu? Lục Ly tại một cái tòa thành bên trong đi qua đi lại, giống như còn có những biện pháp khác, hắn cũng không cần mạo hiểm đi công kích kỳ tộc. Kỳ tộc cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn bản tổ, để Lục Ly cảm giác giống như là một tòa như núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Loại trừ công kích kỳ tộc bên ngoài, Lục Ly chỉ muốn đến một cái biện pháp vậy chính là có siêu cấp đại tộc hoặc là siêu cấp cường giả lên tiếng, áp kỳ tộc không thể không từ bỏ huyết tộc. Kỳ tộc vừa mới ban bố thông cáo, giống như không phải đặc biệt mạnh ngoại lực, kỳ tộc chắc chắn sẽ không tự đánh mặt của mình. Sở dĩ lục ly hoặc là tìm một cái siêu cấp đại tộc, hoặc là tìm một cái siêu cấp lão ma, nếu không là vô pháp áp đảo kỳ tộc. Vấn đề là hắn mới vừa tới thiên loạn tinh vực không lâu, hắn loại trừ quan dương bọn hắn, ai cũng không biết, chứa nói chi là nhận biết siêu cấp đại tộc. Lui một vạn bước nói, coi như lục ly nhận biết siêu cấp đại tộc, những cái kia đại tộc sẽ vì hắn đi đắc tội kỳ tộc sao đại tộc hành sự vậy khẳng định là có đầy đủ lợi ích, đối với tộc đàn cũng không đủ lợi ích, coi như tộc vương cũng không dám cương ép làm loạn. Lục ly có thể cho đại tộc cái gì thánh binh hắn ngược lại là có một hai kiện, thánh sơn cũng là một kiện trí bảo, coi như lục ly đem những này trí bảo đưa cho đại tộc, những cái kia đại tộc cũng trướng mắt. Coi như vừa ý, cũng sẽ không coi là điểm ấy bảo vật đi cùng kỳ tộc là địch. Trừ phi, Lục Ly đem ba đại thần thuật cầm lấy đi làm giao dịch, kia đoán chừng có đại tộc sẽ tâm động, nhưng Lục Ly bỏ được sao tiểu ma truyền cho hắn thần thuật nếu như hắn loạn xuất ra đi giao dịch, sợ là tiểu ma theo cửu u minh giới bên trong leo ra tìm hắn để gây sự a. Đại nhân, Quan Dương đi tới, hắn ra ngoài dò xét tình báo, hắn bẩm báo nói, ta dò xét đến một cái tình báo, Thiên Loạn Tinh vực có một cái ám sát tổ chức phi thường cường đại, bọn hắn danh xưng loại trừ đại viên mãn phía dưới võ giả đều có thể đánh giết. Ách, à, lục ly nao nao, thế mà còn có như vậy cường đại tổ chức vậy nếu như có thể mời được bọn hắn ra mặt, đoán chừng kỳ tộc khẳng định sẽ lập tức đem huyết tộc vứt bỏ a. À. Lục ly trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi, quan dương, bọn hắn chào giá ác sao? Không biết, quan dương lắc đầu nói, chúng ta còn chưa có đi tiếp xúc bọn hắn, bất quá đoán chừng chào giá khẳng định rất ác, dù sao sự tình lần này lớn như vậy. Bọn hắn tại cái này giới diện có phân bộ sao lục ly hỏi ý kiến vấn đạo, quan dương nhẹ gật đầu, Lục Ly vung tay lên nói: "Mang ta đi." Lục Ly đi theo Quan Dương một đường truyền tống đi qua, đã tới cái này giới diện lớn nhất thành trì, tiến vào thành nội một tòa so sánh vắng vẻ tòa thành bên trong, tòa pháo đài này âm trầm, tòa thành bên ngoài có một thanh huyết hồng sắc liêm đao tiêu ký. Lục Ly đi theo Quan Dương đi vào, bên trong ngồi một cái khô gầy lão giả, lão giả này lại là nhân tộc, vẫn là thuần chủng nhân tộc. Lão giả này nhìn Lục Ly một chút, lạnh lùng hỏi: "Muốn phát bố nhiệm vụ gì?" lục ly nghĩ nghĩ nói ra muốn các ngươi giúp ta áp chế một chủng tộc hoặc là các ngươi có thể đem cái chủng tộc này tiêu diệt cũng là có thể ừ lão giả khẽ trao mày hỏi cái gì tộc bọn hắn tộc thực lực như thế nào tích nguyên giới kỳ tộc lục ly chỉ là báo cái chủng tộc này danh tự giống như tên sát thủ này tổ chức liền như thế lớn tộc đàn đều chưa nghe nói qua vậy cái này tổ chức cũng không còn tác dụng gì nữa người nghĩ tới chúng ta giúp ngươi diệt kỳ tộc lão giả kia ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần Quét Lục Ly cùng Quan Dương bọn hắn một chút nói ra, các ngươi có thể xuất ra nổi cái giá tiền này xác định không phải nói đùa. Ý của lão giả rất rõ ràng, bọn hắn có thể diệt kỳ tộc, nhưng Lục Ly cùng Quan Dương hai cái đế cấp, ra không tầm thường cái giá này. Chương 3131, tử thần, hai cái đế cấp, tìm tới một sát thủ tổ chức, muốn bọn hắn hỗ trợ diệt đi một cái có được mười mấy cái thánh hoàng đại tộc này làm sao đều cảm giác giống như là nói đùa. Kỳ tộc rất mạnh, cũng có được đại lượng tài phú, sát thủ tổ chức diệt đi kỳ tộc bản thân liền có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Lục ly cùng quan dương trên người tài phú cộng lại, có thể so sánh được kỳ tộc mấy chục vạn năm tích lũy sao sở dĩ lục ly có thể mở giá cả bao nhiêu mới có thể để cho sát thủ tổ chức xuất động đâu đây là một vấn đề. Tên sát thủ này tổ chức đích thật là một cái siêu cường tổ chức, tên là tử thần. Bọn hắn tổ chức đã từng huy hoàng nhất chiến tích liền là đả thương nặng một cái đại viên mãn cường giả, cường giả này mặc dù cuối cùng không có chết, nhưng một trận chiến này cũng làm cho tử thần tổ chức uy danh vang vọng toàn bộ thiên loạn tinh vực. Trọng yếu nhất chính là tử thần cũng không có đại viên mãn cường giả, chỉ là xuất động hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Dựa theo lẽ thường tới nói đại viên mãn cường giả có thể nhẹ nhóm lực áp hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng tử thần lại phá vỡ cái này định luật, một trận chiến này cũng trở thành kinh điển chiến dịch bị thiên loạn tinh vực võ giả truyền lại tụng. Lục Ly không phải nói đùa. Nhưng muốn tiêu diệt kỳ tộc cái này đại giới hắn thật đúng là ra không tầm thường, hắn trầm ngâm một lát nói ra, ta không cần các ngươi diệt đi kỳ tộc, ta chỉ cần các ngươi không ngừng công kích kỳ tộc, khiến cho kỳ tộc không còn dám tiếp tục che chở huyết tộc. Ta muốn diệt huyết tộc nhất tộc, nhưng kỳ tộc che chở kỳ tộc, ta không phải kỳ tộc đối thủ, thảo a. A, à, lão giả lông mày nhíu lại, nhìn kỹ Lục Ly vài lần nói ra, ngươi chính là diệt huyết tộc mấy cái chi mạch người a trước đó kích động nguyên tộc cùng hàn tộc xuất thủ cuối cùng phân tán lời đồn diệt sát nhạc sơn tam quái đều là ngươi a à. Không sai, Lục Ly nhẹ gật đầu, những tin tức này kỳ thật cha xét rõ ràng thoáng cái vẫn có thể dò xét đến. Lục Ly tin tưởng côn tộc khẳng định biết mọi chuyện cần thiết, tử thần đã danh xưng thiên loạn tinh vực đệ nhất sát thủ tổ chức, tình báo lợi hại cũng đương nhiên. Lục Ly thẳng thắn nói ra, ta mục đích cuối cùng nhất là diệt đi huyết tộc, vô luận các người dùng cái gì thủ đoạn đều có thể, mời nói cái giá đi. Diệt đi huyết tộc, lão giả con người chấp động, hắn đứng lên nói ra các ngươi trước tiên ở cái này đợi chút đi sau nửa canh giờ ta cho ngươi báo giá lục ly khẽ vuốt cằm ngay tại cái này lẳng lặng chờ đợi lão giả tiến vào phía sau trong hành lang biến mất không thấy sau nửa canh giờ lão giả trở về mở miệng nói chúng ta không cần tập kích kỳ tộc chỉ cần trực tiếp ám sát huyết tộc là được chúng ta có thể đem sở hữu huyết tộc giúp ngươi thanh lý mất không còn một mống lục ly khẽ vuốt cằm hắn muốn liền là diệt đi huyết tộc kỳ tộc không trọng yếu hắn cũng không cần đi đối phó kỳ tộc, chỉ cần huyết tộc toàn bộ diệt đi là được rồi. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra, nói cái giá đi. Lão giả duỗi ra một cái tay, lục ly cùng quan dương liếc nhau, lục ly hỏi, 100 triệu thiên thạch. Lão giả lắc đầu, lục ly bờ môi có chút phát khổ, lần nữa hỏi, một tỷ thiên thạch. Không, lão giả lắc đầu nói, 10 tỷ thiên thạch, lục ly có chút im lặng trợn trắng mắt, cái này tử thần thật đúng là dám ra giá A, 10 tỷ thiên thạch A. Một kiện đế binh chỉ có thể bán mấy ngàn thiên thạch, đây là nhiều ít kiện đế binh. Tại huyền Vũ Thành bên trong mua một ngôi nhà cũng liền 10 vạn thiên thạch, coi như tại Thánh Thành mua một ngôi nhà cũng liền ngàn vạn thiên thạch. Tử thần ra một lần nhiệm vụ một tỷ cũng đỉnh thiên đi, lại để cho một trăm ức. Quan Dương cũng nhếch miệng, mặc dù trong lòng có một ít ngọn nguồn, nhưng vẫn là bị hù dọa. Bọn hắn diệt huyết tộc mấy cái chi mạch, cho tới không ít tài phú, nhưng cộng lại tối đa cũng tự mấy ngàn vạn thiên thạch đi, cái này số lẻ đều không đủ. Bất quá huyết phụ sơn mạch bên kia đại bộ phận tài phú đều tại huyết hồn ngọc trên thân, lớn nhất huyết tộc tài phú cũng không có đem tới tay, nếu không mấy ức hẳn là không có vấn đề. Chê đắt, lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra, huyết tộc thế nhưng là có hai cái thánh hoàng, giống như chỉ là huyết tộc cái kia còn không có gì, đoán chừng một tỷ chúng ta liền có thể giúp các ngươi làm thành. Nhưng huyết tộc hiện tại thế nhưng là bị kỳ tộc bảo hộ, chúng ta muốn đứng vững kỳ tộc áp lực, diệt đi huyết tộc, vạn nhất cùng kỳ tộc khai chiến, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn sở dĩ cái giá tiền này, không có cách nào nói, các người nguyện ý làm, tự dự chi một nửa ngày thạch đi. Một nửa ngày thạch liền là 50 cái ức, lục ly đừng nói 50 cái ức, liền xem như năm ức hắn đều không bỏ ra nổi tới. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi các người nơi này có thể sử dụng bảo vật chống đỡ bảng giá. Tự nhiên có thể, lão giả gật đầu nói, mà lại người yên tâm, chúng ta cho giá cả tuyệt đối công bằng, chúng ta tử thần danh tiếng cùng uy tín tại toàn bộ thiên loạn tinh vực đều là nổi danh. Ông, Lục Ly lấy ra trật tự thần liên, hỏi bảo vật này giá trị nhiều ít đâu. Trật tự thần liên là thiên địa thần vật, nhưng đối với Lục Ly tới nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, giống như có thể bán ra giá cao, hắn cũng là có thể lấy ra bán. Trật tự thần liên, lão giả đôi mắt có chút sáng lên, trầm ngâm một lát nói ra, thứ này là thiên địa thần vật, bất quá cũng không có tế luyện ra. Ân giống như người muốn bán, chúng ta có thể cho một tỷ giá cả. Một tỷ, Lục Ly khẽ vuốt cầm, tử thần tổ chức thật là không tệ, cái giá tiền này xa xa ngoài hắn tưởng tượng nguyên bản hắn coi là có thể bán cái vài ức thiên thạch cũng không tệ rồi bán trật tự thần liên vẫn là còn thiếu rất nhiều a à. lục ly trên thân hiện tại đáng giá nhất hẳn là thánh sơn nhưng ngọn núi này là đồ vật bảo mệnh hắn chắc chắn sẽ không đi bán hắn nghĩ nghĩ đem ung hoàng kích lấy ra hỏi đây là cấp cao nhất thánh binh bên trong minh khắc thời gian cùng không gian pháp tắc người xem giá trị nhiều ít ung hoàng kích lục ly tin tưởng vẫn là giá trị một chút thiên thạch mấy ức khẳng định là đáng giá, giống như giá cả phù hợp, lục ly cũng không phải không thể bán. Lão giả cẩn thận quan sát, cũng không để cho lục ly phóng thích bên trong pháp tắc chân ý, hắn quan sát trọn vẹn thời gian một nén nhang gật đầu nói ra, cái này chiến kích hẳn là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dựng dục mấy vạn năm thánh binh a à thời gian cùng không gian pháp tắc chân ý cũng hiếm thấy, cái này thánh binh hoàn toàn chính xác đáng tiền, chúng ta có thể mở ra 15 cái ức giá cả. TT, Quan Dương có chút ít mấy hơi, bọn hắn đi theo cái này đại nhân thật giàu có a à, tùy tiện xuất ra hai kiện bảo vật liền có thể bán hơn hai tỷ thiên thạch bọn hắn mười mấy huynh đệ tích lũy nhiều năm như vậy giá trị bản thân đoán chừng đều không có một trăm triệu hai mươi lăm ức còn kém bảy mươi lăm ức lục ly ngược lại là còn có một số bảo vật nhưng đoán chừng cũng không đáng mấy cái thiên thạch hắn đều chẳng muốn lấy ra hắn trầm tư một chút trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một giọt kịch độc chi dịch hắn nói ra ta cái này độc dịch có thể nhẹ nhõm ăn mòn đi thánh hoàng nhục thân các ngươi đã biết trước đó ta cùng huyết tộc chiến đấu cái kia hẳn là biết rất nhiều thánh hoàng là thế nào chết ha liền là những này độc dịch hạ độc chết loại này độc dịch các ngươi muốn sao a à, lão giả trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn quang mang trong tay hắn sáng lên nguyên lực đem lục ly độc dịch nhận lấy cẩn thận cảm ứng thoáng cái sau đó trong tay hắn nguyên lực thế mà trực tiếp biến mất để kịch độc chi dịch đi vào trong lòng bàn tay hắn ách à, lục ly có chút kinh ngạc quan dương đôi mắt cũng đột nhiên co rụt lại bởi vì hắn phát hiện lão giả kia cánh tay thế mà nhanh chóng bị ăn mòn, một cái chớp mắt thời gian bàn tay liền không có. Hưu, một đạo đao quang sáng lên, lão giả kia lại lại chính mình cánh tay sống sờ sờ cho bổ xuống. Lão giả trên mặt không chỉ có không có nửa điểm thống khổ cùng bất mãn, ngược lại một mặt hưng phấn nói ra, đồ tốt a, à, người cái này độc dịch có bao nhiêu chúng ta có thể thu nhiều ít, mỗi một giọt chúng ta đều có thể cho một trăm vạn giá cả. Một trăm vạn, lục ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, trong thân thể của hắn kịch độc chi dịch thế nhưng là có mấy trăm tích ha, đây không phải là mấy ước trọng yếu nhất là hắn còn có thể đi cổ độc chiều trạch hấp thu độc vụ A. Nhưng mà này còn là cấp thấp nhất kịch độc chi dịch, hắn còn có gia cường phiên bản màu đen xám độc dịch. Giống như có thể đi cổ độc chiều trạch chỗ sâu nhất, hấp thu một chút màu đỏ độc vụ, hắn còn có thể làm ra màu đỏ kịch độc chi dịch đâu. Hắn thoáng cái phấn chấn vô cùng, xem ra hắn bảo vật gì đều không cần bán, chỉ cần làm đủ nhiều kịch độc chi dịch, vậy liền có thể góp đủ 10 tỷ thiên thạch, mời tử thần xuất thủ hủy diệt huyết tộc. chương 3132, Đại Nhân Vật Lục ly trong tay lần nữa sáng lên, xuất hiện một giọt màu đen xám độc dịch, hắn nói ra, cái này độc dịch, sau trước đó ta đưa cho người mạnh hơn gấp 5 lần tả hữu, cái giá này giá trị nhiều ít đâu. Lão giả nuốt chừng một mai đan dược về sau, rũi ra một cái tay khác nhận lấy, hắn nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, sau đó gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cường mấy lần, cái này độc dịch chúng ta cũng có thể thu hết, 500 vạn thần thạch một giọt. 500 vạn, lục ly càng thêm chấn phấn, hắn kịch độc chi dịch dùng một chút, nhưng màu đen xám độc dịch còn có 140 tích tả hiếu, nơi này chính là gần 7 cái ức A. Những này kịch độc chi dịch đối với hắn mà nói, thu hoạch được cũng không có quá đại nạn độ. Phổ thông kịch độc chi dịch hắn còn có hơn 400 tích, một giọt 100 vạn, đó cũng là mấy ức A. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn những này kịch độc chi giả như vậy đáng tiền bất quá ngấm lại cũng liền có thể bình thường trở lại, một giọt kịch độc chi dịch giống như vận dụng thật tốt, kia nhẹ nhóm có thể diệt sát một cái thánh hoàng. Nói cách khác một giọt kịch độc chi dịch, giá trị một cái thánh hoàng mệnh. Mà tại tử thần trong tay thánh hoàng mệnh thế nhưng là rất đáng tiền, bọn hắn ám sát một cái thánh hoàng ít nhất là 100 triệu thiên thạch lên A cứ tính toán như thế đến tựu rất có lời. Nơi này hạch tâm điểm ở chỗ, lục ly có thể liên tục không ngừng chế tạo kịch độc chi dịch, chỉ cần hắn có thể tìm tới độc vụ, vậy liền có thể tiếp tục ngưng luyện ra loại này độc dịch. Mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng góp đủ 10 tỷ khẳng định không có vấn đề, chỉ cần có độc vụ. Hắn chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể mời được tử thần giúp hắn giải quyết huyết tộc, đây là rất có lời mua bán. Muốn biết huyết tộc thế nhưng là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn một cái lưỡi dao, lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, người biết cổ độc chiều trạch sao? Lão giả nhẹ gật đầu, lục ly nói ra, cổ độc chiều trạch chỗ sâu nhất có một cái phi thường khủng bố cự thú, giống như các người có thể đem cái kia cự thú đánh giết hoặc là dẫn tới ta hấp thu bên trong độc vụ, liền có thể ngưng luyện ra so cái này cường gấp trăm lần kịch độc chi dịch, đến lúc đó ta có thể tính nửa giá bán cho các ngươi. Gấp trăm lần ngươi xác định, lão giả khuôn mặt có chút động, lục ly phi thường khẳng định nói ra, không sai, bởi vì ta ngưng luyện ra nửa giọt, bị ta dùng hết, kém chút diệt sát một cái thánh hoàng hậu có, giống như không phải hắn cuối cùng chính mình đem đầu chặt bay đi, hắn đã sớm chết. Kia nửa giọt còn không phải thuần túy màu đỏ độc vụ ngưng luyện ra, ta tự tin giống như có thể làm cho ta hấp thu cổ độc chiều trạch chỗ sâu nhất màu đỏ độc vụ, ta có thể ngưng luyện ra gấp trăm lần uy lực kịch độc chi dịch. Cổ độc chiều trạch có một cái siêu cường cự thú ta biết. Lão giả nói ra, cái kia cự thú chiến lực nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bởi vì một mực dấu ở trong làn khói độc, sở dĩ võ giả không làm gì được hắn. Năm đó cái kia chết tại cổ độc chiều trạch chỗ sâu nhất đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, kỳ thật không phải bị độc chết, mà là bị cái này cự thú giết chết. Ngươi việc này có chút lớn, ta phải báo cáo, bất quá ta khuyên ngươi đừng có nửa câu nói ngoa, nếu không chúng ta tử thần đại nhân vật giống như tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không có nửa câu nói ngoa, Lục Ly phi thường khẳng định nói, sau đó trong tay sáng lên, hắn lấy ra 100 tích phổ thông kịch độc chi dịch, còn có 50 tích gia cường phiên bản màu đen xám kịch độc chi dịch, hắn đưa cho lão giả nói ra, nếu như ta có nửa câu lời nói dối, những này độc dịch coi như ta đưa các ngươi. Tốt, lão giả lần này yên tâm Lục ly một hơi xuất ra nhiều như vậy độc dịch, cái này chỉ ít chứng minh một điểm, thật sự là hắn có ngưng luyện kịch độc chi dịch năng lực. Lão giả lấy ra một loại đặc thù cái bình đem kịch độc chi dịch thu vào, sau đó để lục ly chờ, hắn quay người tiến vào trong nội điện. Lần này chưa từng có quá lâu, chỉ là hai nén nhang thời gian hắn tự ra, hắn nói ra ta đã đưa tin cho tổng bộ, tối đa một tháng tổng bộ lại có đại nhân vật hàng lâm, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Tốt, lục ly rất sảng khoái, mang theo quan dương đi, những cái kia độc dịch giá trị vài ước thiên thạch, hắn không hỏi một tiếng. Tử thần đã như vậy nổi danh, vậy khẳng định sẽ không hắc hắn điểm ấy độc dịch, loại này sát thủ tổ chức coi trọng nhất tín dự, không có tín dự, về sau ai còn dám tìm bọn hắn làm ăn. Đại nhân, trở lại cư trú khách sạn, quan dương lại có chút bận tâm, lục ly khoát tay áo nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, người cũng tra xét xong, tử thần uy danh hiển hách, tín dự tốt đẹp. Đối tử thần tại toàn bộ thiên loạn tinh vực bài danh trước mấy A so côn tộc cường đại sao so côn tộc vẫn là phải yếu một ít. Quan Dương giải thích nói, tử thần không có đại viên mãn cường giả, bọn hắn nhưng thật ra là một chút lão ma liên hợp tổ chức, mà lại bất luận cái gì võ giả kỳ thật đều có thể nhận nhiệm vụ, bọn hắn hạch tâm cường giả cũng không phải là đặc biệt nhiều. Người cũng biết thiên loạn tinh vực lão ma đặc biệt nhiều, rất nhiều lão ma cũng không thích chiếm lĩnh địa bàn, nhưng tu luyện cần thiết tài nguyên nhu cầu lại rất lớn, tử thần tương đương đưa cho bọn hắn một cái bình đài. Rất nhiều lão ma không thích bị thế lực trói buộc, nhận nhiệm vụ thu tiền thưởng, đối với bọn hắn tới nói tựu rất thích hợp. Nguyên lai like là dạng này, Lục Ly đã hiểu, khó trách tử thần như vậy cường đại, thiên loạn tinh vực vô số lão ma đều là chỗ dựa của bọn họ a. À. Mà lại bọn hắn giảng quy củ, bình thường không gây chuyện, đoán chừng chọc nổi cường giả, bọn hắn sẽ đi chọc, không chọc nổi cường giả nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Lục Ly yên tâm lại, đặt ở trong lòng đại sơn mắt thấy tựu có cơ hội dọn đi. Chỉ cần đem huyết tộc toàn bộ diệt đi. Như vậy bằng vào hắn thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật, chỉ ít thánh hoàng không làm gì được hắn, hắn cũng có thể tìm địa phương hảo hảo tu luyện một phen. Thời gian rất nhanh đi qua một tháng, Tử thần phân bộ cái kia nhân tộc lão giả tìm tới cửa, dẫn hắn tiến vào Tử thần phân bộ, gặp được tổng bộ tới một đại nhân vật. Cái này đại nhân vật không phải nhân tộc, ngoại hình lại trở nên cùng nhân tộc đồng dạng, nhưng khí huyết trên người phi thường cuồng bạo, cảm giác giống như là một ngọn núi lửa, giống như là một cái nhân tính hung thú trong mắt đều là hung quang, xem xét tự biết là trí cường giả. Hắn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tiểu tử, cổ độc chiều trạch bên trong cái kia dị thú bản tỏa có thể giúp người dẫn dắt đi, người hấp thu bên trong độc vụ ngưng luyện ra độc dịch. Chúng ta hoa 100 triệu một giọt mua sắm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có như lời ngươi nói hiệu quả. Ngươi ở bên trong đạt được thần dược độc tài chúng ta muốn một nửa, như thế nào? Thành giao, lục ly phi thường sảng khoái đáp ứng nói. Màu đỏ khu vực độc vụ phi thường nồng đậm, hắn lúc ấy đại khái cảm ứng thoáng cái, giống như toàn bộ hấp thu, ngừng luyện ra mấy chục tích màu đỏ kịch độc chi dịch cũng không có vấn đề. Tử thần 100 triệu một giọt mua đi, vậy hắn tự có được mười mấy cái ức thiên thạch, bên trong thần dược độc tài ngược lại là cũng có thể bán cho bọn hắn, có lẽ lại có thể làm mấy ức đâu ngoại vi độc vụ hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, toàn bộ hấp thu xong tất, 4-500 tích độc dịch hẳn là không có vấn đề cho. Dạng này quy ra xuống tới, có lẽ hắn đem cổ độc chiều trạch độc vụ đều hấp thu, rất có thể có thể làm năm 60 ức thiên thạch, đến lúc đó nghĩ biện pháp lại đến một chút, chục tỷ là đủ rồi. Tử thần sứ giả gặp lục ly sảng khoái như vậy, rất hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại liền có thể đi, lục ly nhún vai, có một cái siêu cấp cường giả đi theo, hắn cái gì đều không lo lắng. Cường giả này coi như không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đoán chừng cũng sẽ không kém quá xa, nếu không làm sao dám đi đem cổ độc chiều trạch bên trong cái kia cự thú dẫn ra chương 4, chương 3133, chiêu giao. Lục Ly cũng không có cưới Thánh Sơn đi thanh hổ giới, mà là cưới cái này tên là Nhung Hoàng Đại Nhân vật chiến thuyền đi, đồng thời tử thần cái phân bộ này nghiêm thống lĩnh cũng đi theo, cái này thống lĩnh chỉ là Thánh Hoàng Sơ Kỳ, đi cùng càng nhiều là tác hạ người phục vụ. Chiến thuyền này so với bình thường chiến thuyền cao cấp hơn, tốc độ thật nhanh, nhưng so sánh Thánh Hoàng Trung Kỳ, đương nhiên cùng Thánh Sơn chắc hẳn vẫn còn có chút tranh lệch, Nhung hoàng tựu nghênh ngang cưỡi chiến thuyền thẳng tắp hướng thanh hổ giới bay đi, trên chiến thuyền phiêu đãng một cây chiến kỳ, phía trên viết tử thần hai chữ, phụ cận đi ngang qua một chút chiến thuyền nhìn thấy cái này trên chiến kỳ phiêu đãng chữ về sau, lập tức tránh như xa hạt, xa xa tựu bay mất. Như thế chiêu giao sao, lục ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, sát thủ tổ chức không phải điệu thấp ẩn nấp sao như thế cao điệu để tất cả mọi người biết sát thủ xuất động, còn thế nào ám sát chẳng lẽ tử thần xuất thủ bình thường đều là minh giết, không phải ám sát bất quá ngẫm lại lần này nhung hoàng xuất động không phải là vì ám sát chỉ là giúp hắn đi dẫn dắt thoáng cái cái kia dị thú cao điệu điểm cũng không quan trọng ngược lại có thể mượn nhờ tử thần uy danh giảm nhỏ một chút phiền toái một đường bay đến hai tháng rốt cục đến thanh hổ giới trên đường cũng không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì tử thần bảng hiệu quả nhiên dùng tốt không có bất kỳ cái gì võ giả dám tới gần lục ly không có dừng lại mang theo nhung hoàng bay thẳng đi cổ độc triều trạch tiến vào thanh hổ giới sau nhung hoàng điệu thấp một chút dù sao cho thanh hổ giới biết hắn vào đây bên này sẽ rất nhiều thế lực cùng lão ma sẽ không an lòng sẽ coi là tử thần xuất thủ muốn ám sát bọn hắn đến cổ độc chiều trạch về sau lục ly phát hiện bên này độc vụ lại nồng nặc đi lên lúc này mới qua bao lâu a à nguyên bản độc vụ thế nhưng là phi thường mỏng manh đại nhân ngài trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút để cho ta hấp thu phía ngoài độc vụ chờ nhanh đến chỗ sâu ta lại để ngài lục ly cùng nhung hoàng xin chỉ thị thoáng cái bên ngoài đã nhiều như vậy độc vụ hắn làm sao có thể không hấp thu nhung hoàng ở bên ngoài thế nhưng là một cái chuyên nghiệp bảo tiêu a à, hắn ở bên trong có thể an nhàn hấp thu độc vụ nhung hoàng khẽ trao mày hỏi phải bao lâu một tháng đi lục ly giải thích nói bên ngoài độc vụ không hấp thu mạo muội đi vào tận cùng bên trong nhất ta sợ tốt đi thôi tốt bóp nát ngọc phù thông biết ta nhung hoàng ném cho lục ly một cái ngọc phù đi vào bên cạnh một tòa trong núi lớn lấy ra một kiện không gian thần khí trực tiếp đi vào bế quan Lục Ly đem Ngọc Phù cất kỹ, tiến vào cổ độc triều trạch bắt đầu điên cuồng hấp thu độc vụ. Hiện tại những này độc vụ không chỉ có riêng là độc vụ, mà là từng hạt thiên thạch a, hấp thu càng nhiều, kia kiếm thiên thạch thì càng nhiều. Độc vụ hấp thu rất nhanh, nơi này độc vụ cùng trước đó so vẫn là có tranh lệch, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, Lục Ly hấp thu nửa tháng, ngoại vi độc vụ cơ bản hấp thu xong tất. Lần nữa hấp thu 5 ngày sau đó, ở giữa độc vụ cũng hấp thu, hiện tại chỉ còn lại chỗ sâu nhất màu đỏ độc vụ. Ầm um. Lục Ly nghỉ ngơi nửa ngày sau bóp nát ngọc phù, Nhung Hoàng theo trong sơn động bay ra, nhìn thấy cổ độc chiều trạch phía ngoài độc vụ thế mà toàn bộ biến mất. Hắn nhìn Lục Ly vài lần, cái này đế cấp quả nhiên không có lửa hắn a, à, hắn thật đúng là có thể hấp thu độc dịch dung luyện ra. Chuẩn bị xong chưa, Nhung Hoàng nhìn thoáng qua Lục Ly, đạt được sau khi xác nhận, hắn thân thể bay vụt mà lên, sông lên cao không, sau đó đối màu đỏ khu vực đột nhiên vỗ xuống một trường. Ngao, một đạo giống giận dung trời tiếng vang lên, tiếp lấy một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức lan tràn ra, kia khí huyết trùng thiên, tiếng giống càng là phương viên vạn dặm đều có thể nghe thấy. Phụ cận vừa vặn có mấy đội quân sĩ đi ngang qua, nghe được một tiếng này tiếng giống, toàn bộ bị hù toàn thân run lên, có quân sĩ chân còn mềm nhún, đặt mông ngồi dưới đất. A, à, những cái kia quân sĩ tìm mắt xem ra, thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, một đạo hắc ảnh hướng trên không trung bay đi, đằng sau đi theo một cái siêu cấp cự thú kia cự thú mặc dù cự ly phi thường xa nhưng kinh khủng khí huyết tràn ngập mà đến vẫn là để bọn hắn cảm giác lạnh cả người tựa như là tiểu kê thấy được lao xuống diều hâu dầm 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 nhung hoàng cùng cái kia cự thú khai chiến bất quá lại là vừa đánh vừa lui đem cự thú dẫn dắt đi lục ly cũng nhìn thấy cái này cự thú toàn cảnh đây là một cái cùng loại toan nghề thú cự thú toàn thân đều là phản xạ hàn quang lân giáp đầu kia cự đại cái đuôi năm đó thiếu chút nữa tựu thánh sơn cho phá vỡ cái này cự thú hình thể rất lớn khí huyết phi thường kinh người, có thể khiến người ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Còn lo lắng cái gì nhanh hấp thu độc vụ, một đạo truyền âm vang lên, lục ly giật mình tỉnh lại, lập tức xông vào màu đỏ trong làn khói độc, vận chuyển pháp giới vòng xoáy nhanh chóng hấp thu. Hắn cũng ở bên trong đi dạo, phát hiện bên trong quả nhiên có một ít thần dược độc tài. Một chút linh dược nhìn tựa hồ còn không có thành thục lục ly cũng mặc kệ, thu sạch lấy. Hắn đếm thoáng cái bên trong ít nhất có 45 gốc thần dược độc tài, nhất là bên trong có một cái đầm nước, đầm nước phụ cận thần dược độc tài phẩm cấp tối cao. Âm 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 âm, Nhung Hoàng đã xem kia dị thú dẫn ra đi mấy vạn dặm, nhưng tiếng nổ vẫn là vang lên không ngừng, cái này cổ độc chiều trạch khu vực trung tâm phạm vi không phải đặc biệt lớn, nhưng độc vụ đặc biệt nồng đậm, lục ly nội tâm cũng kích động không thôi. Nhiều như vậy độc vụ, ít nhất có thể ngưng luyện ra năm 60 tích A. Lục ly trên mặt đều là hồng quang, năm 60 tích, cái kia chính là năm 60 ức A tăng thêm ở bên ngoài hấp thu độc vụ, chuyến này làm xuống tới, bảo thủ có 80 cái ức, kia sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn. Tiểu tử, xong chưa? Nửa ngày sau, Nhung Hoàng truyền âm đến đây, thanh âm hắn bên trong có một ít nôn nóng, hiển nhiên cái này cự thú hắn ứng phó rất khó khăn, hắn hẳn là vô pháp chân áp cái này cự thú, nếu không cự thú sớm đã bị hắn giết. Đại nhân, nhanh, lại cho ta hai canh giờ. Lục ly truyền âm đi qua, hắn đã là tốc độ nhanh nhất hấp thu, nhưng độc vụ nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng một hơi toàn bộ hút đi vào. Cái đồ chơi này nhất định phải hấp thu vào pháp giới bên trong, lại không thể trước làm vào bên trong ngọn thánh sơn, không phải vậy ly tiểu thư các nàng đoán chừng sẽ toàn bộ hạ độc chết. Hiu hiu hiu, cổ độc chiều trạch bên này dị động hấp dẫn phụ cận vô số cường giả cùng trinh sát, nhưng này chút ít cường giả cùng trinh sát cũng không dám tới gần, đều chỉ có thể xa xa dò xét. Một đám cường giả cùng trinh sát cũng bị hù dọa, lại có thể có người dám trêu chọc cổ độc chiều trạch bên trong cái kia cự thú đây là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sao cổ độc triều trạch bên trong độc vụ làm sao không còn có võ giả phát hiện dị dạng cũng có cường giả cảm ứng được cổ độc chiều trạch bên trong tựa hồ có một cái võ giả ở bên trong bay tới bay lui bọn hắn đều khiếp sợ không thôi người này chẳng lẽ là trời sinh độc thể không thành lại dám tại cổ độc chiều trạch chỗ sâu phi hành muốn biết năm đó cổ độc chiều trạch chỗ sâu thế nhưng là hạ độc chết qua đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a à. Thời gian từng chút từng chút đi qua, hai canh giờ rất nhanh đi qua, cổ độc chiều trạch bên trong độc vụ toàn bộ biến mất, lục ly cũng bị vô số cường giả cùng trinh sát dò xét đến. Những cường giả kia cùng trinh sát trợn mắt hốc mồm, lục ly không chỉ dám ở cổ độc chiều trạch chỗ sâu hành tẩu, giống như cổ độc chiều trạch sở hữu độc vụ đều bị hắn hấp thu. Hưu, lục ly hấp thu xong tự hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi, phụ cận ẩn núp võ giả nhau nhau thối lui. Xem lục ly mục quang cùng xem quái vật không có khác nhau, cũng vô cùng e ngại hắn, sợ hắn phóng thích một chút độc vụ ra, bọn hắn coi như chết như thế nào đều không biết. chương 3134, Tử thần Tổng Bộ Lục Ly trực tiếp rời đi thanh hổ giới, đây là cùng Nhung Hoàng ước định cẩn thận, Lục Ly rời đi về sau Nhung Hoàng liền tốt thoát thân. Hắn ra thanh hổ giới bên ngoài, tại trong hư không tiềm ẩn, chờ nửa ngày sau Nhung Hoàng lao ra ngoài, đằng sau cái kia dị thú cũng không có đuổi theo, dùng nó khổng lồ hình thể, nghĩ ra được cũng khó khăn hưu, lục ly giờ phút này còn đắm chìm trong trong hưng phấn, thân hình trực tiếp dần hiện ra đến, nhanh chóng siêu nhung hoàng bay đi. Nhung hoàng khẽ giật mình, liếc nhìn lục ly vài lần về sau, hỏi, ngươi vừa rồi tiềm ẩn ở giữa không chung. Lục ly ám đạo vừa rồi quá bất cẩn, đã bị phát hiện, hắn thoải mái chắp tay nói, điêu trùng tiểu kỹ, để đại nhân chê cười. Nhung hoàng mang theo ẩn ý nhìn lục ly một chút. Nói ra, giống như ngươi có thể đem vừa rồi loại kia thần kỹ truyền cho chúng ta tử thần lời nói, chúng ta có thể miễn phí giúp người đem huyết tộc toàn bộ thanh lý mất. Ách, à, lần này đến phiên lục ly khẽ giật mình, không nghĩ tới nhung hoàng mở ra cao như vậy bảng giá, này bằng với loại bí thuật này tựu giá trị trục tỷ thiên thạch A. Hắn nghĩ lại ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, là một sát thủ tổ chức, loại này tiềm ẩn chi thuật đối với bọn hắn quá trọng yếu. Nếu là có thể đạt được loại này tiềm ẩn chi thuật, vậy bọn hắn ám sát lúc xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là có thể đời đời tương truyền thần thuật, như tử thần cường giả đều có thể học được, thực lực tổng hợp khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Cái này nhung hoàng có thể hay không bởi vì thần ẩn thuật, động thủ với ta a à. Lục ly nội tâm có một tia lo lắng, hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, thật có lỗi, cái này thần thuật là sư môn ta bí mật bất truyền, sư tôn ta nói coi như ta chết đi, cũng không thể truyền ra ngoài. Sư môn nhung hoàng khẽ trao mày hỏi, các hạ sư tôn là. Sư tôn ta ẩn thế tiềm thu mấy chục vạn năm, lão nhân ra ông ta không thích ta nâng danh hào của hắn. Lục Ly chắp tay nói, mấy chục vạn năm, Nhung Hoàng trầm ngâm, đối Lục Ly lời nói nửa tin nửa ngờ, hắn ngược lại là không hỏi nhiều cái gì, lấy ra chiến thuyền mang theo Lục Ly nhanh chóng bay đi. Phi hành sau nửa canh giờ, cái kia thống lĩnh bay đi lên. Hắn trong khoảng thời gian này hẳn là đang theo dõi tình huống xung quanh, xuất quỷ nhập thần. Lục huynh đệ, nghiêm thống lĩnh sau khi đi vào, cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói ra, chúc mừng ngươi a. À, hiện tại ngươi chuẩn bị đi đâu đây ngươi đi đâu chúng ta đều có thể hộ tống ngươi đi qua, quay đầu chờ ngươi kịch độc chi dịch dung luyện thành công, chúng ta lại giao dịch. Ông, lục ly trong tay xuất hiện một cái không gian giới, hắn nói ra, nơi này là ta tại cổ độc chiều trạch khu vực trung tâm lấy được thần dược độc tài, dựa theo ước định, ta phân cho các ngươi một nửa. Không nóng này, nghiêm thống lĩnh cười tùm tìm nói ra, kịch độc chi dịch mới là mấu chốt, nếu không ta đưa ngươi đi chúng ta tử thần tổng bộ, thiên việt giới. Phương diện an toàn ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tử thần danh tiếng thế nhưng là mấy chục vạn năm qua dựng đứng, chờ ngươi chừng nào thì dung luyện ra kịch độc chi dịch, chúng ta lại giao dịch. Có thể, Lục Ly cũng không biết đi đâu, tử thần tổ chức uy danh hiển hách, cũng sẽ không hố hắn. Nếu quả như thật muốn hố, Nhung Hoàng hiện tại tiểu nhẹ nhóm có thể giết chết hắn, hoặc là đem hắn cầm xuống, hắn điểm ấy chiến lược đối với Nhung Hoàng tới nói, cùng tiểu hài tử không có khác nhau. Thiên Việt giới cự ly bên này không tính viễn cũng không tính gần, Lục Ly tự xếp bằng ở chiến thuyền phía trên nghỉ ngơi tu luyện, giám sát pháp giới bên trong tình huống, chờ đến pháp giới dung luyện ra kịch độc chi dịch. Tại trong hư không đằng đẳng phi hành hơn 3 tháng, Lục Ly đã tới thiên Việt giới, tử thần tổng bộ ngay tại đây, đây là toàn bộ thiên loạn tinh vực mọi người đều biết sự tình. Trong lịch sử cũng không có cường giả hoặc là đại tộc đến công kích tử thần tổng bộ, bởi vì tử thần tổng bộ công phá cũng không có gì, nơi này căn bản không có tài nguyên, cũng không có quá nhiều cường giả. Tử thần tổng bộ chỉ là một cái biểu tượng, một cái liên hệ tử thần địa phương, chân chính tử thần tổng bộ ai cũng không biết ở đâu. Thiên Việt giới không phải đặc biệt lớn, nhưng ở Thiên Loạn Tinh vực ở giữa, bốn phương thông suốt. Có lẽ năm đó Tử thần đem nơi này định vì tổng bộ, cũng là thuận tiện Thiên Loạn Tinh vực võ giả đến bọn hắn tổng bộ đi. Tử thần tổng bộ tại một tòa bên trong tòa thành lớn, trong thành trì ở rất nhiều võ giả, rất là náo nhiệt. Lục Ly tiến vào thành trì về sau, luôn cảm giác bốn phía đều có một cỗ âm hàn khí tức. Thành nội có rất nhiều khách sạn, người tùy ý tìm địa phương cư trú đi, tại Thiên vượt bên trong thành là tuyệt đối an toàn. Nghiêm Thống Lĩnh phi thường tự tin cùng Lục Ly nói, hắn đưa cho Lục Ly một khối ngọc phù nói ra, đợi ngươi chừng nào thì dung luyện tốt, bằng vào ngọc phù đi tổng bộ, ta sẽ một mực tỏa trấn ở bên kia chờ ngươi. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cầm, tùy tiện đi vào một cái khách sạn ở, Nghiêm Thống Lĩnh nói nơi này tuyệt đối an toàn, cái kia chính là tuyệt đối an toàn, liền xem như Kỳ tộc tộc vương đoán chừng cũng không dám tới này động thủ đi. Kỳ thật giờ phút này pháp giới bên trong đã trải qua rồi xuất hiện kịch độc chi dịch đằng sau sẽ liên tục không ngừng ngưng luyện ra kịch độc chi dịch, dự tính hai sau 3 tháng sẽ toàn bộ ngưng luyện xong tất. Lục Ly an nhàn tu luyện, chờ đợi kịch độc chi dịch ngưng luyện xong tất, chờ sau một tháng, phổ thông kịch độc chi dịch đã toàn bộ ngưng luyện thành công, xuất hiện hơn 400 tích kịch độc chi dịch. Pháp giới bắt đầu ngưng kết ra màu đen xám kịch độc chi dịch, lần nữa đợi thời gian nửa tháng, màu đen xám kịch độc chi dịch cũng ngưng kết hoàn tất, hết thảy hơn 80 tích. Để Lục Ly kích động chuyện xuất hiện, pháp giới bên trong bắt đầu xuất hiện màu đỏ kịch độc chi dịch. TT Lục Ly cảm ứng thoáng cái, thân thể kịch liệt run lên, theo giọt kia màu đỏ kịch độc chi dịch bên trong hắn cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. Loại kịch độc này chi dịch uy lực so phổ thông ít nhất cường gấp trăm lần. Cái này giống như nhỏ tại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trên thân, có thể hay không đem loại kia cấp bậc cường giả giết chết. Lục Ly não hải hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, đáng tiếc không có loại này cấp bậc cường giả cho hắn thí nghiệm mà lại chân quý như vậy độc dịch hắn cũng không dám lãng phí a. À. Một do thế nhưng là 100 triệu thiên thạch, có thể tại Thánh Thành bên trong mua hai tòa nhà nhà. Lục Ly tiếp tục chờ đợi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng màu đỏ độc dịch có thể nhiều dung luyện xuất hiện đến mấy giọt, giống như có thể dung luyện ra 100 tích, vậy hắn thiên thạch là đủ rồi, hắn cũng không cần suy nghĩ biện pháp khác. Nửa tháng sau, để Lục Ly thất vọng sự tình phát sinh, màu đỏ kịch độc chi dịch cuối cùng chỉ là ngưng luyện ra 43 tích nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể dung luyện ra năm 60 tích. Đợi mấy ngày, xác định pháp giới bên trong không còn xuất hiện kịch độc chi dịch về sau, hắn đi ra tòa thành, đi tử thần tổng bộ. Xuất ra ngọc phù về sau, hắn bị đưa vào một cái bên trong cung điện nhỏ, rất nhanh nghiêm thống lĩnh cùng nhung hoàng đều tới, mặt khác còn theo tới một cái lão giả, cũng là nhân tộc. Đây là chúng ta trần nguyên lão, nghiêm thống lĩnh giới thiệu nói, lục ly kho mình hành lễ, hắn đem phần lớn độc dịch đều đem ra, chỉ để lại hai giọt màu đỏ kịch độc chi dịch, còn có 10 giọt phổ thông kịch độc chi dịch, còn lại đều đem ra. Hắn còn đem tại cổ độc chiều trạch chỗ sâu đạt được thần dược đều đem ra, hắn nói ra, thần dược độc tài một nửa cho các ngươi, còn lại một nửa các ngươi đánh giá cái giá, còn có những này kịch độc chi dịch, các ngươi cũng coi như tính giá cả. Tốt, Trần Nguyên Lão, ngài đến tính ra một cái đi, nghiêm thống lĩnh vừa chắp tay, cái này Trần Nguyên Lão liền là mời đến giám định những thứ này, đây là chuyên nghiệp giám định sư. Trường 3135, 135 ta có thể đi. Khổ đống quả thế mà thật sự có loại trái này tồn tại, cái quả này quá hiếm thấy, ta còn tưởng rằng cái quả này chỉ là trong truyền thuyết có đâu. Độc Giao thảo, đồ tốt A, à? A, à, lại có ngân lam diệp như thế bảo vật thế mà cứ như vậy bảo tồn, phung phí của trời A. À? Trần Nguyên Lão dò xét thoáng cái lục ly lấy ra quả, con mắt sáng lên, lục ly tại cổ độc chiều trạch đạt được 4-50 gốc thần dược, rất nhiều thần dược đều để Trần Nguyên Lão rất là sợ hãi thán phục. Lục Ly con mắt cũng sáng lên, Trần Nguyên Lão rất nhiều thần dược đều rất là sợ hãi thán phục, điều này nói rõ những này thần dược khẳng định là thiên tài địa bảo a, giá trị đoán chừng không ít, hiện tại tiểu xem cuối cùng giá tiền. Trần Nguyên Lão chọn vẹn dò xét một canh giờ, còn có hai loại thần dược độc tài hắn đều giám định không ra, hắn lấy ra vài cuốn sách so sánh, cuối cùng mới toàn bộ giám định hoàn tất. Giám định xong sau, Trần Nguyên Lão bắt đầu tính toán giá cả, tính toán sau nửa canh giờ, hắn nghiêm mặt nói ra, "Lục tiểu huynh đệ, người cái này toàn bộ thần dược, chúng ta dựa theo trên thị trường giá cả ném cao hai thành tính toán, tổng cộng giá trị 2 tỷ thiên thạch. Trước đó người cùng Nhung Hoàng ước định một nửa thuộc về chúng ta tử thần, cho nên chúng ta có thể cho người thanh toán 1 tỷ thiên thạch. Đương nhiên giống như người đối cái giá tiền này không hài lòng, cũng có thể đi khác thương hội bán ra. Nếu như đi bán đấu giá, có lẽ giá cả sẽ cao hơn một chút. Không cần, Lục Ly đối với cái giá tiền này rất hài lòng, vùng tay lên nói, liền theo người nói giá cả tính, ta bên này đến một tỷ, đem những này độc dịch giá cả tính toán đi. Trần Nguyên Lão bắt đầu giám định, cái này độc dịch trước đó nghiêm thống lĩnh giám định qua, bất quá Trần Nguyên Lão là tổng bộ giám định sư, tự nhiên muốn hắn nhìn xem. Ta đi thử xem, Trần Nguyên Lão lấy ra một giọt phổ thông độc dịch đi, sau một lát liền trở lại, cảm ứng nhất hạ há hắc màu xám độc dịch, còn có màu đỏ độc dịch, hắn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh, còn vô thị phòng ngự, trực tiếp công kích nhục thân, ăn mòn sinh mệnh nguyên lực, là phi thường bá đạo một loại độc dịch. Nghiêm thống lĩnh cùng Nhung Hoàng cho giá cả rất công bằng, liền theo bọn hắn cho giá cả, như thế nào? Có thể, Lục Ly tính toán một cái, màu đỏ độc dịch giá trị 41 ức, màu đen xám độc dịch giá trị 1 tỷ tả hữu, phổ thông độc dịch kém một chút 1 tỷ, nơi này cộng lại coi như 6 tỷ. Tăng thêm thần dược bên kia 1 tỷ, cái kia chính là 70 ức, còn kém 30 ức. Giống như đem ung hoàng kích cùng trật tự thần liên cùng một chỗ bán, vậy liền không sai biệt lắm, nhưng lục ly giờ phút này lại không nghĩ bán. Bởi vì kịch độc chi dịch rất dễ dàng đạt được, chỉ cần hắn có thể tìm tới có độc vụ địa phương, vậy liền nhẹ nhóm có thể ngưng luyện ra độc dịch, sở dĩ đi bán đi bảo vật tự lộ ra lãng phí. Nhung Hoàng nhìn ra lục ly trên mặt xoắn suýt, hắn nói ra, người muốn diệt hết huyết tộc còn kém một chút thiên thạch. Lục ly nhẹ gật đầu, Nhung Hoàng nở nụ cười nói ra, chúng ta trước tiên có thể giúp người chấp hành nhiệm vụ, người kém những cái kia thiên thạch quay đầu tiếp tế chúng ta là được rồi. Tốt như vậy, lục ly chấp chấp lông mày tử thần cũng không phải cơ quan từ thiện không có khả năng làm việc thiện vậy khẳng định là có mưu đồ khác hắn cười cười nói ra các ngươi tựu không sợ ta chạy quyệt nợ ha 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 nhung hoàng cười nói ra tử thần tồn tại nhiều năm như vậy còn không có võ giả dám lại chúng ta sổ sách lại nói lục tiểu huynh đệ người cũng có thủ lao còn thừa lại thiên thạch năng lực chúng ta tử thần giao ngươi người bạn này ừ lục ly nghĩ nghĩ là đạo lý này dám chạy tử thần sổ sách kia là chán sống a hắn cũng hoàn toàn chính xác có thù lao trả nợ vụ năng lực hắn gật đầu nói ra vậy các ngươi không cần cho ta kết toán những ngày trước dự chi cho các ngươi xin giúp ta đem huyết tộc tiêu diệt toàn bộ một cái cũng không được còn lại toàn bộ đánh giết thành giao nhung hoàng cười tủm tỉm nói ra chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt cần một chút thời gian chúng ta cam đoan đem tất cả huyết tộc đều giúp ngươi đánh giết tốt lục ly yên tâm tử thần trong lịch sử gần như chưa từng bị thua giống như thất thủ bọn hắn sẽ bồi thường giá gấp 10 lần. Trần Nguyên lão đi an bài, nhung hoàng khoát tay áo để nghiêm thống lĩnh xuống dưới, hắn để thị nữ dâng lên nước trà, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, lục tiểu huynh đệ, chúng ta tử thần có thể nhận nhiệm vụ, cũng có thể phát nhiệm vụ, có hứng thú hay không đi đón một cái nhiệm vụ. Giống như nhiệm vụ này hoàn thành, người cái này còn lại 30 ức thiên thạch tựu xóa bỏ. a, à, lục ly sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ đến thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Cái này Nhung Hoàng mượn vài tỷ cho hắn, vậy khẳng định là muốn từ trên người hắn được cái gì, giờ phút này là hồ ly lộ ra cái đuôi. Hắn nghiêm mặt hỏi, dạng gì nhiệm vụ, có thể kỹ càng giới thiệu một chút không? Đi một cái địa phương thám hiểm nhiệm vụ, Nhung Hoàng nói ra kia địa phương rất nguy hiểm, bất quá đại bộ phận nguy hiểm ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần hỗ trợ vượt qua một cửa ải là được, cửa ải kia có kịch độc, nơi đó độc vụ cùng cổ độc chiều trạch chỗ sâu nhất không sai biệt lắm, Ngươi chỉ cần đem ở trong đó độc vụ hấp thu là được rồi, còn lại thời điểm không cần ngươi xuất lực, bọn hắn cũng sẽ hết sức cam đoan an toàn của ngươi. Lục Ly đã hiểu, xem ra là đi một chỗ bảo địa, tử thần muốn nhờ hắn có thể hấp thu độc vụ năng lực. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi cái này địa phương tài liệu cẩn kẽ có sao ta cần hiểu rõ toàn diện tư liệu. Mặt khác đại nhân, ngài sẽ đi sao? Ta không thể đi vào. Nhung Hoàng lắc đầu nói ra, kia địa phương 5.000 tuổi trở lên võ giả vào không được, nếu không sẽ sụp đổ. Ở bên trong là một cái trí cường giả tế luyện thế giới, lần này chúng ta cũng là tiếp nhận ủy thác, lại phái một chút võ giả đi vào bảo hộ mấy cái trọng yếu nhân vật, bọn hắn cường điệu cần một cái có thể chịu độc võ giả, chúng ta tử thần mặc dù có, nhưng không bằng ngươi lợi hại. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, hỏi, lần này cho ta nhiệm vụ các ngươi phải hao phí 30 ức thiên thạch, trong này có dạng gì bảo vật đáng giá cố chủ tốn hao như vậy dạng đại giới. Nói cho ngươi cũng không sao. Nhung Hoàng nói ra, bọn hắn đi vào hẳn là đi tìm chìa khóa, tìm kiếm đi tiên vực chìa khóa, nghe nói bên trong có. Bọn hắn mở ra giá trên trời, chúng ta chỉ là phụ trách phụ trợ bọn hắn. Hiểu rõ, Lục Ly nhẹ gật đầu, nói ra, kỹ càng tình báo các người có A ta xem một chút rồi quyết định. Lục Ly cũng không phải là đặc biệt nghĩ tiếp loại nhiệm vụ này, bởi vì hắn chỉ cần tìm một chút có được độc vụ địa phương, liền có thể ngưng luyện ra độc vụ, không cần đi quá mạo hiểm. Loại này đi bảo địa thám hiểm rất nguy hiểm, mặc dù tử thần có cường giả đi theo, còn nói sẽ bảo đảm an toàn của hắn, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất không phải. Nhung Hoàng gọi người đem tư liệu đưa tới, thật dày một chồng, Lục Ly cầm lấy lật xem. Nhung Hoàng rất hào phóng, đem đại bộ phận tư liệu đều cho hắn, lần này thám hiểm chỗ cần đến tình báo đều có, còn có lần này nguy hiểm ước định đều điều tra rất cẩn thận. Lần này thám hiểm không phải từ thần chính mình đi, mà là có một cái siêu cấp thế lực cho bọn hắn hạ đan, để bọn hắn điều động 50 cái 5.000 tuổi trở xuống cường giả đi theo hoàn toàn chính xác nhấn mạnh nhất định phải có một cái tại dùng độc phương diện đặc biệt mạnh võ giả. Lần này đi địa phương gọi Thái Hoang Cốc, là thiên loạn tinh vực nổi danh hung địa, rất nhiều tuổi trẻ thánh hoàng đều đi vào qua, cuối cùng có thể ra chỉ có một nửa số lượng. Bất quá ra một chút thánh hoàng ngược lại là đều thu hoạch không ít, còn có mấy cái thánh hoàng sau khi đi ra thực lực tiêu thăng. Ừ, Lục Ly nhìn thấy tư liệu đằng sau, đột nhiên đôi mắt có chút co rụt lại, cẩn thận đem kia một đoạn tư liệu lật nhìn mấy lần, đằng sau hắn đều không thấy, Hắn đem tư liệu ném một cái, nói ra ta có thể đi, nhưng ta có một cái điều kiện. Chương 3136, trở mặt vô tình. Điều kiện gì? Nhung Hoàng nhàn nhạt vấn đạo, hành động lần này cũng không phải bọn hắn hành động, giống như Lục Ly nói lên điều kiện quá phận, cố chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lục Ly chỉ vào tài nguyên bên trên một đoạn, nói ra ta cần Thái Hoang cốc bên trong Thái cổ thần long tinh huyết. Lục Ly sở dĩ đồng ý đi cái này địa phương, cũng là bởi vì trên tư liệu viết Nơi này có Thái cổ thần Long tinh huyết. Nghe nói còn là một đầu phi thường cường đại thần Long tinh huyết, mà lại cái này tinh huyết liền là độc vụ đầm phụ cận. Lục Ly trước đó tại Vô Tấn Thần Khư hấp thu tổ Long chi huyết, đạt được Thần Long biến thần thông, cái này Thái cổ thần thông tinh huyết nói không chừng có thể làm cho hắn thần Long biến tăng lên. Phóng thích thần Long biến phía dưới, Lục Ly nhục thân tăng lên 10 lần, giống như thần Long biến có thể tăng lên, hoặc là duệ biến, vậy hắn nhục thân sẽ lần nữa tăng lên. Đối với Lục Ly tới nói hiện tại tăng lên chiến lực độ khó quá lớn, giống như có thể làm cho thần long biến tăng lên lời nói, lục ly nguyện ý gánh chịu một chút nguy hiểm. Thái cổ thần long tinh huyết, nhung hoàng khẽ nhíu mày, hắn cầm lấy tư liệu nhìn lại, sau một lát nói ra, cái này ta muốn cùng cố chủ bên kia câu thông, người tại cái này an tọa chờ tin tức ta. Nhung hoàng đi, lục ly ngay tại đại điện bên trong an tọa trong lúc rảnh rỗi hắn tiếp tục lật xem tư liệu, cái này nhất đẳng đợi chừng hơn một ngày thời gian, Nhung Hoàng rốt cục trở về, hắn gật đầu nói ra, cố chủ bên kia đồng ý, nhưng cần chính ngươi đi thu hoạch được, bọn hắn sẽ không giúp ngươi. Thái cổ thần long huyết chỉ bên kia thế nhưng là gặp nguy hiểm, chính ngươi cân nhắc đi. Không có việc gì, giống như quá nguy hiểm, ta sẽ không làm loạn. Lục ly khẽ vuốt cầm, chuyện không thể làm, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định. Nhung Hoàng chỉ vào một tấm địa đồ nói ra, ngươi chỉ cần giúp bọn hắn vượt qua cửa này thẻ, nhiệm vụ lần này coi như ngươi hoàn thành, hủy diệt huyết tộc nhiệm vụ còn lại thiên thạch không cần ngươi giao phó. Chuyến này ta cũng sẽ bàn giao bọn hắn, hết sức bảo toàn an toàn của ngươi. Đương nhiên ngươi đi lấy thái cổ thần long tinh huyết thời điểm, chúng ta tử thần võ giả sẽ không bảo hộ ngươi, đây là chuyện của mình ngươi. Giống như xác định không sai, vậy liền ký tên đồng ý, chế định khí ước đi. Không có vấn đề, lục ly nhẹ gật đầu, nhung hoàng gọi người đưa tới khí ước, lục ly sau khi xem xác định không sai ký tên đồng ý khế ước này kỳ thật bao lớn ý nghĩa tử thần giống như muốn quyệt nợ lục ly cũng cầm tử thần không có cách nào giống như hắn muốn quyệt nợ tử thần muốn hay không khế ước cũng không đáng kể trực tiếp đuổi giết hắn là được rồi lục ly khẳng định là tử lộ một đầu ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái có thể trong thành khách sạn nghỉ ngơi cũng có thể tìm nghiêm mới an bài đại khái một nửa tháng về sau tụ tập hợp xuất phát nhung hoàng dặn dò một tiếng lục ly cũng lười đi tìm nghiêm thống lĩnh quay trở về khách sạn tu luyện lẳng lặng chờ đợi tin tức một là chờ đợi tử thần hủy diệt huyết tộc tin tức thứ hai là chờ đợi hành động bắt đầu huyết tộc đã trải qua rồi hành động nhưng lục ly suy đoán bọn hắn hẳn là sẽ không trực tiếp giết vào kỳ tộc địa bàn đó cùng minh giết khác nhau ở chỗ nào lục ly đoán chừng tử thần khẳng định lại có sách lược động thủ lục ly đoán không lầm vẻn vẹn hơn nửa tháng thời gian kỳ tộc thế mà phát ra một cái thông cáo nói huyết tộc bởi vì mạo phạm một đại nhân vật bắt đầu từ hôm nay bọn hắn không còn che chở huyết tộc huyết tộc cũng nhất định phải tại trong vòng 10 ngày rút lui kỳ tộc địa bàn. Trở mặt vô tình, cái này thông cáo vừa ra tới, tích nguyên giới lập tức một mảnh xôn xao, sự tình truyền ra về sau, thiên loạn tinh vực cũng là nghị luận ẩm ý. Kỳ tộc trước đây không lâu mới phát bố một cái thông cáo, khi đó còn có vô số chủng tộc đang cười nhạo huyết tộc, nói năm đó huy hoàng như vậy đại tộc thế mà luôn lạc tới tình trạng này. Hiện tại càng là bị kỳ tộc làm tiểu đệ, kỳ tộc cũng không cần. Chuyện này đối với tại kỳ tộc uy tín cũng là đả kích rất lớn, dù sao trước đây không lâu mới phát ra thông cáo thanh thế hùng vĩ đảo mắt liền đem tiểu đệ cho từ bỏ cái này cho kỳ tộc danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn kỳ tộc kỳ thật cũng là không có cách nào bởi vì kỳ tộc thu được một cái tuyệt thế lão ma truyền lời cái kia lão ma tại thiên loạn tinh vực phi thường nổi danh tên là diêm ma vẫn là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả uy danh hiền hách rất nhiều võ giả nghe tin đã sợ mất mật cái này lão ma truyền đến một câu hắn muốn hủy diệt huyết tộc sau 3 tháng sẽ triển khai công kích, sớm cùng kỳ tộc chào hỏi, giống như bọn hắn tiếp tục che chở huyết tộc, hắn tự không khách khí. Kỳ tộc nhận được tin tức về sau, kỳ tộc tộc phương lập tức triệu tập sở hữu nguyên lão thương nghị, bọn hắn trước đó nghe nói qua một cái tin đồn diêm ma rất có thể là tử thần chín đại cự đầu một trong. Chỉ là một cái diêm ma đó cũng không đáng sợ, đáng sợ là tử thần muốn động thủ, chuyện kia tự lớn. Kỳ tộc vội vàng đi tìm hiểu tin tức, cuối cùng hao tốn giá tiền rất lớn tại côn tộc kia đạt được xác định tin tức. Diêm ma đích thật là tử thần chín đại cự đầu một trong, chuyện lần này cũng không phải diêm ma sự tình, mà là tử thần tại động thủ. Có cố chủ hao tốn trục tỷ thiên thạch, mời bọn họ hủy diệt huyết tộc. Trục tỷ, kỳ tộc không nghĩ tới huyết tộc như vậy đáng tiền tử thần nhiệm vụ mở ra về sau là vô pháp hủy bỏ, coi như kỳ tộc mở ra 200 ức giá cả, tử thần cũng không có khả năng hủy bỏ, vậy sẽ để tử thần danh dự bị hao tổn. Mà lại có thể khai ra trục tỷ giá cả, vậy khẳng định là một cái thế lực lớn kỳ tộc tộc phương mang theo một đám nguyên lão đi gặp mặt trong tộc lão tổ tông thỉnh cầu hắn định đoạt kỳ tộc lão tổ tông rất không cam tâm thật vất vả có một cái cơ hội kỳ tộc có thể bay lên cơ hội bây giờ lại bị một cái đại thủ cho nhấn trên mặt đất cái này lão tổ tông suy tư một đêm cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ huyết tộc tử thần uy danh quá lớn tử thần đã tiếp nhiệm vụ vậy khẳng định sẽ làm đến sở dĩ kỳ tộc nếu như muốn bảo trụ huyết tộc vậy sẽ gặp tử thần toàn bộ phương vị công kích đến lúc đó kỳ tộc tộc nhân sẽ từng cái bị ám sát có lẽ chiến lược của hắn có thể cùng tử thần cự đầu đấu một trận nhưng này có ý nghĩa gì đâu lui một vạn bước nói coi như hắn có thể đánh giết một cái tử thần cự đầu vậy thì thế nào tử thần sẽ thối lui sao tử thần chắc chắn sẽ không thối lui sẽ trăm phương ngàn kế đem mặt mũi tìm trở về kỳ tộc tộc nhân khẳng định sẽ bị ám sát không còn một mống đến lúc đó kỳ tộc liền xong rồi sở dĩ kỳ tộc nhận sợ phát bố thông cáo đem huyết tộc cho từ bỏ giới hạn lệnh làm huyết tộc trong vòng 10 ngày rời đi kỳ tộc địa bàn. Huyết tộc luống cuống, huyết hồn ngọc trước tiên đi cầu kiến kỳ tộc tộc phương, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra trước mấy ngày còn xưng huynh gọi đệ, vì cái gì đột nhiên liền trở mặt kỳ tộc tộc phương không có gặp hắn, chỉ là để một cái nguyên lão đi gặp hắn. Người nguyên lão kia có chút áy náy vỗ vỗ huyết hồn ngọc bả vai, nói bọn hắn huyết tộc trêu chọc một cái không chọc nổi cường giả, kỳ tộc cũng không thể trêu vào, để huyết tộc tự cầu phúc. Huyết hồn ngọc lập tức cảm giác sấm sét giữa trời quang, kỳ tộc đều chiêu chọc không nổi, kiêu huyết tộc không phải tất phong không thể nghi ngờ hắn đau khổ cầu khẩn, người nguyên lão kia lại không nói gì, chỉ là để bọn hắn trong vòng 10 ngày nhất định phải rút lui, nếu không kỳ tộc chỉ có thể giúp bọn hắn cương ép rút lui. Huyết hồn ngọc không có biện pháp, chỉ có thể mang theo tộc nhân rời đi, hắn mang theo tộc đàn trực tiếp đi côn tộc quạng mỏ bên ngoài. Sau đó thỉnh cầu côn tộc che chở, bọn hắn nguyện ý giao thiên thạch, lần trước bọn hắn cũng là đem tộc nhân an trí tại cái này. Ai ngờ, lần này côn tộc thế mà cự tuyệt, huyết hồn ngọc đi cầu kiến bên này côn tộc thống lĩnh, kia thống lĩnh thấy hắn, cũng không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Chỉ nói là huyết tộc lần này trêu chọc cửu ra có chút hung, côn tộc bên này cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn. Côn tộc đều đắc tội không tầm thường, huyết hồn ngọc thân thể có chút rung động, lục ly đến cùng là lai lịch gì kỳ tộc cùng côn tộc cũng không dám trêu chọc, chẳng lẽ lại lục ly đến từ thiên loạn tinh vực tối cường tộc đàn yểm tộc sao? mươi 3137, huyết tộc hủy diệt huyết tộc xong, đây là vô số nhận được tin tức võ giả chung nhau nhận biết, tử thần xuất thủ gần như rất ít thất thủ, trừ phi có đại viên mãn cường giả lên tiếng muốn bảo trụ huyết tộc, nếu không cơ hồ là khó giải. Huyết tộc hủy diệt cũng rất nhanh, tử thần cũng không có xuất động quá rất mạnh người, chỉ là xuất động ba cái thánh hoàng. Ba cái thánh hoàng chi đồng thời xuất thủ, một cái gai giết huyết hồn ngọc, một cái gai giết huyết tộc mặt khác thánh hoàng, còn có một cái đi công kích huyết tộc tộc nhân. Ba cái thánh hoàng là chuyên nghiệp thích khách, trong đó một cái một kích thành công cái kia huyết tộc thánh hoàng bị trong nháy mắt giết chết một cái khác thánh hoàng tiến triển cũng rất thuận lợi hắn có một loại rất mạnh quần công thần thông một chiêu liền có thể diệt sát một mảng lớn huyết tộc tộc nhân rất nhiều nhưng bị hắn bố trí một loại thần trận vây khốn một cái đều chạy không thoát chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là bị vô tình đột sát duy nhất thất thủ ngược lại là ám sát huyết hồn ngọc cái kia thánh hoàng huyết hồn ngọc không hổ là huyết tộc tối cường giả cũng đã nhận được rất nhiều máu tộc cường đại thần thông truyền thừa hắn mặc dù không địch lại, lại thành công cho hắn trốn. Kịch chiến ba ngày, huyết tộc bên này tộc nhân loại trừ huyết hồn ngọc đào tẩu bên ngoài, còn lại toàn bộ huyết tộc đều bị đánh giết. Huyết hồn ngọc cũng không có, có cơ hội tiềm ẩn, mà là một mực tại bị đuổi giết trên đường, tin tưởng dùng tử thần năng lực, huyết hồn ngọc bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, huyết tộc không chỉ chỉ có những này tộc nhân, còn có một số dư nghiệt ở bên ngoài, cũng có một chút huyết tộc ở bên ngoài lẩn trốn. Các chi mạch đều có hạt giống tinh anh ở bên ngoài, Tại một chút bí cảnh bên trong đoán chừng cũng có hạt giống lưu lại. Đối với tử thần tới nói, nhiệm vụ này độ khó không phải ở chỗ đánh giết huyết hồn ngọc bọn hắn, mà là ở tìm kiếm tất cả huyết tộc. Đã tiếp nhiệm vụ, vẫn là phải đánh giết thiên loạn tinh vực huyết tộc, kia tử thần khẳng định phải làm đến. Nếu không quay đầu lục ly nếu là phát hiện có huyết tộc còn sống sót, kia tử thần mặt mũi coi như ném đi được rồi. Tử thần tối cường không chỉ là ám sát, còn có tình báo. Nếu là không có cấp cao nhất tình báo hệ thống tử thần an bài như thế nào ám sát giải thích như thế nào đối thủ vạn nhất tình báo sai lầm, tử thần ám sát chính là một cái trí cường giả đâu vậy sẽ cho tử thần mang đến vô tận hậu hoạn. Lần nữa qua 10 ngày, huyết hồn ngọc bị giết tại một cái tiểu giới diện một chỗ hiểm ác chi địa, hắn vốn định chui vào tại cái nguy hiểm này trong đất tránh thoát truy sát, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Bị tử thần một cái thánh hoàng giết chết, đầu người đều bị cắt bỏ mang về. Huyết hồn ngọc chết một lần, huyết tộc tương đương tự diệt phong, coi như còn có một số dư nghiệt, cũng không dám ló đầu. Mà lại tử thần cũng sẽ kéo dài truy sát xuống dưới, không ngừng dò xét tìm kiếm truy tung, phát hiện một cái đánh giết một cái. Tại Lục Ly sẽ xuất phát lúc, hắn đã được đến huyết hồn ngọc bị giết, tích nguyên giới bên trong sở hữu huyết tộc bị đổ tin tức. Tử thần hiện tại phát động rất nhiều trinh sát tại tìm kiếm còn lại huyết tộc, toàn bộ thiên loạn tinh vực đều là bọn hắn truy tung đối tượng, bọn hắn sẽ hết sức đem sở hữu huyết tộc tìm tới, từng cái diệt sát. Lục Ly an tâm, cũng âm thầm bội phục tử thần thủ đoạn. Kỳ thật tại Lục Ly xem ra, tử thần đã không phải một sát thủ tổ chức, càng giống là một cái thế lực lớn, một cái đại biểu vô số lão ma lợi ích thế lực lớn. Nói một cách khác, tử thần đem rất nhiều lão ma tụ họp, để bọn hắn có được cùng đại tộc chống lại lực lượng. Tỷ như chuyện lần này, thế này sao lại là ám sát ra trực tiếp là uy áp kỳ tộc, sau đó công khai tiến công huyết tộc, cái này cùng sát thủ tổ chức có quan hệ gì a? À? Tử thần làm sao động thủ lục ly cũng mặc kệ, chỉ cần huyết tộc hủy diệt là được rồi. Hắn giờ phút này cưỡi một chiếc cự đại chiến thuyền rời đi thiên việt giới, hướng mặt phía bắc một cái đại giới mặt thái hoang giới bay đi. 50 cái võ giả, có 30 thánh hoàng, đều là mấy ngàn tuổi võ giả. Đây đều là tử thần tinh anh, trẻ tuổi một đời siêu cường giả, rất nhiều đều là tử thần bồi dưỡng ra tới, đương nhiên cũng có bộ phận là một chút lão ma hậu đại, lần này bọn hắn không chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói kỳ thật cũng là một lần lịch luyện. Còn có mặt khác 20 cái thì không phải vậy thánh hoàng nhưng đều là đế cấp, cái này 20 cái đều đều có kỳ dị thần thông, là chuyên nghiệp đi hỗ trợ thám hiểm. Tại loại này hiểm địa, không chỉ có riêng là dựa vào chiến lực, càng nhiều hẳn là cần nhờ các loại kỳ dị thần thông. Quả nhiên là tử thần gia võ giả, lục ly quan sát thoáng cái cái này mười mấy cái võ giả, phát hiện thanh nhất sắc đều là lạnh băng băng, trầm mặc ít nói, không có một cái nào võ giả phản ứng hắn. Tiến vào chiến thuyền về sau đại bộ phận đều riêng phần mình tiến vào gian phòng tu luyện, chỉ có một số nhỏ tại tập hợp một chỗ trò chuyện nhiệm vụ lần này. Lục Ly không phải tử thần đích nhân, cũng không muốn cùng những sát thủ này có quá nhiều tiếp xúc, hắn điệu thấp trở lại gian phòng của mình tu luyện. Lần này đi Thái Hoang giới cũng không gần, coi như chiếc này nhanh nhất chiến thuyền đi qua cũng cần 3 4 tháng thời gian. Tu luyện nhục thân, tu luyện linh hồn, lĩnh hội đạo thuộc về mình, thuận tiện nhìn xem công kích linh hồn phải chăng có tăng lên có thể. Lục Ly thực lực tổng hợp mặc dù rất mạnh, nhưng nội tình kỳ thật rất yếu, nhất là tại chân ý phương diện yếu hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lục ly tuổi tác cứ như vậy đại, theo tầng dưới chót quật khởi, phía sau không có đại gia tộc trèo trống, đoạn đường này đến đều là tại chiến đấu, đang chạy trốn, có rất ít thời gian bình tĩnh lại tu luyện lĩnh hội. Hơn 3 tháng thời gian chớp mắt tựu đi qua, lục ly bọn hắn đã tới một cái cự đại giới diện bên ngoài, một đạo truyền âm vang lên tại lục ly trong tai, đến địa phương, đều đi ra đi, Nhiệm vụ lần này lần nữa cường điệu thoáng cái, cái kia chính là trợ giúp cố chủ tiến vào thái hoang cốc tầng cuối cùng, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, không phải cùng cố chủ lên xung đột, các ngươi đều phải nghe theo dẫn đội vũ dương mệnh lệnh. Lục ly đi ra, nhung hoàng lại xuất phát trước đó đi tìm hắn một lần, cũng cho hắn nhấn mạnh một chút, sợ lục ly làm loạn, dù sao lục ly không phải tử thần đích nhân. Lục ly không phải không sự tình gây chuyện người, lần này hắn chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện đem thái cổ thần long tinh huyết đoạt tới tay, không có việc gì hắn làm sao lại đi làm loạn. Dẫn đội một cái tử thần nguyên lão Hạc Nguyên lão, xuất lĩnh lục ly bọn hắn tiến vào Thái Hoang giới, cái này giới diện bởi vì Thái Hoang Cốc nổi tiếng. Cái này giới diện cũng là một cái đại giới mặt, bị hai cái đại tộc sở chiếm cứ. Hạc Nguyên lão mang theo bọn hắn tiến vào Thái Hoang giới, sau đó bay xuống đã tới một tòa trong thành lớn, liên tục truyền tống mấy chục lần, đã tới Thái Hoang giới phía tây một tòa đại thành. Tòa thành lớn này phía tây trăm vạn dặm liền là Thái Hoang Cốc một chỗ thái cổ cấm địa, cũng là tại thiên loạn tinh vực đều phi thường nổi danh cấm địa. Nơi này nghe nói bản thân liền là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương, sau đó bị một cái đại viên mãn cường giả tế luyện, trở nên càng thêm nguy hiểm mấy phần. Hơn một năm trước, nơi này có một cái thánh hoàng đi vào qua, ra lúc hắn đã chết, di vật của hắn bên trong có một cái ấn thạch, ấn thạch bên trong ghi chép hình tượng, có một cái nghi là tiến vào tiên vực chìa khóa bảo vật. Yên lặng rất nhiều năm thái hoang cốc náo nhiệt, Thái Hoang giới hai cái đại tộc đều lập tức điều động thế hệ tuổi trẻ cường giả đi vào, nhưng cuối cùng bọn hắn chỉ là lui ra ngoài một nửa cường giả, còn lại một nửa vĩnh viễn lưu tại bên trong. Bọn hắn chỉ là xông qua tầng 8, tự vô pháp đi tới, mà cái này Thái Hoang cốc truyền thuyết là có 12 tầng. Thái Hoang giới đại tộc thế hệ tuổi trẻ đều đi vào, đều không thể cầm xuống chìa khóa, vậy làm sao bây giờ thế là hai đại tộc đàn liên hợp lại, mở ra giá tiền rất lớn tại tử thần thuê cường giả. Đây chính là lục ly bọn hắn tại sao lại tới này nguyên nhân. chương 3138, Diên Tiểu Thư. Tử thần cường giả đến nhận lấy hai cái đại tộc nhiệt liệt hoan nghênh, cùng ngày tự cử hành hoan nghênh tiệc tối. Lúc đầu rất nhiều tử thần cường giả không muốn ra bữa tiệc, nhưng dẫn đội nguyên lão ra lệch, để sở hữu võ giả đều có mặt. Đây cũng là một cái hội gặp mặt, cùng lần này đi bên trong thám hiểm tuổi trẻ cường giả biết nhau, quen thuộc về sau, quay đầu tại Thái Hoang Cốc bên trong tốt hơn cùng một chỗ chiến đấu, tổng độ cửa ải khó khăn. Ảnh tộc, tinh linh tộc, đây là thái hoang giới bên trong hai cái tối cường chủng tộc, tòa thành trì này liền là ảnh tộc địa bàn, bất quá ảnh tộc võ giả tồn tại cảm rất yếu. Bởi vì tinh linh tộc võ giả tướng mạo khí chất quá xuất chúng, có mặt yến hội năm cái tinh linh tộc bên trong có ba cái nam tử, hai cái nữ tử, đồng thời tinh linh tộc còn phái một chút thị nữ tới, những này tinh linh tộc nữ tử đều trở thành trong sân chú ý điểm. Tinh linh tộc nữ tử dáng người đều rất hoàn mỹ, tướng mạo rất tú mỹ, nhất là trên người có một cỗ phi thường đặc biệt khí tức, khiến người ta cảm thấy phi thường có vận vị, rất có một loại thình thịch động tâm cảm giác. Nhất là tinh linh tộc nữ tử hoạt bát dáng vẻ, để Lục Ly đều cảm giác về tới thời đại thiếu niên, gặp xinh đẹp tiểu muội nhà bên. Ở đây người định lực ngược lại là đều rất mạnh, mặc dù cùng tinh linh tộc chào hỏi những thị nữ kia đoán chừng có thể trực tiếp mang đi, nhưng không có một cái nào tử thần võ giả làm như thế. Lục, cách càng là đằng sau trực tiếp không thấy, cúi đầu một người uống rượu, hắn biết rõ định vị của mình, hắn điểm ấy chiến lược đối với tinh linh tộc tới nói hoàn toàn không đáng chú ý cái này sở dĩ hắn có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì hắn có thể hấp thu độc vụ thôi tinh linh tộc rất mạnh sau so kỳ tộc đều mạnh hơn là thiên loạn tinh vực đại tộc một trong kiên năm cái tinh linh tộc tuổi trẻ võ giả thậm chí đều không cùng hắn nói nhiều một câu chỉ là tại giới thiệu lúc khách sáo tính nhẹ gật đầu cái bóng võ giả rất trầm mặc cũng chỉ có một hai cái ảnh tộc võ giả ra chiêu đái một trận yến hội lái đến nửa đêm Tại Lục Ly vốn cho rằng muốn tản thời điểm bên ngoài vội vàng đi tới một cái ảnh tộc thánh hoàng trên mặt hắn có chút đắng sắc nói ra, chư vị, ta muốn cho các ngươi giới thiệu hai vị quý khách, hai vị này cũng đem vì các ngươi cùng một chỗ tiến vào Thái Hoang Cốc thám hiểm. Ừ, tử thần bên này cùng Lục Ly bọn hắn không có nửa điểm phản ứng, ảnh tộc cùng tinh linh tộc tuổi trẻ võ giả lại sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thái Hoang Cốc tại trong lòng các nàng kia là hai tộc đất phần trăm, kia một cái tiến vào tiên vực chìa khóa cũng nhất định phải là các nàng hai tộc hiện tại lại có ngoại tộc võ giả gia nhập. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy hai thân ảnh đi đến, sở hữu võ giả mục quang quét đi qua, đoàn người đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Phía trước nhất đi tới là một cái nữ tử, người mặc kim sắc váy dài, phía sau cũng có một đội cánh chim màu vàng óng, trên đầu mang theo kim sắc phương miện, dáng người cao gầy, đùi thon dài, ngũ quan tiêu chí. Mũi cùng lông mày xương so sánh đột xuất, sở dĩ nhìn phi thường tươi sáng, cũng vô cùng có tính cách mi tâm của nàng có một đạo tam xoa kích tiêu chí con mắt là màu lam giống như là một vòng đại dương bờ môi đỏ như nhỏ máu dị thương kiều diễm nữ vương cái này nữ tử đi tới lúc tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một ý nghĩ như vậy thậm chí lục ly trong đầu còn hiển hiện một loại không dám cùng nàng đối mặt có một loại nghĩ đối nàng quỳ bái xúc động cái này nữ tử khí chất quá đặc biệt cũng cảm giác nàng tựa như là một vòng liệt nhật là toàn bộ thế giới trung tâm có nàng tại địa phương, tất cả nữ tử đều đã mất đi nhan sắc. Nàng giống như là một cái kiêu ngạo phượng hoàng đi tới, khí chàng mạnh đến mức đè lại đại điện bên trong sở hữu võ giả, cũng bao gồm ảnh tộc cùng tinh linh tộc tinh anh. Nữ tử phía sau là một cái nam tử, ngoại hình cùng nàng không sai biệt lắm, là mỗi loại tộc, trên người hắn cũng có một cỗ vương bá chi khí. Tựa như là một cái đế vương, khí thức vô cùng bá đạo, nhưng so với phía trước cái này nữ tử còn hơi kém hơn bên trên một chút. Lục Ly bọn hắn mục quang tựu không có theo trên người nữ tử rời qua, cái này nữ tử mặc dù chậm rãi đi tới, bọn hắn lại cảm giác cái này nữ tử giống như là đi tại cửu thiên chi thượng, là một cái không nhiễm phàm trần thần nữ vương giả, bọn hắn lại chỉ là phàm phu tục tử. Khí này chàng rất cổ quái, Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn vốn cho là đây là nữ tử thả ra công kích linh hồn, nhưng cẩn thận một cảm ứng, phát hiện nhưng không có bất luận cái gì hồn lực ba động. Đó chỉ có thể nói một điểm cái này nữ tử khí chàng rất cổ quái, rất đặc thù. Sai hẳn là các nàng cái này tộc đàn đều rất đặc thù, phía sau nam tử đồng dạng như thế, nam tử cùng nữ tử đều để người cảm giác khí chàng cường đại, đè lại trong chàng sở hữu võ giả. Yểm tộc, một cái tử thần võ giả phun ra hai chữ, lục ly giật mình, mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai là thiên loạn tinh vực tối cường trùng tộc yểm tộc con em, khó trách có như thế khí chàng, có lẽ đây cũng là yểm tộc thiên phú dị năng A. Đến, chư vị, ta giới thiệu cho các người một chút, hai vị này là đến từ yểm tộc bằng hữu vị này là diên tiểu thư vị này lộ công tử đây là yểm tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất hai vị tộc nhân cũng là chúng ta thiên loạn tinh vực ưu tú nhất hai vị thiên tài tinh linh tộc cùng ảnh tộc các công tử tiểu thư lập tức nghênh đón tiếp lấy một chút tử thần công tử trẻ tuổi bọn họ cũng nghênh đón tiếp lấy bọn hắn mặc dù không có gặp qua nhưng vị này diên tiểu thư thế nhưng là như sấm bên tai a à. thánh hoàng hậu có hoàn toàn chính xác cường đoán chừng trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhẹ nhàng đi. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành đại viên mãn trí cường giả cũng không phải không có khả năng. Lục ly cảm ứng thoáng cái, có loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác, cái này riêng tiểu thư niên cấp cũng không lớn, nhiều nhất 3.000 tuổi khoảng chừng nàng lại đã đạt tới thánh hoàng hậu có. Đây chính là vô số võ giả cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới A. Tử thần lần này phái ra 30 thánh hoàng, đại đa số đều là thánh hoàng tiền kỳ, tối cường cũng chỉ có ba cái thánh hoàng trung kỳ, nhưng cảm giác cùng cái này Diên Tiểu Thư muốn so, không phải kém một chút hai điểm. Diên Tiểu Thư rất lạnh lùng kiêu ngạo, một đám tinh anh đi qua bái kiến nàng, nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu, một câu đều không nói. Nàng đợi chỉ chốc lát, trực tiếp hướng chủ vị đi đến, ngồi xuống về sau khoát tay chặn lại mở miệng nói, chư vị không nên hiểu lầm, lần này ta cùng lộ thêm vào đây, không phải đến cướp đoạt các ngươi bảo vật càng không phải là đến cướp đoạt chiếc chìa khóa kia. Chúng ta lần này đi vào nhưng thật ra là vì đón về chúng ta yểm tộc một cái tiên tổ di thể. Ảnh tộc cùng tinh linh tộc lập tức thở dài một hơi, một đám công tử tiểu thư cũng càng khách khí mấy phần, hai vị như thế cường đại võ giả gia nhập, cái này khiến các nàng chuyến này sẽ càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Diên tiểu thư sau khi nói xong, nâng chén chính mình uống một chén, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý nói chuyện cùng nàng người đi tới cửa mới nói ra. ba ngày sau xuất phát, chư vị riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. diên tiểu thư cùng lộ công tử cứ thế mà đi. giữa sân còn lại thế hệ tuổi trẻ tinh anh cũng không có hiểu được diên tiểu thư quá mức bá đạo, từ đó sinh lòng bất mãn. bởi vì diên tiểu thư lại yểm tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, nàng có kiêu ngạo tư cách. yểm tộc, đây là thiên loạn tinh vực tối cường chủng tộc, cùng thiên hoang trong tinh vực hoang tộc đồng dạng, là không thể địch nổi tồn tại. yểm tộc năm đó tại bốn phía trọng thiên cũng là một cái siêu cấp đại tộc. Sau huyết tộc đều mạnh hơn nhiều. Yểm tộc vẫn luôn rất ngông cuồng, thân là yểm tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, Diên tiểu thư giống như không cuồng một điểm, các nàng có thể đều sẽ không quen. Cũng đừng xảy ra vấn đề gì a. À. Lục Ly lông mày lại nhíu lại, nhiều một cái yểm tộc đệ nhất tiểu thư, lần này Thái Hoang Cốc chi hành hắn luôn cảm giác sẽ xuất hiện một chút biến số a. Chương 3139 Thái Hoang Cốc. 3 ngày sau xuất phát, tử thần bên này 50 cái, ảnh tộc cùng tinh linh tộc mỗi lần bên cạnh 10 cái tăng thêm yểm tộc hai cái cùng một chỗ 72 cái. Tử thần bên này là một cái thánh hoàng trung kỳ vũ dương dẫn đội, lục ly dù sao điệu thấp đi theo, cũng không nói chuyện. Hắn lần này chỉ là đi hóa giải độc vụ cùng lấy thái cổ thần long tinh huyết, còn lại sự tình đều không muốn quản. Một đám cường giả cưới một chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng thái hoang cốc bay đi, tại trên chiến thuyền riêng tiểu thư không có chút nào ngoài ý muốn trở thành toàn trường trung tâm. Không chỉ là bởi vì cái này tiểu thư xinh đẹp có khí chất, quan trọng hơn là nàng chiến lược kinh người, còn có yểm tộc đệ nhất tiểu thư tên tuổi. Yểm tộc cùng hoang tộc không giống, yểm tộc là có thể gả ra ngoài, yểm tộc sở dĩ trở thành thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc, không chỉ là bởi vì yểm tộc thực lực, cũng là bởi vì bọn hắn liên hợp rất nhiều đại tộc, yểm tộc nữ tử gả ra ngoài không ít, cũng đã cưới không ít ngoại tộc nữ tử. Bất quá yểm tộc cưới ngoại tộc nữ tử, cũng sẽ không làm chính thê, cũng sẽ không sinh hạ hậu đại, đây là vì cam đoan yểm tộc huyết thống thuần khiết tính. Yểm tộc gả đi qua nữ tử cũng đại bộ phận là như thế này, đương nhiên giống như gả đi qua chính là một cái tiểu tộc, bọn hắn hiếm có yểm tộc huyết thống, kia có lẽ sẽ đem yểm tộc tiểu thư xem như bảo bối. Diên tiểu thư không biết có thể hay không gả ra ngoài, giống như có thể gả ra ngoài, đừng nói ảnh tộc cùng tinh linh tộc, coi như tử thần rất nhiều cường giả đều sẽ vui lòng. Dù sao đã cưới Diên tiểu thư, vậy thì đồng nghĩa với cưới một người vô cùng lớn viên mãn cường giả trở về, thậm chí có thể là một cái đại viên mãn cường giả sở dĩ diên tiểu thư gả ra ngoài khả năng phi thường nhỏ nhưng chỉ cần có một chút điểm hy vọng liền có thể để đám này công tử trẻ tuổi bọn họ sinh lòng nguyễn tưởng tiếp theo bắt đầu điên cuồng theo đuổi diên tiểu thư lục ly một mực trốn ở trong khoang thuyền cũng không ra một mực chờ đến đã tới thái hoang cốc vũ dương truyền âm vang lên lục ly mới đi ra lục ly sau khi ra ngoài mục quang rơi vào phía trước một tòa cự đại trong sơn cốc sơn cốc này rất phong độ tả hữu hai tòa núi cao giống như là hai đạo cự đại thành cung từ nơi này nhìn lại, miệng sơn cốc tựa như là một tòa cử đại cung điện đại môn. Trong sơn cốc có nhàn nhạt màu vàng sương mù, nhìn bên trong như mộng như ảo. Chúc các vị hảo vận, ảnh tộc tinh linh tộc nguyên lão, còn có tử thần dẫn đội nguyên lão lần nữa bắt đầu dặn dò một phen. Diên tiểu thư cùng lộ công tử không có cường giả bảo hộ, yểm tộc ưu tú nhất tiểu thư còn không có cường giả giam ám sát, trừ phi là không muốn sống. Diên tiểu thư một ngựa đi đầu, rất mau tiến vào sơn cốc, trong sơn cốc này vốn là có thần văn pháp trận, nhưng sớm đã bị tinh linh tộc ảnh tộc cho dọn dẹp trong sơn cốc có một ngôi đại điện tòa đại điện này toàn thân thành màu đen tinh linh tộc cùng ảnh tộc võ giả ở phía trước dẫn đường tiến vào đại điện bên trong bên trong tòa đại điện này trống rỗng chỉ có một tòa pho tượng kia là một cường giả pho tượng pho tượng về sau thì là một cái đen nhánh cửa hang hang động này hẳn là thông hướng chân chính thái hoang cốc địa phương cái bóng cùng tinh linh tộc phân biệt có một cái công tử ở phía trước dẫn đường bọn hắn đi vào biết nơi đó có nguy hiểm ở đâu là đường tắt một đám võ giả tiến vào trong sơn động, sơn động là dọc theo phía dưới dọc theo, sơn động rất phẳng cả, hẳn là bị tu chỉnh qua. Càng đi xuống, một đạo thê lương khí tức theo sơn động chỗ sâu truyền đến, giống như là cái sơn động này dưới đáy trải qua vô tận tuế nguyệt. Trên thực tế, cái này thái hoang cốc tồn tại cũng hoàn toàn chính xác có mấy trăm vạn năm, sớm nhất thời điểm tứ trọng thiên trở lên thế giới còn không có sụp đổ, khi đó thái hoang cốc thế nhưng là có một cái viễn cổ đại tộc cư trú. Đằng sau tứ trọng thiên cường giả xuống tới, Thái Hoang Cốc bị công chiếm, nơi này nhất tộc đều bị tiêu diệt. Hướng xuống mặt đi đằng đẳng hơn một vạn dặm, đã tới một cái siêu cấp lớn dưới mặt đất quảng trường, quảng trường này khoảng chừng phương viên vạn dặm lớn. Bốn phía có vô số gian phòng, những này gian phòng còn tu chỉnh qua, rõ ràng có loại tộc cư trú qua vết tích. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc dẫn đường võ giả cũng không có dừng lại, mang theo mọi người hướng dưới mặt đất quảng trường bên trái đi đến. Nơi này hẳn là không có thần văn pháp trận, ảnh tộc tinh linh tộc mang theo bọn hắn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tới một cái thông đạo. Một đám cường giả đều không có dừng lại, hướng trong thông đạo nhanh chóng đi đến, bởi vì ảnh tộc cùng tinh linh tộc đã thăm dò qua trước mặt tầng 8, sở dĩ phía trước mấy tầng bọn hắn đều không thèm để ý. Cái này mấy tầng hẳn là cũng không có bảo vật, đều bị hai tộc cho lấy đi. Địa đạo tiếp tục hướng xuống mặt dọc theo, lần này chỉ là đi hơn 10 dặm tựu đến cái thứ hai dưới mặt đất quảng trường. Quảng trường này nhỏ rất nhiều, bên trong cũng không có gì gian phòng, chỉ có mấy cái phân điện, sở hữu phân điện đại môn đều được mở ra, bên trong bảo vật rõ ràng bị dọn đi rồi. Nơi này có một ít thần văn pháp trận, Lục Ly có thể cảm ứng được, bởi vì rất nhiều địa phương đều có thần văn bị phá ra vết tích. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh hạ tầng thứ ba, nơi này không phải dưới mặt đất quảng trường, mà là một cái ao nham tương, cái này chỉ không phải đặc biệt lớn, phía dưới nóng hổi nham tương đang ngọ nguậy, truyền lại cực nóng khí tức. Tinh linh tộc ở phía trước người công tử kia đứng tại ao bên cạnh giải thích nói, chư vị, nơi này có thần văn pháp trận, không thể phi hành, nếu không sẽ bị cường đại trọng lực trực tiếp đè xuống. Chúng ta chỉ có thể một đường dán vào nham tương đi đi qua, mọi người chú ý tại nham tương phun trào lúc tuyệt đối không nên động, nếu không sẽ xúc động nham tương dưới mặt đất thần văn, đến lúc đó lại có cường đại trọng lực chân áp mà xuống. Hừ, Diên tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói ra, cái này nham tương hẳn là còn có thể đốt chết ta bọn họ không thành. Đốt không thiêu đến chết Diên tiểu thư chúng ta không biết. Cái kia ảnh tộc công tử nói ra, nhưng chúng ta hai tộc có tại cái này chết 10 cái võ giả, trong đó có ba cái là thánh hoàng cấp bậc. Ách, rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, tự liền tử thần một chút cường giả đều nhíu mày nhìn qua cái này ao nham tương, nơi này nham tương cảm giác là phổ thông nham tương A, thế mà có thể đem thánh hoàng đều cho thiêu chết. Một cái tinh linh tộc nữ tử, cũng là tinh linh tộc xinh đẹp nhất nữ tử cô tô nói ra, cái này mặt ngoài nham tương nhìn rất phổ thông, nhưng càng đi phía dưới nhiệt độ càng cao, cái này ao nham tương có mấy vạn giảm sâu, giống như bị chấn áp đi dưới đáy, chúng ta đều chịu không được. Một đám cường giả không dám khinh thường, tinh linh tộc cùng ảnh tộc ở phía trước dẫn đội trước đi qua, các nàng thân hình như yến, nhẹ nhàng tại nham tương phía trên một chút qua, chậm rãi hướng tiền phương lướt tới. Ông, ao nham tương đột nhiên sóng gió nổi lên, tựa như là nước biển nhấc lên bọt nước, tại ao nham tương mấy cường giả cũng không dám động, toàn bộ đứng ở nham tương phía trên. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, nham tương lắng lại xuống dưới, phía dưới võ giả động, lần này nhanh chóng hướng trước mặt di động chỉ là mấy hơi thời gian tự vượt ngang ao nham tương đứng ở đối diện phía sau võ giả đều xem hiểu toàn bộ phi thân hướng ao nham tương bên trong lướt tới cái này ao nham tương mặt ngoài trọng lực không trọng chúng võ giả đều có thể gánh vác được đi một nửa nham tương quả nhiên cuồn cuộn sở hữu võ giả không dám động tự đứng tại nham tương phía trên chờ nham tương lắng lại về sau toàn bộ võ giả lập tức nhanh chóng bay đi thoáng cái lên ao nham tương bờ bên kia dẫn đội ảnh tộc cùng tinh linh tộc cường giả tiếp tục tiến lên rất mau tiến vào tầng thứ tư tầng này là một đầu thiên tiệm nhất định phải theo thiên tiệm bên trong một đầu dưới đường nhỏ đi sau đó vượt ngang thiên tiệm lại từ một bên khác trên đường nhỏ đi cái này hai đầu đường nhỏ đều có thần văn pháp trận vẫn là rất cường đại thần văn pháp trận nhưng sớm đã bị hai tộc phá vỡ đi một hơi đi trước tầng thứ tám lại nói diên tiểu thư vung tay lên phi thường có nữ vương phạm tựa như là cái này một tiểu đội nàng là đầu lĩnh Chúng cường giả cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ, đều nghĩ trực tiếp đi tầng thứ 8 lại nói